muốn cầm tới chí bảo, nhưng lại muốn khiến người ta ngậm miệng lại. Hiển nhiên, hắn tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng còn muốn xuất ra hợp cách biểu hiện, mới có thể phục chúng. Các ngươi lá gan rất lớn, dám can đảm cùng ta tranh đoạt, cùng lên đi. Vũ Văn Chấn Tình ánh mắt dữ tợn, cái kia huyết ma thao thiết phát ra gầm lên giận dữ, giống như thái nhất tháp đều đang chấn động. Bọn họ người yêu liếc nhau một cái. Bắt lấy hắn. Nếu như đơn độc đối chiến, bọn họ chỉ sợ còn sợ Vũ Văn Chấn Tinh. Nhưng bây giờ, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Làm Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Gia Ý liên thủ muốn đột phá Vũ Văn Chấn Tinh thời điểm, Lý Thiên Mệnh cơ hội tới. Hắn mới ra động, ngược lại là có một cái hồng phát thiếu niên ngăn cản ở tại trước mắt. Hắn cộng sinh thú, chính là một cái to lớn châu chấu, nó cùng huyết minh mẫu hoàng không giống nhau, huyết minh mẫu hoàng là một cái thịt heo trùng. Nhưng là cái này phần thiên đế hoàng mẫu thể, toàn thân đều là áo giáp, cũng có sắc bén nhảy vọt cùng giác hút. Ong ong ong, 100.000 trở lên phần thiên châu chấu chạy như bay lên, lít nha lít nhít, chồng chất tại Lý Thiên Mệnh trên không. Nghe nói người đánh lén đánh bại ta huynh đệ, để ta nhìn ngươi bản sự. Con ruồi, Công Tôn Xí trên mặt mang tà mị nụ cười. Hắn tính cách cuồng dã không bị cản trở, đi theo Vũ Văn Chấn Tinh sau lưng giết người như ngóe. Cùng cái kia cao lạnh Trần Kiêu Ký hoàn toàn khác biệt. Đánh lén, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Thực sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng a. Trần Kiêu Ký khống chế cộng sinh thú theo mặt bên đụng vào, còn nói mình đánh lén. Lý Thiên Mệnh cùng trên bờ vai Huỳnh Hỏa, miêu miêu liếc nhau một cái. Địch nhân thiên quân vạn mã, làm sao làm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người hỏi một con gà, đối mặt côn trùng nên làm cái gì, người thiểu năng trí tuệ sao? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Gà đại ca, ngươi không phải nói, ngươi chán ghét người khác đem ngươi trở thành làm tiểu gà sao? Miêu miêu hỏi. Tiểu hài tử, ngươi biết cái đếch gì, ăn côn trùng thời điểm, lão tử cũng là gà. Phần thiên châu chấu. Hỏa diễm côn trùng. Huỳnh Hỏa ánh mắt triệt để sáng lên. Miêu miêu, ca để ngươi xem một chút, là nó sinh nhanh, vẫn là ta ăn đến nhanh. Ông. Một cái hỏa diễm gà, phóng lên tận trời. Phần thiên châu chấu nhóm lười nhác nhìn nhiều nó liếc một chút, dù sao huyết nhục quá ít. Bọn họ thói quen ùa lên, đem người khác cộng sinh thú, ăn đến sạch sẽ. Oanh! Huỳnh Hỏa phun ra một đạo luyện ngục hỏa, trong nháy mắt, lấy cái kia hỏa diễm phượng hoàng vì thông đạo, vô số phần thiên châu chấu, bị nướng thành than cốc. Một miệng luyện ngục thuẫn giáp, bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Thiên Mệnh tiểu đệ của ta, hất lên lão tử ngụm nước, chém chết đám này cháu trai. Miu Miu, tùy người ca, cùng một chỗ ăn côn trùng. Con hàng này đã trên sự chỉ huy. Không dùng nó nói, Miu Miu hóa thành hắc ám lôi đình cự thú, duỗi ra đỏ như máu móng vuốt, tại ma khí ngập trời bên trong leo ra, nó cái kia huyết sắc ánh mắt, để mắt tới phần thiên đế hoàng. Cái này một con côn trùng, dài đến cùng nó đế ma hỗn độn thần thông lớn như vậy. Xì 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 xì, vô số màu đen lôi đình, tại Miu Miu trên thân quấn quanh. Công Tôn Xí ngược lại là phong cách, binh khí của hắn là một thanh khổng lồ lưỡi hái, tên là Viêm Ma Liêm Đao. Hắn đem cái này Viêm Ma Liêm Đao kháng trên bờ vai, còn thật có một loại tử thần hàng lâm cảm giác. Tại bên cạnh hắn, khuôn mặt lõm, vết máu loang lổ Trần Kiêu Ký còn có bộ phận chiến đấu lực, hắn tay cầm tinh thần trường thương, đứng tại Công Tôn Xí bên cạnh, lên cơn giận dữ. Về phần hắn cộng sinh thú, đoán chừng ngay tại cộng sinh không gian bên trong suy nghĩ nửa đời sau hạnh phúc vấn đề. Cho nên không có xuất chiến. Ngươi không dùng để, chính ta có thể làm được, Công Tôn Xí bĩu môi nói. Nói thật, muốn không phải quan hệ đến Chấn Tinh Chí Bảo, ngươi cùng huynh đệ nói loại lời này, ta tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Trần Kiêu Ký nói. Thành, khác kéo chân sau. Hắn vừa mới dứt lời, song phương liền đã giết. Hai trận đoàn chiến, gần như đồng thời tiến hành. Vũ Văn Chấn Tinh lấy một địch hai, Lý Thiên Mệnh đồng dạng tính toán lấy một địch hai. Đầu tiên tại cái kia trên không, tiểu hoàng gà khoác trên người lấy luyện ngục thuẫn giáp, quả thực đầu đồng cánh tay sắt, hơn vạn phần thiên châu chấu thiêu tại trên người của nó, những tử thể này lực lượng, căn bản công không phá được luyện ngục thuẫn giáp, ngược lại bị luyện ngục hỏa một thiêu một cái chuẩn. Nói trắng ra là, cũng là khắc chế. Một miệng luyện ngục hỏa, phun chết một nhóm lớn. Một lần phần thiên vũ linh như là mưa rào tầm tã, càn quét đi qua, phần thiên châu chấu muốn chết một mảng lớn. Rất hiển nhiên, phần thiên đế hoàng cái này mẫu thể sinh sản tốc độ, so ra kém tiểu hoàng gà giết hại tốc độ.
nóng nảy châu chấu, thật giòn, thật là thơm a. Huỳnh hỏa đại sát tứ phương, hai cánh chống nạnh, cười to liên tục, chỗ đến, đều là trùng gian địa ngục. Tràng diện này để phần thiên đế hoàng nhìn đến giận dữ, đó cũng đều là con của nó a, nó đình chỉ sinh sản nhào tới, còn không có tới gần huỳnh hỏa, nửa đường trực tiếp giết ra một cái hắc ảnh, bổ nhào trên người của nó. Xì 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 xì, hắc sắc điện chảy, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Phần thiên đế hoàng giận dữ, cái kia như là trường thương giống như nhảy vọt ép ra Miu Miu, nhưng vẫn để Miu Miu hỗn độn điện cầu trúng đích nó cái kia to lớn thân thể, nổ ra không ít hắc hố. Nó bò lên, cùng cái kia lôi đình cự thú chém giết ở cùng nhau, không nghĩ tới cái này mẫu hoàng hệ cộng sinh thú cận chiến năng lực vẫn rất cường. Nhất là cái kia nhảy vọt, nếu là xuyên thủng đối thủ, tuyệt đối có thể tạo thành chí mạng lực sát thương. Bất quá, nó là am hiểu sản xuất cộng sinh thú, cùng Miu Miu so cận chiến vẫn là kém một chút, Miu Miu nanh vuốt đều cực kỳ thô bạo, tăng thêm hai đại thánh thú chiến hồn thần thông, phần thiên đế hoàng căn bản nhịn không được. Tại quá trình này, nó tiếp liền thi triển phần thiên hỏa ngục cùng bất tử hoàng bờ sông hai đại thần thông, đều bị huỳnh hỏa ngăn chặn, bởi vì này chủng loại hình cộng sinh thú, kỳ thần thông trên cơ bản cùng 100.000 tử thể có quan hệ. Nhưng là bây giờ, nó 100.000 tử thể, bị huỳnh hỏa giết đến không chừa mảnh giáp, quả thực máu chảy thành sông nếu như châu chấu cũng có máu. Huỳnh hỏa thiêu vô số than cốc, sau đó ở phía dưới, chờ lấy dùng lửa đốt châu chấu rơi xuống, từng miếng nhấm nháp. A phi, nướng khét, Miu Miu, buông ra nó, để nó lại cho ta sinh một chút, ta đang luyện hỏa hầu. Phần thiên đế hoàng nghe được câu này, quả thực tuyệt vọng. Nó muốn lấy một địch hai, quả thực quá khó khăn. Nó nhịn không được hướng nó ngự thú sư cầu cứu. Thế nhưng là, ngự thú sư đâu? Lên! Công Tôn Sí cùng Trần Kiêu Ký cơ hồ tại đồng thời xông ra. Lý Thiên Mệnh mục tiêu là cái kia chuông đồng, nhưng hai người này ngăn cản ở phía trước, hắn không có cách nào. Tại vạn chúng chú mục bên trong, thiếu niên tóc trắng kia tay cầm trường kiếm màu đen, bước ra một bước, phóng tới hai cái đối thủ. Con ruồi! Công Tôn Sí đôi thủ trưởng nắm cái kia to lớn viêm ma liêm đao, thi triển siêu phàm quy nhất chiến quyết, chảm hồn đao pháp, phủ đầu chặt chém xuống. Hắn ngược lại là phi thường hung mãnh, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, chỉ lấy Lý Thiên Mệnh đầu. Ở đây đợi áp lực phía dưới, Lý Thiên Mệnh không rên một tiếng, trường kiếm hạ bút thành văn, trong tay biến đổi một cái nhiều kiểu, dạo qua một vòng. Sau đó, hai tay nắm ở chuôi kiếm. Ngón tay đụng chạm trên chuôi kiếm long nhãn, trong lúc nhất thời, Hắc Minh Long kiếm phát ra rít lên một tiếng, dường như hóa thành một đầu to lớn thần long. Hai tay của hắn cầm kiếm, chân đạp tại chỗ, chém xuống một kiếm. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Nói thật, Lý Thiên Mệnh còn chưa tới cực hạn. Nhưng là một kiếm này bạo phát, có hơn vạn lần luyện kiếm làm nền. Cái kia siêu tuyệt kiếm khí bạo phát, nghịch thần kiếm ý cường hãn, ở chỗ nghịch thiên ý chí. Đinh! Hắc Minh Long kiếm cùng viêm ma liêm đao đối đầu. Oanh! Công Tôn Sí bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Làm đầu của hắn, loảng xoảng một tiếng đập xuống đất thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình não chấn động thanh âm. Giống như trong đầu có nước tại lắc. Ây! Một khắc này, đầu rơi máu chảy. Càng đáng sợ chính là, bị đánh bay lưỡi hái, rớt xuống, kém chút chém đứt hắn đầu của mình. Hắn lúc này mới nhớ tới. Vừa mới chính mình còn tại Lý Thiên Mệnh trước mặt nói mạnh miệng đây. Cái kia đến có bao nhiêu mất mặt a? Hiện tại, hắn thấy được. Người nào, là phàm phu tục tử. Người nào, là nghịch thiên yêu nghiệt. Trong lòng hắn còn đang run rẩy thời điểm, thiếu niên kia tóc trắng như ma, đã buông xuống ở trước mắt. Con ruồi. Công Tôn Sí tê cả ra đầu, một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên, toàn thân đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá. Hắn động tác nhanh, Lý Thiên Mệnh động tác càng nhanh. Tại hắn nhảy dựng lên trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh ra, chính bên trong Công Tôn Sí gương mặt. Răng rắc, Công Tôn Sí kêu thảm một tiếng, khuôn mặt đều bị Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay trực tiếp đánh sai lệch. Hắn lấy đầu làm trung tâm, trực tiếp xoay tròn lấy bay ra ngoài, lần nữa đập xuống đất, nện đến choáng đầu mục đích chuyển, coi như đứng lên, đều ngã trái ngã phải. Làm hắn mở ra mơ hồ hai mắt thời khắc. Bất ngờ nhìn đến. Làm Lý Thiên Mệnh lần nữa phóng tới chuông đồng thời khắc, Trần Kiêu Ký theo sau người phi tốc tới gần, tinh quang bạo phát, nhất thương đâm xuyên. Nhưng là, cái kia Lý Thiên Mệnh phía sau lưng, thật giống như mọc mắt,
Hắn căn bản không có về sau nhìn, nhưng đúng vào lúc này, trong tay hắn xiềng xích, đột nhiên như là độc xà xuất động, hướng về phía sau của hắn đâm xuyên. Cái kia tà ma xiềng xích, liền xem như đông đảo huyết con mắt màu đỏ, nhìn đến Công Tôn Xí tê cả da đầu. Hắn tin tưởng Trần Kiêu Ký càng là như vậy. Cái kia là như thế nào một roi? Dù là Công Tôn Xí cách đến rất xa, hắn vẫn toàn thân run lên. Chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo huyết sắc huyễn ảnh trực tiếp lóe qua, đâm vào Trần Kiêu Ký trên đùi, sau đó đóng ở trên mặt đất. A! À, Trần Kiêu Ký kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị kẹt tại trên mặt đất. Đâm xuyên hắn, cũng là Lý Thiên Mệnh tà ma. Sinh tử tiên pháp xem ra đều rất đơn giản, thậm chí ngoại nhân nhìn không ra môn đạo. Nhưng là, câu hồn một roi, tác mệnh đâm một cái, đều như ác mộng độc xà, trong nháy mắt phân ra sinh tử. Lần này, Trần Kiêu Ký triệt để đàng hoàng, ngã xuống đất lăn lộn, kêu đau đớn liên tục, lại không ngăn cản chi lực. Công Tôn Xí nhìn đến sắc mặt trắng bệch. Đến lúc này thời điểm, hắn chỗ cảm thụ chỉ có hoảng sợ, nơi nào còn dám tự đại làm bậy, khinh thị Lý Thiên Mệnh. Không chỉ là Trần Kiêu Ký, hắn cộng sinh thú phần thiên đế hoàng, bây giờ chính để Lý Thiên Mệnh hai đầu cộng sinh thú, giết đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thống khổ rú thảm. Đến lúc này thời điểm, làm Lý Thiên Mệnh giải quyết Trần Kiêu Ký, ánh mắt lần nữa khóa chặt hắn thời điểm, Công Tôn Xí vậy mà dọa đến run run một chút, lùi lại ba bước, sau đó lộn nhào, chạy. Tính ngươi thức thời. Lý Thiên Mệnh xem thường cười một tiếng. Hắn ngược lại là có thể đuổi theo, lại đánh một trận gia hỏa này, nhưng là không cần thiết, bởi vì hiện tại trọng yếu nhất chính là chuông đồng, là tầng thứ hai này chí bảo. Nghiền ép Công Tôn Xí cùng Trần Kiêu Ký về sau, hắn hướng thẳng đến chuông đồng phóng đi. Tại trong quá trình này, hắn nhìn thoáng qua Vũ Văn Chấn Tinh cùng cái kia một đôi tình lữ chiến đấu. Chỉ thấy cái kia Vũ Văn Chấn Tinh cùng huyết ma thao thiết phối hợp, lấy một địch hai, giết đến cuồng bạo dữ tợn, tuy nhiên bị vây công, nhưng vậy mà có thể chống đỡ, thậm chí liên tiếp cho Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, thượng quan gia ý mang đến chí mạng uy hiếp. Chỉ cần cho Vũ Văn Chấn Tinh đầy đủ thời gian, hiển nhiên đánh tan hai người này đều không là vấn đề. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh híp mắt, hắn đã nhìn ra, Vũ Văn Chấn Tinh so những người khác cường không ít. Nhưng thì tính sao? Lý Thiên Mệnh giải quyết đối thủ, nhưng hắn cũng không có. Mà lại, hắn tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh đã phóng tới chuông đồng. Nhìn đến Công Tôn Xí Trần Kiêu Ký tiếng kêu rên liên hồi, khí chất hoàn toàn không có. Đứng lại. Vũ Văn Chấn Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ xuống đối thủ, muốn đuổi theo hướng bên này. Nhưng, hắn cái này nhất động, Hoàng Phủ, thượng quan hai người không ai ngăn cản, càng là xông về chuông đồng. Vừa rồi hỗn chiến cục thế biến đổi. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã đoạt chiếm được tiên cơ, hắn vốn là tốc độ nhanh, tăng thêm không người ngăn cản, càng là nhanh như gió xoáy. Vũ Văn Chấn Tinh chẳng những đuổi không kịp, hơn nữa còn sẽ bị kéo dài khoảng cách. Siêu! Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã vọt tới cái kia chuông đồng trước mắt. Hắn mặc kệ cái này chuông đồng là cái gì, dù sao trực tiếp đụng vào, nhất quyền đánh ở phía trên. Ầm ầm, chuông đồng chấn động một chút, lắc lên, nhưng là không có xoay chuyển. Lý Thiên Mệnh rõ ràng chú ý tới, chuông đồng phía dưới có đồ. Tầng thứ hai chí bảo. Hắn lần nữa lấy hắc ám cánh tay ngưng tụ nhất quyền, bỗng nhiên đánh vào cái này bên trên chuông đồng. Làm. Một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, chuông đồng rốt cục bị sốc lên, rất hiển nhiên, cái này ít nhất phải là quy nhất cảnh tầng thứ 8 lực lượng mới có thể mở ra. Cút. Vũ Văn Chấn Tinh đã truy chắp sau lưng. Lý Thiên Mệnh động tác càng nhanh, tà ma hướng về bên trong cuốn một cái, trực tiếp cuốn lấy tầng thứ 2 chí bảo đồ vật, ra bên ngoài kéo một phát, rơi vào trong tay. Nhìn kỹ, vẫn là một cái màu đen thần nguyên cầu. Cái này thần nguyên cầu triệt để phong bế. Tạm thời thấy không rõ lắm bên trong có cái gì, cái này không trọng yếu, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem đặt ở tu di giới chỉ bên trong. Cái này mang ý nghĩa, hắn thuận lợi đạt được tầng thứ hai chí bảo. Tầng thứ hai này chí bảo, nói thế nào đều so tầng thứ nhất chân quý. Đến mức đến cùng là cái gì, không cần phải gấp gáp nhìn. Bởi vì Vũ Văn Chấn Tinh đám người đã vào tới trước mắt, trực tiếp công kích Lý Thiên Mệnh. Giao ra, Vũ Văn Chấn Tinh ánh mắt huyết hồng. Đây là chuẩn bị cho hắn đồ vật, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh nắm bắt tới tay, cái này còn cao đến đâu. Hắn đã không rảnh trách cứ Trần Kiêu Ký cùng Công Tôn Xí có bao nhiêu phế vật, một cái Lý Thiên Mệnh đều ngăn không được. Mất đi rơi trọng yếu nhất chí bảo, để hắn sát khí ngút trời.
hắn trên thân cái kia bàng bạc huyết khí, lăn lộn ra, biển máu khí chàng bao phủ Lý Thiên Mệnh. Trừ hắn, vẫn còn có người đến cướp đoạt chí bảo, liền cái kia Công Tôn Xí còn dám tiến lên đây, mà lại tầng thứ nhất dưới, còn có người tại trèo lên trên đây. Quả nhiên, đoạt đến chí bảo rất khó, muốn giữ vững chí bảo càng khó. Bất quá, đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu thiên hoa bản, mở ra một cái lối đi. Thái nhất tháp tầng thứ ba cửa lớn, chính là nhưng đã mở ra. Khác đoạt, tầng thứ ba gặp. Lý Thiên Mệnh biết, chỉ cần đến tầng thứ ba, người bên ngoài liền nhìn không thấy, cái kia chính là hung hiểm chi địa. Nhưng, hắn hôm nay không chỉ là vì chí bảo mà đến. Thậm chí, Vũ Văn Chấn Tinh trong tay tầng thứ nhất chí bảo, cũng là mục tiêu của hắn. Vũ Văn Chấn Tinh ước gì hắn tiến tầng thứ ba. Tại cái này hai tầng, sinh tử giết hại còn có hơi phiền toái, đến tầng thứ ba, đó chính là hắn thiên hạ. Đánh bại Công Tôn Xí cùng Trần Kiêu Ký, để hắn bành trướng, rất tốt. Hắn không có ngăn cản Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh trở thành cái thứ nhất đạp vào Thái Nhất Tháp tầng thứ ba đệ tử. Hắn trực tiếp đuổi theo, bước vào trong đó. Đi a, Công Tôn Xí đối Trần Kiêu Ký hô. Ta chỉ sợ không thể đi lên. Trần Kiêu Ký bưng bít lấy bắp đùi, sắc mặt khó coi nói. Thực sự là, Công Tôn Xí khẽ cắn môi, thương thế hắn không tính trọng, sau cùng lựa chọn theo Vũ Văn Chấn Tinh đi lên. Đến mức Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Gia Ý, còn muốn tại hắn trước đó. Thì năm người này, khi bọn hắn bước vào Thái Nhất Tháp tầng thứ ba thời điểm, lối đi kia bỗng nhiên đóng lại, những người khác vừa đi lên, chỉ có thể một mặt phiền muộn. Tầng thứ ba cửa vào đóng lại. Không đi vào. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chí bảo, đều bị mang vào. Chúng ta không đùa. Bọn họ rất bất đắc dĩ. Nói là Thái Nhất Tháp tranh phong, nhưng rất nhiều người kỳ thật cái gì cũng không làm. Mới từ tầng thứ nhất đi tới nơi này, hết thảy thì kết thúc. Bọn họ chỉ có thể rời đi Thái Nhất Tháp, trong vòng 3 canh giờ, tầng thứ 3 liền sẽ có kết quả. Đến cùng có người hay không tầng 3 thông quan, đến cùng ai sống ai chết, ai có thể đạt được tất cả chí bảo, đến lúc đó liền sẽ công bố. Không chỉ là bọn hắn, liền 33 vị tông lão, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Dù sao người nào cũng không biết, bọn họ tại Thái Nhất Tháp tầng thứ 3 sẽ tao ngộ cái gì. Ta vừa nhìn đến, Trần Kiêu Ký cùng Công Tôn Xí liên thủ, bị Thiếu Tông Chủ nghiền ép đánh tan. Triệu Tinh Dịch đi lên nói. Thiếu Tông Chủ lợi hại như thế. Ngươi nhìn Trần Kiêu Ký sắc mặt liền biết. Có phải hay không tưới nước, dẫn dụ Thiếu Tông Chủ phía trên tầng thứ ba? Nếu như là, Trần Kiêu Ký vì cái gì không đi lên? Ngươi xem một chút hắn thảm trạng, giống như là nhường sao? Thiếu Tông Chủ, nếu có thể theo tầng thứ ba còn sống rời đi. Về sau, đoán chừng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Càng ngày càng nhiều đệ tử, bắt đầu có vô hạn kính ngưỡng. Đến mức Trần Kiêu Ký, làm bại tướng dưới tay, bây giờ cũng chỉ có thể cúi đầu, mặt mang vẻ xấu hổ, không mặt mũi gặp người. Thậm chí, tâm lý sinh ra một chút bất an cùng hoảng sợ. Hắn đang suy nghĩ, Vũ Văn Chấn Tinh, thật có thể tại tầng thứ ba, chém giết Lý Thiên Mệnh sao? Trần Kiêu Ký rất khó chịu. Gia gia của hắn Trần Nam Thiên, cần phải càng khó chịu hơn. Hắn thông qua thiên văn hình chiếu, tận mắt đứa cháu mình đắc ý nhất, bị Lý Thiên Mệnh liên tục ngược hai lần, một lần so một lần thảm liệt. Hiện tại hắn sắc mặt tái nhợt, cái kia khuôn mặt tựa như là bị chuyển gạch đập như vậy, thối đến độ lõm tiến vào. Nói thật, Công Tôn Thắng Kỳ cũng là như thế. Hắn còn nối dõi Công Tôn Xí biểu hiện, cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhất là sau cùng liền bò mang lăn chạy trốn. Quả thực mất hết mặt mũi. Hai người bọn họ huynh đệ khó khăn, liếc nhau, đều có chút không mặt mũi gặp người. Các vị, Trần Kiêu Ký biểu hiện không tốt, thật sự là mất mặt xấu hổ. Trần Nam Thiên đau đầu nói. Xí Nhi cũng thế, thực sự quá kém. Công Tôn Thắng Kỳ cúi đầu nói. Bọn họ khó chịu à. Hai vị không cần chú ý, lão phu chỉ có thể nói, cái này Lý Vô Địch chi tử năm kiếp luân hồi chi thể, quả thật làm cho chúng ta khai nhãn giới. Thứ hai tông lão Tô Vân chỉ cau mày nói. Theo Lý Huyễn Thần đến Tô Y Nhiên, lại đến Trần Kiêu Ký Công Tôn Xí, tiến bộ của hắn tốc độ, thật sự là đáng sợ. Vũ Văn Khai Thái cắn răng. Hắn vẫn cho rằng đây là một con ruồi, tiện tay đều có thể đập chết, hiện tại mới phát hiện, con ruồi này có bao nhiêu buồn nôn. Khai Thái, hiện tại thì nhìn ngươi nhi tử Trấn Tinh vừa mới lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, xem ra vẫn còn so sánh Thiếu Tông Chủ Cường. Công Tôn Thắng Kỳ nói. Đúng, Thắng Kỳ.
Thái Nhất Tháp tầng thứ ba, chúng ta đều nhìn không thấy. Lại buồn nôn con ruồi, chỉ phải chết, thì không khiến người ta phiền. Trần Nam Thiên nói, giết người phương diện, Trấn Tinh ngược lại là am hiểu, hơn nữa còn có Công Tôn Xí đi theo vào. Vũ Văn Khai Thái nhẹ gật đầu. Bọn họ tuy nhiên có chút khó chịu, mất mặt, không thể giống như trước đây chuyện trò vui vẻ, nhưng, bọn họ cũng không cho rằng, cái này một cái nhỏ bé con ruồi, hôm nay còn có thể náo ra sóng gió gì tới. Không có việc gì, coi như hôm nay Trấn Tinh giết không chết hắn, đây cũng chỉ là cái tiểu hài tử, hôm nào có Đông Hoàng kiếm, tiện tay thì có thể giết. Thứ ba tông lão Vũ Văn Phụng Thiên cười nói. Mọi người nhẹ nhõm cười. Thiên phú là không tệ, muốn trách, thì quái hắn sinh lầm địa phương. Thân phận của hắn bây giờ, cũng liền chỉ là phổ thông đệ tử thân truyền, cưỡng ép giết, nhiều nhất để Diệp Thiếu Khanh náo một chút, kỳ thật cũng không có việc gì. Chỉ cần Hoàng Phủ, thượng quan hai cái lão quỷ, không muốn mang còn lại tông lão lên cương là được rồi. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Đúng, chỉ cần không phải thái nhất đệ tử, hết thảy dễ làm. Dù sao Thanh Long Diệp ra, gần nhất là có muốn chết thế đầu. Vũ Văn Khai Thái nói. Nhớ tới Diệp Vũ Hề, ánh mắt của hắn lại lạnh một chút. Đại ca, người cảm thấy thế nào? Vũ Văn Khai Thái hỏi. Vũ Văn Thái cực một mực không nói gì. Làm mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, hắn khoát tay áo, nói. Nhìn xuống đi, không có gì đáng nói. Cũng đúng. Tất cả mọi người biết, hắn có lẽ còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể để cho Vũ Văn Thần Đô tại cảnh vực chi chiến, nắm giữ càng lớn tư bản. Phụng Thiên Sơn Đại Điện bên trái, cũng là lớn nhất Phong Vân Thần Sơn Đại Điện. Lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân cùng Thượng Quan Tĩnh Thù, nhìn lấy xô trào đệ nhất Đông Hoàng chiến trường, hai người liếc nhau, trong mắt đều là hoảng hốt chi sắc. Trên chiến trường, nhìn đến Lý Thiên Mệnh đánh tan Trần Kiêu Ký cùng Công Tôn Xí, rất nhiều người ăn no thỏa mãn. Dù sao, đám người bọn họ bình thường khi nam phách nữ, gây nên nhiều người tức giận, bây giờ thấy bọn họ bị đánh thảm rồi, tự nhiên sảng khoái. Thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh nhân khí, đạt đến không bao giờ có trình độ. Đến mức, làm hắn bước vào Thái Nhất Tháp tầng thứ ba thời điểm, nội tông đệ tử nhóm một cái đều không đi, toàn bộ nín hơi mà đối đãi. Tiến bộ thật có chút dọa người. Hoàng Phủ Phong Vân cười khổ nói. Đúng vậy a, Diệp Thiếu Khanh ánh mắt độc ác. Đến đón lấy thì nhìn xem, hắn đến cùng là theo Thái Nhất Tháp đỉnh chóp leo ra, vẫn là hóa thành thi thể đi ra. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Tầng thứ ba, là một cái ai cũng quản địa phương mà không đến được. Nhìn Lý Thị Thánh tộc tổ tiên, có thể hay không hiển linh đi. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Một khi hắn sống sót, Vũ Văn Thế Gia muốn đi tham dự cảnh vực chi chiến, hắn thì có cơ hội thở dốc. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Đúng, lấy thiên tư của hắn, chỉ cần có thời gian, khẳng định hung mãnh trưởng thành, mà chúng ta, các loại cảnh vực chi chiến kết quả. Nếu như hắn hôm nay, thì có thể trở thành thái nhất đệ tử đâu? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Vậy thì càng thêm muốn đứng ra, bảo vệ hắn đến cảnh vực chi chiến kết thúc. Đánh cược một lần. Đánh bạc đi, cái này tiến bộ tốc độ phát triển, thật là đáng sợ. Đúng a, muốn là hắn tương lai, có thể trở thành mới đệ nhất tổ tiên, 10.000 cái Vũ Văn Thái Cực cùng Vũ Văn Thần Đô, cũng không sánh bằng. Bọn họ, đã có đánh bạc một lần lý do. Lý Thiên Mệnh bước lên Thái Nhất Tháp tầng thứ ba, ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh vẫn là tuyết sương mù trắng. Hắn coi như sử dụng con mắt thứ ba, nhìn đến phạm vi cũng không coi là xa xôi. Tầm mắt bên trong, ngoại trừ màu trắng, không có cái gì, nhưng cảm giác phía trên, cái này tầng thứ ba là một cái vô cùng thế giới, không hề giống tầng thứ hai như thế. Mà lại hắn phía trên đến về sau, phát hiện chung quanh cái này sương trắng, một chút cũng không có tiêu tán ý tứ. Ngoài ra còn có một chút, cái kia chính là chung quanh không có bất kỳ ai, giống như cái này cả một cái trống trải thế giới, cũng chỉ có chính hắn. Nhưng hắn biết, Vũ Văn Trấn Tinh bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Linh Nhi, người giúp ta xem một chút, đây là cái gì chí bảo? Lý Thiên Mệnh theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra cái kia thần nguyên cầu, hắn nắm chốt mở, bỗng nhiên mở ra. Trong một chớp mắt, một cỗ ngập trời huyết khí bao phủ ra, vô số xương máu lan tràn. Lý Thiên Mệnh một chút ngửi một cái huyết khí, cảm giác cực kỳ không thoải mái, cái này huyết khí lại có độc, mà lại là kịch độc. Chỉ là ngửi một cái, trong lỗ mũi tiểu huyết quản đều uể oải, trong đó máu tươi giống như bị hủ thực một dạng. Thao, quả nhiên là cho Vũ Văn Trấn Tinh chuẩn bị xong chí bảo.
Vũ Văn Chấn tinh cộng sinh thú là huyết ma thao thiết, huyết khí ngập trời, tầng thứ hai này chí bảo vừa mở ra, cũng là một trận kịch độc xương máu. Những cái kia xương máu tràn ngập ra, vậy mà ở trên đỉnh đầu hình thành một đầu cự thú, lấy tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn. Đây là dị tượng, Lý Thiên Mệnh suy đoán nếu như không phải tại cái này thái nhất tháp tầng thứ ba, tất cả đều là quỷ dị xương trắng, cản trở xương máu tràn ngập, cái này dị tượng hẳn là sẽ lớn hơn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt xuyên qua xương máu, hắn rất mau nhìn xem rõ ràng, cái này thần nguyên cầu bên trong lấy một cái đồ vật, chính là một cái móng vuốt. Đó là một cái huyết sắc móng vuốt, uốn lượn, bén nhọn, trên đó huyết khí lăn lộn, khiến người tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một cái thần nguyên. Hắn gặp qua tốt nhất thần nguyên, là thượng phẩm huyền cấp thần nguyên. Đem huyền hoàng dược cùng điện kiếm chi nha đặt chung một chỗ. Cùng này huyết sắc móng vuốt vừa so sánh, thì sẽ phát hiện, căn bản không tại một cái cấp bậc. Trước mắt cái này thần nguyên, mới là nghịch thiên thần vật, chân chính thần chi tạo hóa. Thiên cấp thần nguyên, độc ma huyết trảo. Tại hạ phẩm thiên cấp thần nguyên bên trong, nó đều tính toán loại tốt nhất kia, một khi tiến hóa thành công, cộng sinh thú điểm sao số lượng có thể tiêu thăng đến 47, tiếp cận thành tựu cấp 5 thánh thú. Khương Phi Linh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đọc sách mấy tháng. Nàng hiện tại trên thông thiên văn dưới rành địa lý, tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác, thông hiểu nhật nguyệt. Thiên cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, cái này thái nhất tháp tranh phong tầng thứ hai chí bảo, vậy mà như thế quý giá. Mà lại, chuyên môn vì Vũ Văn Chấn tinh chế tạo riêng. Trách không được không có sớm tiết lộ. Bảo bối này sớm tiết lộ, mọi người đều biết, là cho Vũ Văn Chấn tinh chuẩn bị. Chí ít ngàn năm qua. Thiên cấp thần nguyên là thái nhất tháp tranh phong tối cao phần thưởng. Đám người kia, thật sự là buồn nôn. Chỉ tiếc, sau cùng tiện nghi Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu một trong số đó, có thể trực tiếp theo bát giai cộng sinh thú, tiến hóa làm cấp 4 thánh thú. Theo 8 cái điểm sao, trực tiếp nắm giữ 47 cái điểm sao. Đây quả thực là nghịch thiên thuế biến. Trước đây có người suy đoán, nói tầng thứ 2 chí bảo, có phải hay không là thiên cấp thần nguyên. Nhưng trên cơ bản đều bị phủ định, dù sao, liền Vũ Văn Thần Đô, cũng chỉ là gần nhất, mới cầm thiên cấp thần nguyên tiến hóa thành công. Trực tiếp đem cái này thiên cấp thần nguyên, cho gia tộc bọn họ bên trong, liền dòng chính cũng không tính Vũ Văn Chấn Tinh. Xem ra, bọn họ Vũ Văn Thế Gia, chiếm lấy Đông Hoàng Tông đồ vật, không có chút nào khách khí. Lý Thiên Mệnh ngắm nghía cái này, độc ma huyết trảo. Cái này thiên cấp thần nguyên, còn cùng còn lại thiên cấp thần nguyên có chút khác biệt. Cái này xem ra cũng là thú trảo, tựa như là theo những dã thú khác trên thân rút ra giống như. Độc ma huyết trảo, nắm giữ, huyết ma độc, một khi xé rách đối thủ thân thể, huyết ma độc liền sẽ tiến vào huyết mạch, ăn mòn máu tươi. Vết thương càng nhiều, huyết ma độc càng nhiều, chúng người nếu là không nhanh chóng bó thuốc tĩnh dưỡng, ngược lại tiếp tục chiến đấu, như vậy huyết ma độc thì sẽ đem hắn toàn thân máu tươi, nhuộm thành độc huyết. Độc huyết, sẽ hư thối ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách. Dẫn đến thân thể suy vong. Ít nhất phải nắm giữ thánh thiên văn linh túy, mới có thể giải huyết ma độc, mà lại chủng loại không nhiều. Mà lại, một khi tiến hóa thành công, độc ma huyết trảo bản thân, năng lượng cao nhất nắm giữ có thể so với hơn 50 điều thánh thiên văn thánh thú binh độ cứng. Khương Phi Linh đem sách bản bên trong, liên quan tới độc ma huyết trảo chi tiết, toàn bộ nói ra. Nói thật, cái này thiên cấp thần nguyên âm u, độc ác, đọc nàng đều có chút run rẩy. Rất khó tưởng tượng, huyết ma thao thiết lại phối hợp cái này độc ma huyết trảo, đến cùng đến cỡ nào khó chơi. Đây đúng là một cái khiến người ta run rẩy chí bảo. Cái gọi là run rẩy, không chỉ là nói cái này thiên cấp thần nguyên chân quý, cường đại, càng đáng sợ chính là huyết ma độc. Xé rách một chút vết thương, huyết ma độc liền có thể nhập thể, cái này có thể để cộng sinh thú trực tiếp biến thành đáng sợ độc vật, giết người như ngoé. Hơn nữa còn có nghịch thiên độ cứng. Kháng phía dưới bất luận cái gì binh khí đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Cái này, mới gọi khiến người ta run rẩy. Bọn họ nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới cái này, độc ma huyết trảo, bị ta trước cướp được. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn trước đem cái này độc ma huyết trảo thu vào, tránh khỏi cái này huyết khí dữ tợn, dẫn tới đối thủ. Bây giờ không phải là tiến hóa thời cơ, khả năng đến thái nhất tháp tranh phong kết thúc, mới có thể quyết định bảo bối này đến cùng cho ai. Cái kia Vũ Văn Chấn Tinh, đoán chừng đã sớm biết tầng thứ hai chí bảo, là thuộc về hắn độc ma huyết trảo,
hắn đuổi theo, nhất định muốn giết ngươi đoạt lại chí bảo. Khương Phi Linh nói, vừa vặn, ta còn muốn nhìn một chút, trong tay hắn thượng phẩm địa cấp thần nguyên là cái gì. Tới cái này tầng thứ ba, Vũ Văn Chấn Tinh coi như không tìm chính mình, Lý Thiên Mệnh đều muốn đi tìm hắn. Thái nhất tháp trước hai tầng chí bảo, Lý Thiên Mệnh đều muốn. Mặc dù nói, cái kia thượng phẩm địa cấp thần nguyên, so với huyết ma độc trảo khẳng định kém một chút. Nhưng, cái kia dù sao cũng có thể để cộng sinh thú tiến hóa làm tam giai thánh thú, trong mắt đạt tới hơn 30 điểm tinh, đồng dạng giá trị liên thành. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, nếu là có thể có những thứ này thần nguyên, đoán chừng có thể giải khai càng lớn huyết mạch gông xiềng. Cũng tương đương với thánh thú. Lý Thiên Mệnh cũng muốn lấy được Vũ Văn Chấn Tinh thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Như thế, liền nhìn xem người nào lần nữa, đi săn ai. Hiện tại thời gian cấp bách, không phải tiến hóa thời cơ, hắn tại trong sương mù trắng tiến lên, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, mỗi người tại hắn một bên trên bờ vai, đồng dạng cảnh giác. Tuy nói đây là tổ tiên khai sáng địa phương, nhưng, dù sao cũng là cái này thái nhất tháp lớn nhất khảo nghiệm. Còn không có cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, hắn tại trong sương mù trắng, chỉ ít đi về phía trước một phút. Kết quả, mặc kệ là người vẫn là còn lại, đều không thấy được. Mà lại dựa theo đạo lý, cái này thái nhất tháp tầng thứ ba, cũng không có khả năng như thế khoáng đạt, hắn cảm giác mình tựa như là dậm chân tại chỗ. Đã qua nửa canh giờ. Nếu như trong vòng 3 canh giờ không có thu hoạch, hắn liền sẽ bị đào thải. Ta không vội, nóng nảy hẳn là Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ. Rất hiển nhiên, hắn khẳng định tại cái này tầng thứ 3, điên cuồng tìm kiếm mình. Tâm tính buông lỏng về sau, cảm giác tốt hơn nhiều. Đại khái lại qua một phút. Lý Thiên Mệnh chợt thấy, phía trước trên đất trống, giống như để đó một cái đồ vật. Hắn đi ra phía trước, phát hiện vật kia cao 20 cm. Toàn thân màu trắng. Đây không phải thái nhất tháp sao? Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Trước mắt hắn xuất hiện, chính là một cái phiên bản thu nhỏ thái nhất tháp. Lý Thiên Mệnh híp mắt, dần dần tới gần, hắn có dự cảm, cái này thái nhất tháp tầng thứ ba bên trong, trưng bày phiên bản thu nhỏ thái nhất tháp, nhất định có gì đó quái lạ. Huỳnh Hỏa. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện một kiện để hắn dùng mình sự tình. Huỳnh Hỏa không thấy. Phía bên phải bả vai, Miêu Miêu cũng không thấy. Mà lại, bọn họ còn không tại cộng sinh không gian. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cùng giữa bọn chúng tâm linh cảm ứng, hoàn toàn chặt đứt, dường như bọn họ đã triệt để rời đi cái thế giới này. Càng đáng sợ chính là, liền cộng sinh không gian bên trong còn lại 8 khỏa thái cổ hỗn độn cự thú trứng, đồng dạng biến mất. Linh Nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Phi Linh cũng mất động tĩnh. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất cảm nhận được, lẻ loi một mình cảm giác. Nhưng đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra. Hắn đem chung quanh đều nhìn lần, căn bản không có bọn họ. Thái nhất tháp tầng thứ ba cổ quái, xuất hiện. Đến cùng là cái gì không thể tưởng tượng thủ đoạn, đem cộng sinh thú cho xóa đi coi như xong, còn đem Khương Phi Linh cho xóa đi. Thiên văn ảo diệu, quả nhiên vô cùng tận. Lý Thiên Mệnh không có công phu đi lĩnh hội cái này ảo diệu, bởi vì ở trước mặt hắn. Lần nữa phát sinh một kiện càng không thể tưởng tượng sự tình. Cái kia chính là, trước mắt cái kia phiên bản thu nhỏ thái nhất tháp, vậy mà bắt đầu biến hóa. Theo một tòa tháp, đang thay đổi ảo tưởng bên trong, vậy mà biến thành một người. Người kia, mái tóc màu đen, tay cầm hắc minh long kiếm, trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nhìn đến hắn dung mạo trong tích tắc, Lý Thiên Mệnh tâm lý có chút rung động. Bởi vì cái này người, ngoại trừ mái tóc màu đen bên ngoài, còn lại cùng mình hoàn toàn tương tự. Đây là một cái tóc đen Lý Thiên Mệnh. Cùng Huỳnh Hỏa vừa ấp trứng đoạn thời gian kia chính mình, giống như đúc. Thậm chí ngay cả tay trái hắc ám cánh tay, còn có lòng bàn tay ánh mắt, đều hoàn toàn giống nhau. Quỷ dị nhất chính là, trên tay hắn nắm hắc minh long kiếm, đều cùng Lý Thiên Mệnh trong tay hoàn toàn tương tự. Muốn chết tại trên tay mình sao? Tóc đen Lý Thiên Mệnh mỉm cười, tay cầm hắc minh long kiếm hướng về hắn tới gần. Nói thật, loại cảm giác này thật sự là rất quỷ dị, cảm giác trước mặt giống như có một chiếc gương, vừa rồi những lời kia, đều là mình nói ra khỏi miệng. Có thể là chính hắn, rõ ràng không nói chuyện. Sau một khắc, cái kia tóc đen Lý Thiên Mệnh đột nhiên ra tốc, hai tay cầm kiếm, đối với mình chém xuống một kiếm. Hắc minh ma long kiếm khí. Mà lại là vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên cùng thái sơ hỗn độn thú nguyên hỗn hợp bạo phát một kiếm.
đây là nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất bị công kích của mình. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn chỉ có thể cắn răng chiến đấu. Giả thần giả quỷ, người đến cùng là cái gì? Thủ đoạn của đối thủ, cùng mình hoàn toàn tương tự, nói đến quả thật làm cho người tê cả da đầu. Đinh! Giống nhau nghịch thần kiếm ý chém giết cùng một chỗ, hết thảy hoàn toàn nhất trí, căn bản phân không ra thắng bại tới. Ta chính là ngươi, có thể ngươi quá yếu, ta muốn thay thế ngươi. Tóc đen Lý Thiên Mệnh chiến lui về sau, lập tức nhảy lên thật cao. Thiên địa nhân tam sát kiếm. Liên tục bảy kiếm, liên tục bạo phát. Hắn xuất thủ cuồng bạo mà mãnh liệt, cùng Lý Thiên Mệnh quả thực giống như đúc, tiếp nhận chính mình áp bách lực, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Lý Thiên Mệnh có loại bất đắc dĩ cảm giác. Dù sao đánh tan ngươi, ta cần phải coi như thông qua cái này thái nhất tháp khảo nghiệm. Nghĩ thông suốt điểm này, thì không cần chú ý đối thủ là người nào, chiến đấu là được rồi. Chỉ là hắn rất nhanh liền biết, cùng mình chiến đấu, đến cùng có khó khăn dường nào. Cái kia tóc đen Lý Thiên Mệnh đối hắn giải, cùng chính hắn không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh sử dụng tất cả thủ đoạn, bao quát nghịch thần kiếm ý chảm lạc tinh thần. Bao quát sinh tử tiên pháp tác mệnh, bao quát mê linh chi đồng, hắn đều có, đều tinh thông. Hắn tựa như là sao chép được chính mình. Nó thi triển uy lực, đều cùng mình hoàn toàn nhất trí. Không có bất kỳ cái gì bí mật chiến đấu, đánh lên cực khổ nhất, Lý Thiên Mệnh não tử đều nhanh nổ. Hai người bọn họ bóng người, ở chỗ này giết long trời lỡ đất, theo luận bàn chi chiến, diễn biến thành sinh tử chi chiến. Ta có mạnh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh đầu đau muốn nứt, hắn lần thứ nhất cảm giác, chính mình, vậy mà như thế khó chơi. Không phải ngươi mạnh, là ta cường. Tóc đen Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Trên tay hắn cũng có tà ma, cái kia sinh tử tiên pháp tác mệnh xuyên qua mà đến, kém một chút xuyên thủng Lý Thiên Mệnh. Trận chiến đấu này, so Lý Thiên Mệnh trước đây tất cả chiến đấu đều muốn mạo hiểm. Vô số lần tại sinh tử xa xôi bồi hồi. Kiếm pháp của hắn trúng đích tóc đen Lý Thiên Mệnh. Nhưng là đối thủ cũng có thể ở tại trên thân lưu lại một lỗ máu. Phốc phốc. Một phút sau, hai người đều máu me đầm đìa, thở hồng hộc, nhưng là cái kia tóc đen Lý Thiên Mệnh vẫn mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười quỷ dị. Ngươi nhanh thua, ngươi thua về sau hưởng thụ ngươi hết thảy tạo hóa người, chính là ta. Lý Thiên Mệnh, ngươi không có tư cách đạt được những thứ này tạo hóa. Về sau, lại là ta nắm giữ 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú. Lại là ta nắm giữ Khương Phi Linh, lại là ta, nắm giữ cái mạng nhỏ của ngươi kiếp. Hắn âm lãnh mà đắc ý, nhưng thấy chết không sờn, loại kia không sợ chết ý chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đập nồi dìm thuyền, so Lý Thiên Mệnh đáng sợ. Mà lại, Lý Thiên Mệnh còn muốn cân nhắc hắn sau đó phải đối mặt Vũ Văn Chấn Tinh bọn người, lần này khổ chiến tiêu hao cùng bị thương, rất có thể đem hắn hại chết. Càng như vậy, tâm tình càng là hỗn loạn. Ngươi đến cùng có cái gì? Có thể chiếm hữu đây hết thảy. Nói cho ngươi, dứt bỏ vận may của ngươi, ngươi chính là hèn mọn nhất phàm nhân, ngươi căn bản không có tư cách nghịch thiên cải mệnh. Không có thái cổ hỗn độn cự thú, ngươi một chút tác dụng đều không có. Tóc đen Lý Thiên Mệnh lời nói vô cùng vô tình. Nói thật, những lời này đối Lý Thiên Mệnh nội tâm làm nhục, khá là nghiêm trọng. Ngươi đều sẽ hoài nghi mình, không có khả năng thời khắc đều ý chí nghịch thiên. Có lúc Lý Thiên Mệnh cũng sẽ tự hỏi. Nếu như không có huỳnh hỏa bọn họ, chính mình đáng là gì? Mà ta khác biệt, ta đã định trước so với ngươi còn mạnh hơn. Để ta tới nắm giữ ngươi hết thảy, để Lý Thiên Mệnh danh tiếng, đủ để độc bá Viêm Hoàng Đại Lục. Ngươi thậm chí không bảo vệ được Linh Nhi, ta có thể. Nói thật, thay cái 3 tuổi tiểu nhi, nắm giữ vận mệnh của ngươi, nói không chừng sẽ làm đến so ngươi tốt. Cái kia tóc đen Lý Thiên Mệnh một bên trùng sát, một bên cười lạnh. Phốc phốc. Hắn hắc minh long kiếm cùng tà ma, càng ngày càng hung mãnh, một cái không sợ chết tồn tại, thi triển thủ đoạn giống nhau, theo bất kỳ phương diện nào, đều áp chế Lý Thiên Mệnh một đầu. Từng kiếm một chém giết, tóc đen Lý Thiên Mệnh trên thân thêm ra không ít lỗ máu, nhưng là Lý Thiên Mệnh đồng dạng vết thương trải rộng, thậm chí một kiếm xuyên qua bụng dưới. Cái kia đau đớn kịch liệt, để hắn đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Nói thật, Lý Thiên Mệnh thấy được tử vong. Tử vong tựa như là một mảnh màu xám bầu trời, theo máu tươi trôi qua, ép tới càng ngày càng thấp. Không có thái cổ hỗn độn cự thú, ta tính được cái gì? Câu nói này, không ngừng tại trong đầu oanh minh. Không thể không nói, thái nhất tháp tầng thứ 3 khảo nghiệm, thật sự là đáng sợ.
Trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất nhiều, bao quát sinh tử, bao quát tóc đen Lý Thiên Mệnh hỏi tất cả vấn đề. Cái này, cũng không phải là một vấn đề. Ta nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú, cái này bản thân liền là sự thật. Ta chỉ cần cân nhắc, nắm giữ về sau, ta cần muốn làm gì, ta như thế nào đi làm đến càng tốt hơn, xứng đáng huynh đệ, xứng đáng người bên cạnh. Ta không biết người khác nắm giữ vận mệnh của ta sẽ như thế nào. Nhưng là chính ta, nhất định làm đến dốc hết toàn lực, không thẹn với lương tâm, xứng đáng huynh đệ, xứng đáng người nhà. Hắn nói 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể làm được so Lý Thiên Mệnh tốt. Nhưng, đây bất quá là muốn đè sập tâm cảnh. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này cùng nhau đi tới, hắn làm mỗi chuyện, không nói hoàn mỹ, nhưng, cũng không sai lầm lớn lầm, thậm chí mang theo Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu cùng một chỗ trưởng thành. Cho đến nay, đều đã là huynh đệ sinh tử. Đã không thẹn với lương tâm, vậy liền không có kẽ hở. Hắn làm ra hết thảy, khả năng người khác đều nhìn không thấy, nhưng là, hắn nhất định có thuộc về hắn kinh thiên chỗ. Lý Thiên Mệnh nhớ tới cái mạng nhỏ của hắn kiếp, nhớ tới sinh tử của hắn. Máu me đầm đìa bên trong, hắn đứng lên. Ngươi, là ta, nhưng, cũng chỉ là một cái thời gian đoạn ta. Ta đã sớm biết, nếu muốn đánh bại chính mình, biện pháp duy nhất, cũng là càng mạnh. Ánh mắt của hắn đốt đốt lên. Như thế nào càng mạnh? Không có cộng sinh thú, tu luyện không có khả năng, chỉ có 2 con đường. Sinh tử tiên pháp siêu độ chúng sinh. Hoặc là, nghịch thần kiếm ý toái diệt càn khôn. Cả 2 so sánh, siêu độ chúng sinh muốn dễ dàng một chút. Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, ánh mắt của hắn hừng hực, để xuống Hắc Minh Long kiếm, cầm lên tà ma. Cảm tạ ngươi, để cho ta như thế tới gần tử vong. Sinh tử tiên pháp, không tại tử vong chi địa, như thế nào xem thấu sinh tử, siêu độ chúng sinh. Nói nhiều như vậy, có thể che giấu sự bất lực của ngươi sao? Tóc đen Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục giết tới. Hắn lấy tà ma cùng Hắc Minh Long kiếm luân phiên sử dụng, nhưng là Lý Thiên Mệnh, chỉ lĩnh hội sinh tử tiên pháp. Hắn đem cái này tóc đen chính mình, xem như hoàn mỹ nhất thí luyện đối thủ. Giờ phút này đã từ bỏ sinh tử, thì sợ gì đối thủ kiếm ý phong mang. Giết! Ánh mắt của hắn như máu, cái kia tà ma xiềng xích, như là độc xà, tại hắn tay bên trong lăn lộn. Hô! Một roi xuất thủ, ngăn trở tóc đen Lý Thiên Mệnh chân áp. Không phải, lại đến. Hắn tại vô thường ác quỷ chi mộ, nhìn qua cái kia một roi siêu độ chúng sinh. Loại kia thu hoạch sinh mệnh, giống như tử thần ý chí, tuyệt không phải mình thi triển đơn giản như vậy. Hắn lần nữa một roi. Lại đến. Giờ khắc này, đã giết đỏ cả mắt. Lý Thiên Mệnh không tiếp tục cùng đối phương tranh luận. Hắn lại dùng hành động của mình, trực tiếp hướng đối phương chứng minh, tại trận này hành trình bên trong, hắn là như thế nào người. Có lẽ hắn không phải tạo hóa căn bản. Nhưng là, hắn lại đủ để trở thành có tư cách, kế thừa cái này tạo hóa, dẫn lĩnh thái cổ hỗn độn cự thú quay về đỉnh phong người. Người nào cũng không thể coi nhẹ tác dụng của hắn, càng không thể nghi vấn ý chí của hắn. Lại đến. Thời gian đều giống như đi qua không ngừng 3 canh giờ. Đây là Lý Thiên Mệnh giết dài nhất một trận chiến đấu, rất có thể là nửa ngày đều đi qua. Hắn không biết mình vì cái gì còn lưu tại nơi này. Hắn thậm chí quên đi Thái Nhất Tháp, quên đi hết thảy, chỉ có trong tay tà ma, tại ý chí của hắn trưởng khống phía dưới lăn lộn. Giết! Quên sinh tử, siêu độ chúng sinh. Tà ma cái kia huyết sắc huyễn ảnh, tại vô số lần tung bay, đánh lui cái kia tóc đen Lý Thiên Mệnh thời điểm, dần dần có khác biệt cảm giác. Có lẽ loại kia cảm giác, chính là sinh tử roi pháp hạch tâm. Giống như tử thần buông xuống, siêu việt sinh tử, thu hoạch chúng sinh. Xiềng xích chạy như bay qua địa phương, chúng sinh tịch diệt. Lần thứ 1000 xuất thủ, cái kia tà ma đột phá hết thảy, quất vào cái kia tóc đen Lý Thiên Mệnh trên đầu. 3. Cái kia tóc đen đầu, trực tiếp nổ thành đầy trời xương trắng. Không sai, thật là đầy trời xương trắng. Giờ khắc này, siêu độ chúng sinh, tu luyện thành công. Lý Thiên Mệnh làm được. Đột phá tự mình, mới có thể giết chết chính mình. Hắn cô dám nói lần chiến đấu này, đối nội tâm của mình ý chí, sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Cơ hồ có thể bắt kịp chém giết Lâm Tiêu Đình một lần kia. Làm tà ma quất chết tóc đen Lý Thiên Mệnh một khắc này, hắn cảm thấy nếu như ý chí cũng là trái tim, vậy hắn hiện tại trái tim, như là sắt thép thân thể. Tất cả nghi vấn, tất cả khinh miệt,
tất cả bàng hoàng, tại lúc này tan thành mây khói. Chỉ có nghịch thiên, siêu thoát sinh tử ý chí, như là hoàng kim đúc thành, không thể phá vỡ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, lần nữa thuế biến. Lần này về sau, hắn càng rõ ràng hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu quan hệ trong đó là cái gì, đã từng đối với mình nghi vấn, sau đó sẽ không còn có. Dù sao, không phải ai, đều có thể tại đối mặt chính mình thời điểm, làm đến bước này. Làm hoàn thành đây hết thảy thời điểm, hắn toàn thân đều là lỗ máu, cơ hồ đã sắp chết. Là hắn độc nhất vô nhị ý chí lực, để hắn kiên trì tới sau cùng. Nhưng, hết thảy sau khi kết thúc, hắn toàn thân kịch liệt đau nhức đột nhiên biến mất. Hắn không có nhìn chính mình phải chăng còn là mình đầy thương tích, bởi vì hắn nhìn đến, trước mắt tóc đen Lý Thiên Mệnh, toàn thân đều tại tiêu tán thành xương trắng. Sau đó, ngưng kết thành một cái lão giả tóc trắng. Cái kia lão giả tóc trắng, khuôn mặt hòa ái, cẩn thận tỉ mỉ, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, chính là thái cổ đến bây giờ, hỗn độn đệ nhất mệnh kiếp, khoáng cổ thước kim, xưa nay chưa từng có. Mà ngươi, đã bước ra bước đầu tiên. Lấy ngươi hôm nay ý chí, một đường chinh chiến. Ngươi muốn ăn tận mệnh kiếp nỗi khổ. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể hưởng thụ, chúng ta nhất tộc, kỷ nguyên có 102 thành tựu. Lý Thiên Mệnh, chấm, chờ ngươi phá kiếp ngày, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vũ trụ, đều muốn vì ngươi nhường đường. Lão giả này nói từng chữ, đều tại Lý Thiên Mệnh bên tai oanh minh. Vừa nói xong đâu, hắn liền trực tiếp hóa thành xương trắng tiêu tán. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết hắn là ai, càng không biết hắn vì sao lại xuất hiện. Đây hết thảy, đều là không thể nào minh bạch án chưa giải quyết. Nhưng, hắn biết người này nhất định cùng Lý Thị Thánh tộc có quan hệ, cùng tiểu mệnh kiếp nhất tộc có quan hệ, hắn chỉ có thể nhớ kỹ bộ dáng của hắn, nhớ kỹ hắn cùng mình nói hết thảy. Hắn càng nhớ tinh tường, trên người hắn kiếp nạn, gọi là, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Đây là hỗn độn đệ nhất mệnh kiếp, tồn tại ở trong truyền thuyết. Có một chữ rất quan trọng. Không phải tiểu mệnh kiếp, mà chính là thiên mệnh kiếp. Chẳng lẽ, còn có thiên mệnh kiếp nhất tộc? Hắn chỉ có thể suy đoán. Những thứ này đều quá xa xôi, chỉ là cho hắn đối tương lai vô hạn niềm tin. Hắn chỉ biết là, nếu như hôm nay bắt đầu, còn có người nghi ngờ, ngoại trừ thái cổ hỗn độn cự thú hắn còn có thể có cái gì, Lý Thiên Mệnh sẽ không giải thích. Hắn sẽ chỉ đi tốt sau này mỗi một bước, hướng chỗ có người chứng minh. Nói thật, hắn cho đến bây giờ, vẫn có đinh tai nhức óc cảm giác. Nhưng là tại đinh tai nhức óc ở giữa, hắn nghe được một chút hắn thanh âm của hắn. Đến từ Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thanh âm. Hắn rõ ràng cảm giác được, trên người nhói nhói giống như đều biến mất, cúi đầu xem xét, kỳ thật thân thể của hắn, bình yên vô sự. Trên thực tế, hắn từ đầu tới đuôi, đều không có thụ thương. Có lẽ cái kia hết thảy khảo nghiệm, đều là huyễn cảnh, đều tại trong tưởng tượng, nhưng là, được ích lợi vô cùng. Nhưng, đến từ Huỳnh Hỏa thanh âm của bọn hắn, càng thêm vang dội. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở to mắt. Không sai, hắn trước đây giống như vẫn luôn nhắm mắt lại, mà lại không nhúc nhích, căn bản là không có kinh lịch một trận cùng tóc đen Lý Thiên Mệnh chiến đấu. Làm mở mắt cái kia nháy mắt, hắn bất ngờ phát hiện. Chính mình thì đứng tại cái này thái nhất tháp tầng thứ ba. Sau đó, nghe được Khương Phi Linh thanh âm lo lắng. Ca ca, người mau tỉnh lại, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu không kiên trì nổi. Ca ca, nàng kêu thanh âm vô cùng lo nghĩ. Lý Thiên Mệnh thế mới biết, nguyên lai vừa mới trận kia khảo nghiệm, vậy mà để cho mình ngủ say. Hắn đứng ở chỗ này nửa ngày, cụ thể đứng bao lâu, hắn hoàn toàn không biết, nhưng đoán chừng không có vượt qua ba canh giờ. Mà bây giờ mở mắt thời điểm, hắn bất ngờ trông thấy, trước mắt đang có một trận chiến đấu tiến hành. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, ngay tại dục huyết phấn chiến. Đối thủ của bọn nó, là Vũ Văn Chấn Tinh, huyết ma thao thiết cùng Công Tôn Xí cùng hắn cộng sinh thú Phần Thiên Đế Hoàng. Phần Thiên Đế Hoàng Phần Thiên Châu Chấu, chính tại điên cuồng công kích Lý Thiên Mệnh, may mắn để tiểu hoàng gà luyện ngục thuẫn giáp chặn, mà tại luyện ngục thuẫn giáp bên ngoài, còn có phong bế năm mặt không gian tường. Ngăn trở đại lượng châu chấu. Nhưng, Khương Phi Linh cũng sắp không chịu được nữa. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được nàng mỏi mệt, dù sao năm mặt không gian tường, đã là cực hạn của nàng. Nàng chỉ có thể khống chế thiên chi dực, né tránh xê dịch, tránh né những cái kia đầy trời châu chấu. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không tỉnh lại, nàng cũng hết biện pháp. Chỉ là gian nan nhất vẫn là Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, bọn họ không có Khương Phi Linh phụ linh,
bản thân cảnh giới thì thấp, bọn họ đối mặt đối thủ, bao gồm Vũ Văn Chấn Tinh cùng Huyết Ma Thao Thiết. Bọn họ chẳng những nhiều người, hơn nữa còn tương đương khó chơi, nhất là Vũ Văn Chấn Tinh cùng Huyết Ma Thao Thiết. Lý Thiên Mệnh mở mắt thời điểm, Miêu Miêu một mình kháng trụ Huyết Ma Thao Thiết cùng cái kia phần Thiên Đế Hoàng chém giết, trên thân đã rất nhiều vết máu. Đến mức Tiểu Hoàng Gà thì ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, chặn Vũ Văn Chấn Tinh cùng Công Tôn Xí đường đi. Vũ Văn Chấn Tinh là chạy Lý Thiên Mệnh tới, làm hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh đứng đấy bất động, cùng như đầu gỗ, hắn thì suy đoán Lý Thiên Mệnh rất có thể bị cái này Thái Nhất Tháp tầng thứ 3 mê loạn. Đây là chém giết Lý Thiên Mệnh cơ hội tốt nhất. Cho nên, trước tiên, bọn họ trực tiếp động thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn đến chính là, huỳnh hỏa một ngựa đi đầu, không sợ sinh tử, cùng cái kia Vũ Văn Chấn Tinh giết ở cùng nhau, làm Công Tôn Xí muốn vòng qua đến thời điểm, nó còn liều mạng thoát ly chiến trường, làm cho Công Tôn Xí thối lui. Đến thời khắc này đến, huỳnh hỏa trên thân đã có không ít vết thương, cái kia nhỏ bé thân thể, phải sống Vũ Văn Chấn Tinh cái kia cấp 7 thú binh chặt chém, khẳng định rất khó khăn. Nhưng, nó tựa như là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, coi như ngã xuống, lập tức đứng lên, hai mắt như lửa, nhìn chòng chọc vào cái kia dữ tợn Vũ Văn Chấn Tinh. Con lừa chọc, các người vây công ta một cái, tính toán cái gì hảo hán, có loại để cái này tóc đỏ đừng nhúc nhích, lão tử cùng ngươi sinh tử chiến. Nó không sợ Vũ Văn Chấn Tinh, càng không sợ chết. Nó liền sợ, Công Tôn Xí thừa cơ ngừng lại một chút Lý Thiên Mệnh bên này. Ha ha, một con gà, đều sẽ xính anh hùng. Công Tôn Xí mới không thèm để ý nó, hắn trực tiếp hướng Lý Thiên Mệnh sau lưng bên này vòng qua đến, mà cái kia Vũ Văn Chấn Tinh, trên tay nắm lấy một thanh chiến đao, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh chặt chém mà đến. Bọn họ căn bản không quản Tiểu Hoàng Gà, chỉ giết Lý Thiên Mệnh. Bị ổi, phế vật. Huỳnh Hỏa lên cơn giận dữ, nó ngăn cản tại Vũ Văn Chấn Tinh trước mặt, nhỏ bé thân thể, vậy mà thi triển nghịch thần kiếm ý, lại một lần nữa ép ra cái kia Vũ Văn Chấn Tinh. Quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Thế nhưng Công Tôn Xí lưỡi hái tử thần, đã hướng về Lý Thiên Mệnh phủ đầu chém xuống. Tiểu Hoàng Gà đã nỗ lực hết thảy, chặn Vũ Văn Chấn Tinh một đao kia, nó huyền hoàng rực phía trên, đã có một đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Lại càng không cần phải nói, Miêu Miêu cùng cái kia Huyết Ma Thao Thiết xiết thành một đoàn, toàn thân đều là vết máu. Bọn họ tuy nhiên bình thường mê náo, nhưng là loại thời điểm này biểu hiện ra hết thảy. Để Lý Thiên Mệnh hai mắt đỏ như máu. Huynh đệ cái gì? Không dùng nhiều như vậy ngôn ngữ đi miêu tả. Cái này một cái hình ảnh là đủ rồi. Hắn chỉ có tự trách, chính mình không có sớm một chút đột phá Thái Nhất Tháp khảo nghiệm, để chúng nó vậy mà vì chính mình mạo hiểm như vậy. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Hắn đã sớm thề qua, tuyệt đối sẽ không để chúng nó bị thương tổn. Kim Vũ rời đi, đã là hắn cả một đời không thể chữa trị vết thương. Mà tất cả mọi thứ ở hiện tại, đã để hắn lên cơn giận dữ, sát khí ngút trời. Chết! Thì trong nháy mắt này, Huỳnh Hỏa tuyệt vọng phát hiện, Công Tôn Xí đã muốn chém đứt Lý Thiên Mệnh đầu. Nhưng lại tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên vươn tay, trực tiếp dùng cánh tay trái tay cầm, trong nháy mắt cầm Viêm Ma Liêm đao. Răng rắc! Ai cũng không nghĩ tới, đến đón lấy sẽ phát sinh hình ảnh như vậy. Cái kia chính là, thiếu niên tóc trắng kia, trực tiếp đoạt lấy lưỡi hái, ném một vòng. Phốc phốc, Công Tôn Xí trừng to mắt, đầu bay ra ngoài. Ầm, một cỗ thi thể, đổ vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Loảng xoảng, Viêm Ma Liêm đao, ném trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh trên tay, đổi tà ma. Một khắc này, hắn ngẩng đầu, ngọn lửa kia thiêu đốt, lôi đình lấp lóe hai mắt, để mắt tới Vũ Văn Chấn Tinh. Ánh mắt gì, gọi là để người tê cả da đầu. Chính là trước mắt loại này. Vũ Văn Chấn Tinh đột nhiên ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn nhìn đến, Công Tôn Xí chết rồi. Lý Thiên Mệnh, ngươi lại dám giết người. Vũ Văn Chấn Tinh hai mắt huyết hồng, cắn răng gào thét, nổi gân xanh. Giết người. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười. Ngươi dám đả thương ta huynh đệ. Giết người tính là gì? Ta, còn muốn giết ngươi Vũ Văn cả nhà. Không biết sống chết. Vũ Văn Chấn Tinh cái gì chàng diện chưa thấy qua. Hắn là sinh tử chiến trường bên trong bò dậy người, có đầy đủ dữ tợn sát ý, cùng thời khắc này Lý Thiên Mệnh đối kháng. Trên người hắn, biển máu khí chàng bao phủ, một cái huyết sắc thế giới lan tràn ra, bao phủ toàn trường, đem Lý Thiên Mệnh triệt để ở trong đó. Trên tay hắn nắm lấy một thanh toàn thân đỏ như máu chiến đao, cái kia chiến đao thô to cẩn trọng,
cương mãnh sắc bén, phía trên tràn đầy răng cưa, giờ phút này thậm chí đang rỉ máu. Đây là huyết hải ma đao. Nghe nói, Vũ Văn Chấn Tinh sử dụng cái này huyết hải ma đao, chém giết qua 500 người trở lên. Cái này đệ nhất Đông Hoàng Tông đệ tử, hắn chính là chân chính giết hại cuồng ma, máu tươi chồng chất lên, chính là hắn giờ phút này trong mắt dữ tợn. Hắn đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đạm mạc, biển máu khí chàng chấn áp mà đến. Giết chết người cái này năm kiếp luân hồi chi thể, ta ngược lại là có thể nói khoác cả đời, dù sao, để ngươi trưởng thành, đây chính là có thể đạt tới cổ chi thánh cảnh tồn tại. Vũ Văn Chấn Tinh nụ cười cực kỳ vặn vẹo cùng âm lãnh. 5. Lý Thiên Mệnh đồng dạng nở nụ cười. Bàn tay của hắn, kéo lấy dài hơn 20 mét tà ma, bước nhanh đi hướng Vũ Văn Chấn Tinh, cái kia sắt thép tà ma tại trên mặt đất ném ra tiếng cọ sát chói tai. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tà ma gai nhọn cùng thái nhất tháp mặt đất ma sát, sao hỏa bắn tung tóe, thanh âm càng thêm chói tai. Tại trùng sát quá trình bên trong, hắn cùng tiểu hoàng gà liếc nhau một cái. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có trong ánh mắt, hỏa diễm thiêu đốt. Giết! Một khắc này, tiểu hoàng gà hóa thành hỏa diễm huyễn ảnh, phóng tới huyết ma thao thiết bên kia, nó theo mặt bên đánh tới, phần thiên vũ linh điên cuồng bạo phát, vô số thiêu đốt lên hỏa diễm cương châm bao phủ. Phốc phốc phốc! Cái kia đã mất đi ngự thú sư, chính cuống quyết chạy trốn phần thiên đế hoàng, bị vô số hỏa diễm cương châm xuyên thủng. Đại lượng luyện ngục hỏa phần bốc cháy, hoàn toàn không diệt, làm hỏa thuộc tính phần thiên đế hoàng, gặp phải càng kinh khủng luyện ngục hỏa, hoàn toàn không có biện pháp nào. Cùng lúc đó, tiểu hoàng gà một miệng hỏa diễm phượng hoàng, lần nữa phun tại cái kia phần thiên đế hoàng trên thân. Lão tử để ngươi khi dễ tiểu đệ của ta. Huỳnh hỏa rất ít nổi giận, nhưng lần này, nó thật nổi giận. Nhìn đến miêu miêu vết máu trên người, nó hai mắt thiêu đốt. Cái kia hỏa diễm phượng hoàng xông vào phần thiên đế hoàng trên thân, trực tiếp đem chìm ngập. Vù vù, luyện ngục hỏa phóng lên tận trời, phần thiên đế hoàng kêu thảm chạy trốn, nhưng là bất kể nó chạy trốn tới địa phương nào đi, vẫn không cải biến được bị đốt thành than cốc vận mệnh. Còn lại ngươi, hiện tại để ngươi nếm thử bị vây công tư vị. Huỳnh hỏa như là hỏa diễm chiến thần hàng lâm, tại nó bên người, đế ma hỗn độn trạng thái miêu miêu bò lên. Nó trên thân lây dính không ít huyết khí, thậm chí có ngọn lửa màu đỏ ngòm tại đốt cháy máu tươi của nó, đây là huyết ma thao thiết thần thông, nhiên huyết chi chú. Chỉ là, tắm rửa tại huyết sắc trong ngọn lửa miêu miêu, hơi hơi khom người, hướng về cái kia so với nó đánh đại gấp 2 trở lên huyết ma thao thiết tới gần. Một đôi mắt hung tàn khát máu, vô số màu đen lôi đình, ở tại trên thân bạo phát. Huyết ma thao thiết nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Tại nó khí chàng phạm vi bên trong, một cổ mãnh liệt huyết quang bao phủ, làm đến nó cùng Vũ Văn Chấn Tinh trên thân máu tươi, vậy mà sôi trào lên, đây là linh nguyên thần thông, ma huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh bọn họ rõ ràng cảm nhận được, tại cái này ma huyết sôi trào thần thông ra chỉ phía dưới, Vũ Văn Chấn Tinh cùng huyết ma thao thiết chiến đấu lực, đều có trình độ nhất định tăng phúc. Mà lại, cái này để bọn hắn xem ra càng thêm hung tàn. Nhưng, chỉ là những thứ này đã ngăn cản không được Lý Thiên Mệnh sát lục chi tâm. Oanh! Chiến đấu theo miêu miêu bắt đầu, nó hóa thành tia chớp lôi đình, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về cái kia huyết ma thao thiết chính diện đánh tới. Miêu miêu tuyệt đối là hoàn mỹ máy móc chiến đấu, tốc độ, bạo phát, phòng ngự, chém giết tất cả phương diện đều rất cân đối. Tại miêu miêu trên thân, cất giấu một cái táo bạo tiểu hoàng gà, hai cánh của nó song chảo, bây giờ đều là đáng sợ sát khí. Hai cánh như kiếm, có thể thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm cùng nghịch thần kiếm ý. Song trảo thì có thể thi triển sinh tử trảo pháp, câu hồn, tác mệnh. Làm đế ma hỗn độn toàn thân tia chớp lôi đình, cùng cái kia khổng lồ huyết ma thao thiết chém giết cùng một chỗ thời điểm, tiểu hoàng gà trực tiếp lách mình đi ra. Cùng lúc đó, thái nhất tháp tầng thứ 3 bên trong, vô số lôi đình hội tụ tại đỉnh đầu. Tại miêu miêu cùng đối phương chém giết thời điểm, 9 đầu lôi đình cự xà quấn quanh ở trên thân, tạm thời không bạo phát, nhưng lại nương theo lấy nó cùng một chỗ, cuồng bạo công kích đối thủ. Mỗi một lần cắn xé, tấn công, đều có màu đen lôi đình bạo phát, điện cái kia huyết ma thao thiết cuồng bạo kêu thảm. Lão tử để ngươi ồn ào. Làm cái kia huyết ma thao thiết hé miệng thời điểm, nó sẽ không nghĩ tới, một cái nhỏ bé bóng người, sẽ trực tiếp vào khoang miệng của nó bên trong. Hô! Huyết ma thao thiết trong cơn giận dữ, trong bụng phun ra một cỗ máu tươi dòng nước lũ, trên đó huyết hỏa thiêu đốt. Như là dung nham, đây là linh nguyên thần thông biển máu lò luyện.
nhưng là, huỳnh hỏa tốc độ càng nhanh. Hai cánh mở ra, kiếm khí bạo phát, nó ngay tại cái kia huyết ma thao thiết lưỡi dưới đầu, lấy kiếm nghịch sơn hà, đem đầu lưỡi kia trực tiếp xé rách, ngăn tại trước mắt mình. Giống. Huyết ma thao thiết miệng bạo huyết, thống khổ kêu thảm, điên cuồng phun ra ngoài đồ vật, nhưng là, nó dạng này đều không đem huỳnh hỏa cho phun ra ngoài. Lúc này thời điểm huỳnh hỏa, ngay tại miệng của đối phương bên trong, dùng nghịch thần kiếm ý cùng sinh tử trảo pháp giết đến phong sinh thủy khởi. Ngươi không phải thẳng ngang sao? Gọi a, nhanh cho lão tử gọi a. Huyết ma thao thiết triệt để phủ. Chém giết vô số lần, chưa từng thấy loại này đối thủ. Mấu chốt là, tại nó miệng đầy là huyết thời điểm, bên ngoài còn có cái kia đế ma hỗn độn, này thần thông hỗn độn thiên kiếp trực tiếp bổ vào trên người của nó. Xì 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 xì. Huyết ma thao thiết trong nháy mắt toàn thân thẳng tắp, ánh mắt trợn trắng. Ầm ầm. Cái kia đế ma hỗn độn theo mặt bên lần nữa đụng vào, mở ra điện kiếm chi nha, sắc bén kia răng nanh từ dưới đi lên, trực tiếp đâm xuyên huyết ma thao thiết cổ. Nó chết cắn, đem to lớn huyết ma thao thiết đè xuống đất. Trên thảo nguyên, hùng sư đi săn cũng là như thế, dù là gặp phải hình thể càng lớn châu rừng, cứ như vậy chết cắn cổ, đối phương sớm muộn tắt khí. Mà lại nó còn có tam tiêm điện thứ, tại huyết ma thao thiết gào thét lăn lộn phản kháng thời điểm, nó tam tiêm điện thứ cái đuôi trực tiếp vào ánh mắt của đối phương bên trong đi, mãnh liệt hắc sắc điện chảy điên cuồng tuôn hướng đối thủ. Xì 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 xì. Cái kia màu đen điện lưu không ngừng tràn ngập huyết ma thao thiết toàn thân, huyết ma thao thiết ánh mắt theo huyết hồng dần dần bị điện giật thành màu trắng, hắn thân thể theo điên cuồng giãy giụa, đến hoàn toàn bị miêu miêu ấn tại dưới thân, dần dần mềm đi xuống. Đến sau cùng, hắn trên cổ đã chảy ra đủ để hội tụ một cái hồ nước máu tươi. Càng đáng sợ chính là, trong miệng của nó, vẫn còn có không ít kiếm khí bạo phát, từ trong ra bên ngoài, đem bộ mặt của nó đâm ra thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, cái kia tiểu hoàng gà một đường giết tới ruột trong dạ dày đi, làm huyết ma thao thiết ngao ô một tiếng, triệt để ngã xuống thời khắc, thổi phù một tiếng, một cái nhuốm máu con gà con, theo bụng của nó chui ra. Thẳng đến lúc đó, tiểu mèo đen mới có hơi mệt mỏi. Nó giải trừ đế ma hỗn độn trạng thái, co lại tại trên mặt đất, lè lưỡi đến liếm sạch trên người mình máu tươi. Nó đại khái là có bệnh thích sạch sẽ, cái kia cái đầu nhỏ liếm lấy cùng trống lúc lắc giống như, đều nhanh liếm ra tàn ảnh tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu hoàng gà cũng mệt mỏi. Cuộc chiến đấu này, nó tiêu hao rất lớn, bọn họ giết chết huyết ma thao thiết về sau, nó té ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, nhưng vẫn là tiến lên đây kiểm tra một chút. Gà đại ca, ngươi nhìn cái gì? Miêu miêu còn đang bận bịu lấy tàn ảnh tốc độ, liếm trên người mình vết máu đây. Ngươi không sao cả thụ thương a? Huỳnh Hỏa buồn bực nói. Nguyên lai miêu miêu vết máu trên người đại đa số là đối thủ, thua thiệt chính mình còn tưởng rằng nó mình đầy thương tích, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi a. Đó là đương nhiên, bản mèo cũng không phải dễ khi dễ. Tiểu mèo đen đắc ý nói. Đừng nhìn nó một mặt manh, mắt to màu xanh lam con người chớp chớp. Trên móng vuốt đệm thịt đều là phấn hồng sắc, nhưng chiến đấu, vừa mới cái kia hung hãn cắn huyết ma thao thiết cổ, chết đem đè xuống đất, còn đem cái đuôi tam tiêm điện thứ vào đối thủ ánh mắt cũng là nó. Ta đi, lãng phí lão tử cảm tình, Huỳnh Hỏa bĩu môi. Nói thật vừa mới xác thực tức giận, hiện tại nó nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, tâm tình càng thêm dễ dàng. Nó đem hai cánh vác tại đầu đằng sau, nằm ngửa trên đất, nhếch lên móng vuốt nhỏ, không biết từ nơi nào xuất ra một cái que trúc. Ngậm lên môi, bắt đầu thoải mái quan chiến. Gà đại ca, ngươi quá bẩn, ta cho ngươi liếm sạch sẽ. Miêu miêu vừa đem chính mình chỉnh sạch sẽ, xông tới, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, cho tiểu hoàng gà vuốt lông tới. Ngươi đừng nói lung tung a, ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi làm gì. Tiểu hoàng gà cả người toát mồ hôi lạnh. Miêu miêu đầu lưỡi kia, mỗi liếm một lần, đều không khác mấy muốn nhổ nó mấy cọng tóc, tiếp tục như vậy nữa đừng nói kiểu tóc, đều muốn hói đầu. Miêu miêu, dừng tay, không, im miệng, tiểu hoàng gà đau đầu nói. Gà đại ca, chịu đựng, lập tức liền sạch sẽ. Đừng liếm, ta kiểu tóc, ta thấu, cái này góc đều bị ngươi phóng xuất. Ta cảm thấy rất đẹp a meo. Thật sao, vậy ngươi liếm đi. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh hai đại cộng sinh thú, một cái lấy cánh vì gối đầu, gõ nhị lang chảo, một cái lấy tàn ảnh tốc độ, điên cuồng vuốt lông. Mà hắn, còn tại dục huyết phấn chiến. Kỳ thật cũng không thể nói dục huyết phấn chiến. Bởi vì, đối giờ phút này Lý Thiên Mệnh tới nói,
Vũ Văn Chấn Tinh chỉ có tan tác phần. Nhất là, làm Vũ Văn Chấn Tinh nhìn tận mắt chính mình cộng sinh thú, bị sinh sinh giết chết thời khắc, hắn mắt khóe mắt tận nứt. Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, ánh mắt của hắn nhanh phun ra máu tươi. Chúc mừng ngươi, về sau là cây củi mục, có thể bắt đầu dưỡng lão. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, tà ma ở tại trên tay lăn lộn, thật giống như một chuỗi ánh mắt, ở tại bên người chạy như bay. Ngươi dám giết ta cộng sinh thú, tương đương với muốn giết ta. Ngươi phải bỏ ra nghìn lần đại giới, coi như rời đi nơi này, ngươi đều chết chắc. Vũ Văn Chấn Tinh thanh âm thê lương. Vũ Văn Chấn Tinh, ngươi thẳng ngây thơ. Theo thanh âm của ngươi bên trong, ta nghe được ngươi đối sợ hãi của ta. Loại này hoảng sợ, chính ngươi đều khó có thể tin đi. Ngươi cho rằng, lấy gia tộc của ngươi thế lực, tại cái này Thái Nhất Tháp, coi như ta so với ngươi còn mạnh hơn, cũng chỉ có ngươi giết ta, không có ta giết phần của ngươi. Đáng tiếc, ngươi không hiểu rõ ta. Con người của ta, sự tình gì đều dễ thương lượng, nhưng nếu như, ngươi xem thường ta, trăm phương ngàn kế muốn mạng của ta, muốn ta huynh đệ mệnh. Như vậy chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Ta thì đồ giờ khắc này sảng khoái. Cho nên, ngươi sợ sao? Sau khi nói xong, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia nhe răng cười. Loại nụ cười này, đối giết người như ngóe Vũ Văn Chấn Tinh tới nói, đều có loại xuyên tim cảm giác. Hắn cộng sinh thú chết trận A. Hết thảy xong đời. Thậm chí vừa mới chính mình toàn lực xuất thủ, đều không có thể chém giết Lý Thiên Mệnh. Điều này nói rõ, cái này thiếu tông chủ thật vô cùng cường. Mạnh đến mức nào? Để hắn run rẩy. Dù là trong lòng của hắn không thừa nhận, nhưng là hắn không thể che giấu, lúc này thời điểm, cái kia tráng kiện bắp đùi, đều đang kịch liệt run rẩy. Hắn giết qua tiếp cận 1.000 người. Thế nhưng là, cái này giết người như ngóe ánh mắt, vẫn không cách nào đối kháng Lý Thiên Mệnh thời khắc này ý chí. Năm kiếp luân hồi chi thể, để hắn sợ hãi. Vô biên vô tận hoảng sợ, như là mây đen một dạng áp ở trên đỉnh đầu, để hắn theo mũi chân rét lạnh đến trên đỉnh đầu. Hô, hô, hắn dùng hết toàn lực mới có thể hô hấp. Làm Lý Thiên Mệnh tới gần hắn thời điểm, hắn tại lo sợ không yên lui lại. Thì ngươi chút can đảm này, cũng dám danh xưng sát nhân cuồng ma sao. Lý Thiên Mệnh kéo lấy cái kia tràn đầy gai nhọn tà ma, hướng về hắn tới gần. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám đụng đến ta, sau khi ra ngoài. Gia gia của ta, đại bá cùng phụ thân, tuyệt đối phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Văn Chấn Tinh gào thét. Cứng hơn nữa người, tận mắt thấy tử vong, vẫn là sẽ sụp đổ. Đáng tiếc, ngươi nhìn không thấy. Lý Thiên Mệnh nói. Chết. Vũ Văn Chấn Tinh rốt cục bạo phát. Hắn hao hết toàn thân chi lực, lấy siêu phàm quy nhất chiến quyết, sát thần đao kinh, một đao chảm hướng Lý Thiên Mệnh. Một đạo ngút trời cương khí, phủ đầu đánh tới. Một đao kia, so Công Tôn Xí bọn họ mạnh hơn nhiều. Vũ Văn Chấn Tinh, ngươi xem cho rõ sở. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh trong mắt, đối thủ giống như biến thành cái kia tóc đen Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi diễn luyện vô số lần sinh tử tiên pháp, một chiêu cuối cùng, cứ như vậy tự nhiên phát huy ra. Một roi phía dưới, siêu thoát sinh tử. Đinh! Tà ma bay ra ngoài, trong nháy mắt cuốn lấy cái kia huyết hải ma đao, lại trong nháy mắt cuốn lấy Vũ Văn Chấn Tinh. Hô! Kéo căng thời khắc, tà ma phía trên gai nhọn, toàn bộ đâm vào Vũ Văn Chấn Tinh trên thân thể. Phốc phốc! Trong nháy mắt, thùng trăm ngàn lỗ. Đối phương sát thần đao kinh, trực tiếp bị một chiêu này siêu độ chúng sinh tiêu trừ. Siêu độ chúng sinh, có rất biến hóa phức tạp, Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp chu sát hắn, nhưng, hắn muốn cho Vũ Văn Chấn Tinh nhìn một vật. Hô! Thân thể kia to con Vũ Văn Chấn Tinh, tại trong tiếng kêu thảm bị Lý Thiên Mệnh kéo đi qua. Hung hăng đập xuống đất. Thấy rõ ràng chưa? Lý Thiên Mệnh đem cánh tay trái của mình, xích lại gần cho Vũ Văn Chấn Tinh nhìn. Vũ Văn Chấn Tinh thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch, cái kia một roi siêu độ sinh tử, đã để hắn thấy được tử vong. Hắn sát nghiệt quá nặng, thế nhưng là làm chính mình đi đến giờ phút này thời điểm, hắn sụp đổ quá hung ác. Đây là cái gì? Hắn tại cái kia hắc ám trên cánh tay, nhìn đến mơ hồ mấy cái màu đen văn tự. Đây là ta Lý Thị Thánh tộc kiếp vòng, người đoán, ta có phải hay không năm kiếp luân hồi chi thể? Lý Thiên Mệnh cười nói. 10. Một khắc này, Vũ Văn Chấn Tinh như bị sét đánh, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng run rẩy. Hắn biết tiểu mệnh kiếp tại trên cánh tay phải, nhưng cánh tay trái cũng có 5 cái,
nói rõ đây là 10 kiếp luân hồi chi thể. Cặp mắt của hắn, quả thực đều muốn hoảng sợ phát nổ. Hắn biết cái số này khủng bố tới trình độ nào. Hắn cũng biết, làm hắn biết cái số này về sau, hắn tuyệt đối sống không nổi nữa. Hắn suy đoán không tệ. Tha cho ta đi, hắn ánh mắt đờ đẫn. Lần sau, Lý Thiên Mệnh cầm qua tà ma tinh vi nhất gai nhọn, thổi phù một tiếng, trực tiếp kết hắn. Từ đầu tới đuôi, Lý Thiên Mệnh đều không có chút nào do dự. Đời sau ném tốt thai, không nên cùng ta đối nghịch. Quất ra tà ma, Vũ Văn Chấn Tinh ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Đến giờ phút này, hắn vẫn trừng to mắt. Kết thúc, Lý Thiên Mệnh hít vào một hơi thật sâu. Kỳ thật cũng không có gì. Giết Vũ Văn Chấn Tinh, bất quá là để ban đầu vốn sẽ phải tới bão táp, tới càng thêm mãnh liệt thôi. Linh Nhi, theo ta tiến đến bây giờ, tổng cộng đi qua bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một cái nửa canh giờ, còn có một cái nửa canh giờ. Khương Phi Linh nói. Cái kia chính là nói, hắn đối phó tóc đen Lý Thiên Mệnh thời gian kỳ thật thì chừng nửa canh giờ. Còn có một cái nửa canh giờ, tầng thứ ba khảo nghiệm mới có thể kết thúc, người bên ngoài mới sẽ thấy Vũ Văn Chấn Tinh cùng Công Tôn Xí cái chết. Lý Thiên Mệnh tâm lý tính toán một chút. Ca ca, nếu như giết bọn họ, sau khi ra ngoài, muốn làm sao đâu? Khương Phi Linh tại lo lắng vấn đề này. Trên mặt ta lại không viết hung thủ giết người bốn chữ này. Thế nhưng là, bọn họ một đoán liền biết là ngươi a. Bọn họ không có chứng cứ, không có chuyện, ngươi nhìn lấy liền biết, ta tâm lý nắm chắc. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ ở ngực, khẽ mỉm cười nói. Khương Phi Linh nguyên bản còn lo lắng, nhưng nhìn hắn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, tâm tình cuối cùng đã thả lỏng một chút. Nói thật, nàng biết Lý Thiên Mệnh càng là tại thời điểm như vậy, thì càng đáng tin. Người có thể tin được, luôn luôn khiến người ta an tâm một số. Huỳnh Hỏa, đem bọn hắn đều cho ta đốt đi, Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa cũng không có gì tốt do dự, mở miệng một tiếng, đem hai người này hai thú đều cho cháy hết sạch. Trước lúc này, Lý Thiên Mệnh lấy xuống Vũ Văn Chấn Tinh tu di giới chỉ, lấy ra tầng thứ nhất thần nguyên cầu, đến mức những vật khác toàn bộ ném đi. Những cái kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Phỏng tay. Trong tay thần nguyên cầu, là thượng phẩm địa cấp thần nguyên, Lý Thiên Mệnh mở ra xem, phát hiện thần nguyên không ở bên trong. Bên trong chỉ có một trang giấy, viết, phía dưới thượng phẩm địa cấp thần nguyên, chọn lựa một loại. Phía dưới liệt kê hết thảy 10 loại thần nguyên, đều là Đông Hoàng Tông hàng tồn. Cái này cho Lý Thiên Mệnh cung cấp thuận tiện, tùy ý tuyển một loại mà nói, có thể chọn lựa đến càng thêm thích hợp. May mắn, độc ma huyết trảo, thích hợp Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Thiên cấp thần nguyên số lượng không nhiều, tự nhiên không có khả năng liệt kê 10 loại, tới chọn một loại. Nguyên bản cái này độc ma huyết trảo, chính là cho Vũ Văn Chấn Tinh dự định. Đáng tiếc, Vũ Văn Chấn Tinh treo. Cứ như vậy, coi như ba canh giờ đến, bọn họ cũng phải tiến đến tìm nửa ngày. Thời gian đủ, Lý Thiên Mệnh nói. Đừng thừa nước đục thả câu, người muốn xử lý như thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Ngươi xem một chút hai địa phương này biến hóa. Lý Thiên Mệnh nói. Làm hắn đánh tan tóc đen Lý Thiên Mệnh khi tỉnh lại, cái này Thái Nhất Tháp tầng thứ ba, có hai cái biến hóa. Biến hóa thứ nhất, Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lối đi, thông đạo có thể nhìn đi ra bên ngoài trời xanh. Nhưng là, hắn phát hiện Vũ Văn Chấn Tinh vừa mới ngay tại lối đi này dưới đáy, nhưng hắn nhưng thật giống như nhìn không thấy. Muốn là trông thấy. Hắn sớm từ nơi này ra bên ngoài chạy. Điều này nói rõ, cái lối đi này là cho Lý Thiên Mệnh. Đây chính là thông quan tầng 3 Thái Nhất Tháp thông đạo. Từ nơi này đi lên, chúng ta tại công khắc Thái Nhất Tháp. Muốn không phải hiện tại 4 vị Thái Nhất đệ tử đủ quân số, ta sau khi ra ngoài, thì lập tức là Thái Nhất đệ tử. Hiện tại ra ngoài, ta còn phải lại đánh bại một cái Thái Nhất đệ tử, thay vào đó. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng của hắn nhân tuyển đã có. Nhưng là còn kém một bước. Ca ca, người mới vừa nói có hai cái địa phương có biến hóa, ngoại trừ cái lối đi này, còn có chỗ nào? Khương Phi Linh hỏi. Người nhìn không thấy sao? Lý Thiên Mệnh quay người về sau đi. Tại trước mắt hắn mặt đất, để đó một cái màu trắng tiểu tháp. Có đồ vật gì sao? Khương Phi Linh hỏi. Nàng quả nhiên nhìn không thấy, thậm chí, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu tựa hồ cũng nhìn không thấy. Cái này màu trắng tiểu tháp, cũng là Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu nhìn đến, biến thành tóc đen Lý Thiên Mệnh cái kia. Đây cũng là tại hắn đánh tan tóc đen Lý Thiên Mệnh sau thì xuất hiện ở nơi này,
Lý Thiên Mệnh tại chiến đấu lúc mới bắt đầu vừa nhìn đến. Hắn đi ra phía trước, đem cái này màu trắng tiểu tháp cầm trong tay. Bây giờ thấy, đây không phải Thái Nhất Tháp sao? Khương Phi Linh kinh hỉ nói. Theo nàng thị giác, Lý Thiên Mệnh tại trên mặt đất một nắm, nhặt lên một vật, dần dần hiện ra một tòa Thái Nhất Tháp. Đúng. Thái Nhất Tháp làm sao lại thu nhỏ, xuất hiện ở đây? Khương Phi Linh hỏi. Không biết. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhớ tới ông lão tóc trắng kia, còn có trong miệng hắn vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hắn cảm thấy, khả năng này là ông lão tóc trắng kia, đưa quà cho mình. Làm hắn vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, lại có biến hóa. Thái Nhất Tháp biến mất, Khương Phi Linh ngạc nhiên nói. Không có biến mất, xuất hiện tại cộng sinh không gian bên trong. Lý Thiên Mệnh càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì hắn cộng sinh không gian bên trong, xuất hiện cái kia màu trắng Thái Nhất Tháp, thần kỳ hơn chính là, còn lại 8 cái trứng, tại cái này Thái Nhất Tháp 8 cái phương hướng sắp xếp lên, chỉnh tề đến rời đến Thái Nhất Tháp 4 phía. Bây giờ, Thái Nhất Tháp trên thân, đang có nhân uân chi khí, bao phủ tại 8 cái thái cổ hỗn độn cự thú trứng phía trên, lẫn nhau ở giữa, giống như kết thành một cái chỉnh thể. Có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh sao? Khương Phi Linh hỏi. Không biết, xem không hiểu, nhưng có thể khẳng định là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng vì cái gì sẽ có 2 cái Thái Nhất Tháp đâu? Rất có thể, tiểu nhân mới thật sự là Thái Nhất Tháp, mà lớn, khả năng cũng chỉ là một tòa tháp. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là suy đoán của hắn. Nói cách khác, lão giả tóc trắng đem chân chính Thái Nhất Tháp cho hắn. Đương nhiên, hắn không có thể bảo chứng suy đoán chính xác. Cái này cộng sinh không gian bên trong màu trắng tiểu tháp, ngay tại thai nghén thái cổ hỗn độn cự thú trứng, làm tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen trở lại trong đó thời điểm, bọn họ rõ ràng có mới cảm giác. Kỳ quái, trong này thiên địa linh khí rất dư giả, cảm giác thì đi theo Lý Thần Tiêu Chi Mộ bên cạnh giống như. Tiểu hoàng gà kinh hỉ nói. Cái này chẳng phải là nói, tùy thời tùy chỗ, đều có thể cao tốc tu luyện. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Nói như vậy, cộng sinh thú tại cộng sinh không gian cùng ngự thú sư cùng một chỗ tu luyện, đều dựa vào ngự thú sư chính mình lấy quy nhất khí chàng hấp thu thiên địa linh khí. Còn chưa thấy qua cộng sinh không gian, tự mang khủng bố thiên địa linh khí. Cứ như vậy, không thông qua Lý Thiên Mệnh quy nhất khí chàng, bọn họ liền có thể nội bộ hấp thu thiên địa linh khí, hiệu quả càng tốt hơn. Mà lại, tại cái này Thái Nhất Tháp bên cạnh, chúng ta thú nguyên khôi phục, huyết nhục tính dưỡng tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Bọn họ vừa mới trên người có thương tổn, hiện tại phát hiện, những cái kia vết thương nhỏ, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Lợi hại. Cộng sinh không gian thiên địa linh khí thêm cộng sinh thú trị liệu, cái này Thái Nhất Tháp xuất hiện, quả thực là cộng sinh thú tin mừng. Mà lại, nói không chừng vẫn còn có công hiệu đây. Cái này Thái Nhất Tháp, mới là lần này tranh phong thu hoạch lớn nhất. Tương đối, hai đại thần nguyên tuy nhiên rất chân quý, nhưng, hiển nhiên không cách nào cùng cái này chân chính bảo bối so sánh. Lý Thiên Mệnh những ngày này nghe nói Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp sự tình. Đó là đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu tại một cái tên là, thời cổ thần quốc, địa phương, đạt được hai đại thần vật, tương truyền chính là thượng thần đoán tạo. Mà bây giờ, hắn đoán chừng cái này Thái Nhất Tháp, đã biến thành hắn. Mà hắn nơi thân cái này một tòa bảo tháp, rất có thể, chỉ là một cái đặc thù kiến trúc. Phú Văn Thần Đô muốn đi Thánh Thiên Phủ, tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm, bọn họ chỉ sợ không nghĩ tới, ta lại vào lúc này, đạt được chân chính Thái Nhất Tháp. Thần hiệu như thế, nói đây không phải Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh cũng không tin. Thật sự là, trời cũng giúp ta. Ánh mắt của hắn nóng rực. Tầng 3 chí bảo, toàn bộ tới tay. Phú Văn Chấn Tinh cùng Công Tôn Xí Chiến Tử, bỏ ra đại giới. Kết quả như vậy, sao một cái thoải mái chữ đến? Nhất là cái này Thái Nhất Tháp, quả thực cho Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu kinh khủng tiếp tục chiến đấu năng lực. Tương đương bọn họ về sau thụ thương, trở về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng một chút, rất nhanh liền có thể sinh long hoạt hổ, thậm chí tinh lực dồi dào, quay về đỉnh phong. Loại này thần vật, đoán chừng toàn bộ Đông Hoàng cảnh, đều tìm không ra cái thứ hai tới. Rất hiển nhiên, liền Lý thị thánh tộc tổ tiên, đoán chừng đều có thật nhiều thay người, không có đạt được chân chính Thái Nhất Tháp. Như thế xem ra, cái kia Đông Hoàng kiếm, khẳng định cũng là tuyệt thế thần vật. Thái Nhất đệ tử, tham gia cảnh vực chi chiến, nói không chừng, ta cũng có thể đi tranh đoạt. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn thấy được tương lai tiền đồ tươi sáng. Thế nhưng là,
ca ca, tuy nhiên đạt được Thái Nhất Tháp, nhưng là giết Vũ Văn Chấn Tinh, sau khi ra ngoài, Vũ Văn Thế Gia không sẽ lập tức giết ngươi sao? Khương Phi Linh vẫn là không nghĩ ra chuyện này. Muốn là ta có thể tại bọn họ phát hiện Vũ Văn Chấn Tinh thi thể trước đó, trở thành Thái Nhất đệ tử, bọn họ không thể giết. Lý Thiên Mệnh nói, giết một cái đệ tử thân truyền, cùng giết một cái Thái Nhất đệ tử, không là một loại khái niệm. Đệ tử thân truyền, là tông lão một người, giết chết, đắc tội là một cái tông lão. Diệp Thiếu Khanh sẽ chết chiến, nhưng cái này đặc thù thời kỳ, tông lão hội có thể sẽ không ra mặt. Nhưng, Thái Nhất đệ tử thuộc về toàn bộ Đông Hoàng Tông, thuộc về tông lão hội, thuộc về 33 vị tông lão. Muốn tại trước mặt mọi người, giết một cái Thái Nhất đệ tử, vậy phải xem 33 vị tông lão có đáp ứng hay không. Lý Thiên Mệnh biết Vũ Văn Thế Gia cùng tông lão hội một loại vi diệu thăng bằng quan hệ. Đông Hoàng kiếm kết quả đi ra trước đó, không ai sẽ đi đánh vỡ. Nói cách khác, Vũ Văn Thế Gia dám trấn áp Diệp Thiếu Khanh, nhưng chưa hẳn có thể trấn áp toàn bộ tông lão hội, nhất là tại thời khắc mấu chốt này. Nói cách khác, ngươi lập tức ra ngoài, không tuyển chọn một tháng sau khiêu chiến, mà là tại trong vòng một canh giờ rưỡi, đánh bại một cái Thái Nhất đệ tử, thay vào đó, liền có thể bất tử. Khương Phi Linh hỏi. Đúng, Linh Nhi, đến lúc đó, tuy nhiên đều biết Vũ Văn Chấn Tinh là ta giết, nhưng, dù sao không có trên mặt nổi chứng cứ. Cho nên nói, ta có phải hay không hung thủ, kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là, ta là thân phận gì, là thực lực gì. Lần này ta là triệt để thấy rõ. Trước đây ta một mực lo lắng liên lụy sư tôn, không muốn đắc tội Vũ Văn Thế Gia. Hiện tại xem ra, ta chỉ cần để bọn hắn nhức đầu. Bọn họ chắc chắn sẽ có lý do cùng biện pháp tru sát ta. Đã định trước dạng này, vậy còn không bằng để cho ta trước giết mấy người bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói đến hời hợt, nhưng hắn biết, Vũ Văn Chấn Tinh vừa chết, hắn đã bước vào sinh tử chiến trường. Nhưng ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là Thái Nhất đệ tử, tông lão hội. Làm thiên tài, muốn dẫn dắt đại thế, lấy siêu tuyệt biểu hiện, để những cái kia nguyên bản trung lập người, đều không nỡ chính mình chết hiểu. Sợ hãi rụt rè, ngược lại không có đường sống. Dũng cảm tiến tới, mới là rộng rãi đại đạo. Thái Nhất đệ tử, là Lý Thiên Mệnh dung chuyển tông lão hội thời cơ tốt nhất. Cho nên, hắn giết Vũ Văn Chấn Tinh, kỳ thật không phải trong lúc nhất thời đầu óc phát sốt, mà chính là tâm tư kín đáo suy tư thật lâu kết quả. Minh bạch, dù sao chỉ cần ca ca có thể bình yên vô sự, ta an tâm. Linh Nhi, thật xin lỗi, vừa mới để ngươi bị sợ hãi. Lý Thiên Mệnh thành tâm nói. Không có chuyện, chúng ta cùng một chỗ, sự tình gì cũng sẽ không có, tin tưởng mọi người. Khương Phi Linh ấm lòng nói. Thật sự là cục cưng bé nhỏ a. Lý Thiên Mệnh cười cười, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cái lối đi kia. Ca ca, hiện tại ra ngoài, muốn đánh bại Tô Vô Ưu, vô cùng khó khăn a. Khương Phi Linh hỏi. Đúng, cho nên ta không vội mà ra ngoài. Lý Thiên Mệnh. Không muốn để cho chiến đấu biến đến quá khó khăn. Đây, làm gì đâu? Tu luyện, đột phá. Không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh vậy mà liền ngồi xếp bằng. Nói thật, hôm nay tranh phong, cho hắn trên tâm cảnh rất nhiều đột phá. Đến quy nhất cảnh tầng thứ tư, kỳ thật đã có 10 ngày, những ngày này hắn cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu, cắm ở quy nhất cảnh tầng thứ 5 biên giới, không thể xông đi lên. Nhưng là lần này, hắn cảm thấy có hy vọng. Nhất là cùng tóc đen Lý Thiên Mệnh nhất chiến, lại thêm nhìn đến Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu gặp nạn thời điểm, tâm lý sát cơ bạo phát. Một khắc này, kỳ thật ra đời hắn đối quy nhất cảnh cấp độ càng sâu cảm ngộ. Có lẽ loại kia cảm ngộ, thì kêu làm chân chính tình huynh đệ đi. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu không phải sủng vật, đều là có máu có thịt thân huynh đệ, nhìn đến bọn họ vì thủ hộ chính mình dục huyết phấn chiến, kỳ thật Lý Thiên Mệnh tâm lý rất cảm động. Huỳnh Hỏa không nói. Liền bình thường chỉ lo lười biếng ngủ Miêu Miêu, đều vì mình, có thể trực tiếp đi ngạnh kháng so với nó to lớn huyết ma thao thiết, còn bị phần thiên đế hoàng quấy rối, cái kia hình ảnh, kỳ thật rất khó quên. Bọn họ đều là không sờn lòng tính cách. Có lẽ ngay từ đầu không phải, nhưng là Lý Thiên Mệnh tính tình, kỳ thật đối bọn nó đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Quy nhất cảnh, ngự thú sư cùng cộng sinh thú một thể. Sinh tử chiến đấu, là tăng lên cảnh giới thuốc tốt. Đương nhiên, cũng phải xây dựng ở thiên phú xuất chúng, cơ sở kiên cố cơ sở xuống. Cái kia 10 ngày tu luyện, đặt xuống trùng kích quy nhất cảnh tầng thứ 5 vững chắc nhất cơ sở. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu cùng một chỗ,
bắt đầu đối quy nhất cảnh tầng thứ 5 xông vào. Huynh đệ ở giữa kề vai chiến đấu, quy nhất khí chàng dung hợp dung hội, ý chí phía trên một thể, để bọn hắn thế như trẻ tre. Nguyên bản đối bọn hắn tới nói, đột phá quy nhất cảnh tầng thứ 5 chỉ là vấn đề thời gian, mà bây giờ, thời gian này đến. Sinh tử chiến đấu, ngẫu nhiên có mấy lần là đủ rồi. Càng nhiều thời điểm, ta không thể để cho ba người bọn hắn, theo ta cùng một chỗ mạo hiểm. Cho nên, có thể mạnh lên, có thể nghiền ép đối thủ, tại sao phải ngược chính mình đâu? Lý Thiên Mệnh không phải người như vậy. Hắn chỉ muốn lấy nghiền ép tư thái, đánh cho đám này cháu trai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho nên, hắn không vội mà ra ngoài, hắn đem tóc đen Lý Thiên Mệnh cùng Vũ Văn Chấn Tinh cái này hai cuộc chiến đấu lĩnh ngộ, hội tụ vào một chỗ, cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu bọn họ giao lưu. Mấu chốt là, Thái Nhất Tháp cung cấp thiên địa linh khí, để bọn hắn cơ hồ có tương đương với tại Lý Thần Tiêu Chi Mộ tu luyện hiệu quả. Cái này lợi hại. Về sau, huynh đệ chúng ta càng đồng lòng. Đúng. Giết hắn một cái, long trời lỡ đất, không chừa mảnh giáp. Cùng một chỗ thủ hộ Linh Nhi, Huỳnh Hỏa nói. Lan, Linh Nhi chính ta thủ hộ là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta thủ hộ nhà ta Tiểu Nguyệt Nguyệt đi. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi không phải muốn mở hậu cung sao? Cũng đúng, vậy ta trước thủ hộ Tiểu Nguyệt Nguyệt, sau đó cưỡi lừa tìm ngựa, mở rộng hậu cung. Ngươi dám nói Sóc Nguyệt là con lừa, các loại khinh ngữ trở về, ta nói cho nàng đi. Lý Thiên Mệnh, cháu trai A, người bán huynh đệ. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Ha ha, cái kia, có thể tăng thêm tốc độ sao? Bản mèo buồn ngủ, miêu miêu xen vào một câu. Lăn lên. Sinh thời làm gì lâu ngủ, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Huỳnh Hỏa khuyến cáo nói. Thế nhưng là gà đại ca, ta sợ ta không chết được A Mèo. Cái này, là một nan đề. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chủ đạo tu luyện. Lần này rất nhiều cảm ngộ đều đến từ hắn, cho nên trên cơ bản từ hắn để dẫn dắt. Khương Phi Linh thì giúp đỡ điều trị khí tức. Hết thảy nước chảy thành sông. Quy nhất cảnh tầng thứ 5, xong rồi. Đột phá thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hắn cùng hai đầu cộng sinh thú tu vi, tiếp tục chưa từng có lớn mạnh. Đây chính là 10 kiếp luân hồi chi thể, đây chính là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Có thể xảy ra chết giao thoa. Khả năng khóm bụi gai bụi, nhưng có một chút sẽ không thay đổi. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là cái này Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, không người có thể so sánh nghịch thiên chi tài. Tự thân thiên phú và cộng sinh thú, đều chính là tuyệt thế hoàn mỹ. Cảnh giới đột phá, lần nữa mang đến thực lực tăng vọt. Thiên ý cảnh trở xuống, ta chỉ sợ vô địch. Nói cách khác, Lý Viêm Phong không tới Diễm Đô trước đó, đoán chừng còn không phải đối thủ của ta. Cái này tiến bộ cũng quá nhanh. Hắn đến Đông Hoàng Tông, còn không có mấy tháng đây. Nhanh là nhanh, nhưng cũng đầy đủ ổn định. Sự thực như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rất thoải mái. Hiện tại, bên ngoài 100.000 người, 33 tông lão, Vũ Văn Thế Gia, đều đang đợi lấy tầng thứ 3 khảo nghiệm kết thúc đây. Bọn họ đều đang nhìn đỉnh tháp, xem ai có thể ra ngoài đi. Khoảng cách tầng thứ 3 tranh phong kết thúc, còn có một canh giờ. Một canh giờ, tại bọn họ phát hiện Vũ Văn Chấn Tinh cái chết trước, trở thành Thái Nhất đệ tử, đầy đủ. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh kết thúc chiến đấu, đứng lên. Để các vị đợi lâu. Ánh mắt của hắn thiêu đốt, một chân đạp lên mặt đất, thiên chi rực chạy như bay, cả người giống như một đạo quang mang, trong nháy mắt xông ra Thái Nhất Tháp. Làm Lý Thiên Mệnh dẫm tại Thái Nhất Tháp đỉnh tháp, đón ánh sáng mặt trời cùng trời xanh, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, hắn phát hiện. Toàn bộ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên này tóc trắng còn đang tung bay, hiện ra hoa mỹ sắc thái. Một khắc này, như là phía trên thần hàng lâm. Cái này Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, cơ hồ kéo dài có chừng 10 hơi thời gian tĩnh mịch. Sau đó, bỗng nhiên bạo phát tiếng hoan hô lãng, như là biển cả gió bão, mãnh liệt cuốn tới. Một khắc này, tuyệt thế phong cảnh. Theo Thái Nhất Tháp đỉnh tháp đi ra, chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh thông qua được Thái Nhất Tháp tầng 3 khảo nghiệm. Nếu không phải cái này đệ nhất Thái Nhất đệ tử đã đủ quân số, giờ phút này, hắn cũng là Thái Nhất đệ tử. Có thể so với Thánh Thiên Phủ Thánh Thiên Tử. Thế này sao lại là một cái vừa tới Đông Hoàng Tông không đến 3 tháng đệ tử, có thể trèo lên tốc độ. Tại hơn 10 vạn người,
càng là quen thuộc Lý Thiên Mệnh, giờ phút này thì càng rung động. Phải biết, bọn họ đối Lý Thiên Mệnh hy vọng là hắn có thể tại cái này Thái Nhất Tháp sống sót ra. Lúc này mới 2 canh giờ, hắn vậy mà thông quan. Đó là vô số nhìn mà than thở ánh mắt. Bọn họ xưa nay không làm Lý Thiên Mệnh là phế vật, đều biết hắn là nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng chỉ là có chút tư duy theo quán tính, cảm thấy lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng đáng sợ thành như vậy đi. Siêu thoát sức tưởng tượng. Kết quả sự thật chính là, hắn thật liền đáng sợ thành dạng này. Đến mức bây giờ cái này toàn trường gieo hò, như là sóng to gió lớn. Thiếu tông chủ. Lý Thiên Mệnh. Cái này, mới thật sự là thiếu tông chủ, đủ để trở thành thái nhất đệ tử thiếu tông chủ. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh tại Đông Hoàng Tông nhân khí, tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Mọi người trong lòng đối với hắn cuồng nhiệt, cơ hồ có thể so với Vũ Văn Thần Đô, đem mặt khác 3 cái thái nhất đệ tử đều so sánh đi xuống. Mà lại, mọi người tâm lý rất rõ ràng, Vũ Văn Thần Đô cũng không có dạng này quật khởi tốc độ, hắn cũng chỉ là so với người đồng lứa mạnh, nhưng chưa từng có đào thoát sức tưởng tượng, có thể Lý Thiên Mệnh quật khởi, có đến vài lần, đều tại mọi người sức tưởng tượng bên ngoài. Không sợ sư tử đọ sức con voi, liền sợ con kiến đem con voi nâng lên. Cái sau, mới gọi rung động. Bất quá, hắn còn có chuyện trọng yếu nhất không có hoàn thành, cho nên, hắn xem ra rất bình tĩnh. Nhưng, Diệp Thiếu Khanh vô cùng không bình tĩnh. Hắn đứng ở cửa sổ, làm vì sư tôn, hắn trợn mắt hốc mồm. Ở bên cạnh hắn, Diệp Vũ Hề cũng là như thế. Hắn đây là gian lận đi, Lý Thị Tổ Tiên ở bên trong mở cho hắn cửa sau rồi. Diệp Thiếu Khanh ngốc trệ nói. Hắn nhưng là người đệ tử, có người dạng này làm sư tôn sao? Nghi vấn đồ đệ mình, Diệp Vũ Hề mắt trợn trắng nói. Diệp Thiếu Khanh vội vàng dùng quạt giấy quạt gió, để cho mình tỉnh táo một chút. Nhìn lại, Diệp Thanh Lệ nóng doanh tròng. Lão đầu, người khóc, cảm động sao? Diệp Thiếu Khanh nói. Để ngươi khắc quạt, gió trà sát cha ngươi ánh mắt. Diệp Thanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó, tiếp tục xem cái kia ngọn tháp thiếu niên. Ta cảm giác hắn giống đệ nhất tổ tiên. Diệp Thanh nói. Là cùng bức họa có điểm giống. Diệp Vũ Hề nói. Cho nên, Diệp Thiếu Khanh hỏi. Lấy tánh mạng bảo vệ cho hắn, đừng quản Diệp gia sinh tử, một con đường đi đến chết đi. Diệp Thanh cắn răng nói. Lão đầu, có bá lực a. Diệp Thiếu Khanh kính nể nói. Hắn thì càng không cần phải nói. Lý Vô Địch, người cái này tiện nghi nhi tử mang tới kinh hỉ, so người còn lớn hơn. Xem ra, người có thể an tâm đi tốt bước cuối cùng này. Diệp Thiếu Khanh càng rõ ràng, tiếp đó, hắn muốn gánh vác cái gì trách nhiệm. Cho nên, hắn trực tiếp bước ra, Thanh Thần Sơn, Đại Điện, đến Lý Thiên Mệnh bên người. Tới làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người bây giờ là bảo bối, đương nhiên che chở ngươi, tránh khỏi cho người ta giết chết lãng phí. Diệp Thiếu Khanh nói. Đây là muốn thiếp thân bảo hộ. Khoa Trương A, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi là nhìn không thấy Vũ Văn Thế Gia những người kia biểu lộ. Diệp Thiếu Khanh cười. Hắn mang theo Lý Thiên Mệnh, trở lại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Khi đó khắc, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm nhận được, có rất nhiều nóng rực ánh mắt, rơi vào trên người mình. Khẳng định đến từ Vũ Văn gia tộc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là kính nể, cuồng nhiệt ánh mắt, mấy ngàn lần tại Vũ Văn gia tộc. Thiếu tông chủ 3 chữ, còn tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường quanh quẩn. Nghe, quả thật làm cho người nhiệt huyết sôi sục. Lý Thiên Mệnh không biết, tại cái kia Phụng Thiên Sơn trên đại điện, đang tiến hành như thế nào thảo luận. Càng không biết, có bao nhiêu người, kiên định hơn muốn giết quyết tâm của hắn. So như lúc này, khi bọn hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh đỉnh phong nhân khí về sau, Vũ Văn Khai Thái nói thẳng. Các vị, chúng ta là không là xem thường con ruồi này sức ảnh hưởng rồi. Tại sao ta cảm giác, đã đến không thể không mau chóng giết chết hắn, đừng quản Diệp Thiếu Khanh bọn họ làm sao phản kháng trình độ. Kẻ này tốc độ tiến bộ thực sự nghịch thiên, ta cảm thấy Khai Thái nói có đạo lý. Trần Nam Thiên cau mày nói. Có thể theo Thái Nhất Tháp tầng thứ 3 đi ra, xác thực không đơn giản a, hắn đã nắm giữ khiêu chiến Thái Nhất đệ tử tư cách. Một tháng này, hắn còn có thể tiến bộ, vạn nhất để hắn khiêu chiến thành công, thành Thái Nhất đệ tử, ta sợ Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ cùng Diệp Thiếu Khanh tiến tới cùng nhau đi. Thứ hai tông lão Tô Vân chỉ nhìn nơi hẻo lánh chỗ Tô Vô Ưu liếc một chút. Hắn biết mình cái này cháu gái, là yếu nhất Thái Nhất đệ tử. Một tháng sau, Lý Thiên Mệnh khẳng định phải khiêu chiến nàng. Hiện tại,
Lý Thiên Mệnh không phải hắn đối thủ, nhưng ai biết một tháng sau, hắn lại có thể tiến bộ tới trình độ nào. Nói thật, thật muốn xuất thủ, trước đây cũng là quá coi thường hắn, không nghĩ tới năm kiếp luân hồi chi thể, nghịch thiên đến loại trình độ này. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Liền hắn đều tỏ thái độ. Sau cùng, mọi người cùng nhau nhìn về phía Vũ Văn Thái Cực. Hắn là nơi này quyền uy cao nhất người. Liền hắn phụ thân Vũ Văn Phụng Thiên, lúc này thời điểm đều nghe hắn. Chỉ thấy hắn híp mắt, trầm giọng nói. Ta tới đi, tại hắn trở thành thái nhất đệ tử trước, ta tru sát hắn. Một cái hắn không thèm để ý con ruồi, vốn là chọn cho Vũ Văn Thánh Thành làm lịch luyện đối thủ. Sau đó chuyển cho Vũ Văn Chấn Tinh. Hiện tại Lý Thiên Mệnh Thiên Phú, chỉ có Vũ Văn Thần Đô có thể chấn áp, có thể Vũ Văn Thái Cực, không muốn phức tạp, càng không muốn để Lý Thiên Mệnh đi xuống. Thiên Phú của hắn, ngay tại dần dần đánh vỡ Tông Lão Hội Trung Lập Tông Lão tâm lý thăng bằng. Cái này tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Một cái quy nhất cảnh đỉnh phong thiên tài, không có tác dụng gì. Nhưng nếu là để Tông Lão Hội Trung Lập nhân viên nghiêng về, vậy liền khó chơi. Cho nên, Vũ Văn Thái Cực làm ra quyết định. Các loại chấn tinh bọn họ đi ra, thái nhất tháp tranh phong kết thúc, ta liền đi Thanh Long kiếm phong, đem con ruồi này giết. Để Diệp Thiếu Khanh bọn họ náo, chờ chúng ta cầm tới Đông Hoàng kiếm, trở về cũng là bọn họ Thanh Long Diệp gia diệt tộc ngày. Vũ Văn Thái Cực thanh âm, tại cái này đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Nhìn ra được, hắn thực sự không có kiên nhẫn. Đại ca, Thanh Long Diệp gia Diệp Thiên Long đầu phục chúng ta. Vũ Văn Khai Thái nói. Giết. Đúng. Vũ Văn Khai Thái cúi đầu. Hắn chỉ có thể nói, hắn cái này đại ca, vẫn là xem thường Diệp Thiên Long loại này người a. Hiện tại, bọn họ đang đợi Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ đi ra, thái nhất tháp tranh phong liền chính thức kết thúc. Thế nhưng là, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng không có trở về Thanh Long kiếm phong đại điện. Hắn ngừng trên chiến trường, hỏi thăm Tô Chấn Tông Lão, nói. Xin hỏi Tông Lão, ta thông quan thái nhất tháp, phải chăng có khiêu chiến một cái thái nhất đệ tử, thay vào đó tư cách? Tô Chấn sắc mặt khó coi, nói, đúng, ngươi có tầm một tháng thời gian chuẩn bị. 100.000 người xem ánh mắt sáng lên, lại có trò hay để nhìn a, chỉ là phải chờ một tháng, tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi. Ngay tại lúc này, liền Tô Chấn đều không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh trực tiếp rút ra Hắc Minh Long Kiếm, sau đó nhảy xuống Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hắn đứng trên chiến trường, kiếm chỉ Phụng Thiên Sơn. Sau đó, khí thế dồi dào, thanh âm to nói. Ta không dùng một tháng, ta hiện tại thì khiêu chiến thái nhất đệ tử. Tô Vô Ưu, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, lăn xuống đến. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, đờ đẫn nhìn lấy hắn. Phụng Thiên Sơn, đại điện. Làm thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên bước vào Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, lấy kiếm chỉ hướng phương hướng này thời điểm. Cơ hồ mỗi người đều ngây ra một lúc. Hắn não tử có phải hay không ra chuyện rồi? Vũ Văn Phụng Thiên hỏi. Bình thường tới nói, lấy tiến bộ của hắn tốc độ, có một tháng thời gian chuẩn bị, đến lúc đó chỉ ít có 7-8 phần nắm chắc, có thể trở thành thái nhất đệ tử. Làm gì vào lúc này cậy mạnh? Đây đúng là một cái xem ra vô cùng ngu xuẩn, tự đại quyết định. Các ngươi đoán sai, ta nhìn hắn thật thông minh, hắn đại khái dự cảm chính mình biểu hiện xuất sắc. Để cho chúng ta coi là cái đinh trong mắt. Cho nên, hắn muốn khiêu chiến cực hạn, mau chóng trở thành thái nhất đệ tử. Thứ hai Tông Lão Tô Vân chỉ nhíu mày nói. Nhìn như vậy không nổi không lo. Tô Cửu Đạo cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó chịu. Dù nói thế nào, Tô Vô Ưu đều là quy nhất cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, so chấn tinh đều cường đại một mảng lớn. Hắn vừa kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, thắng hơn nhiều, đường đi thuật, thì tự đại làm bậy. Vũ Văn Khai Thái đồng dạng trên mặt mỉa mai ý cười. Trung Quy là người trẻ tuổi, nhiệt huyết xúc động. Hắn nhưng biết, hắn chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Nếu là thua, đến đợi 3 năm sau. Các trưởng bối ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại Tô Vô Ưu trên thân. Không lo, cho hắn một bài học, như có cơ hội có thể chém giết, người thúc gia gia sẽ không ngăn cản ngươi. Tô Cửu Đạo nói. Tô Chấn Tông Lão, chính là Tô Vân chỉ đệ đệ. Đúng. Cha, Tô Vô Ưu đứng lập lúc thức dậy, trong ánh mắt đã hung quang lấp lóe. Lý Thiên Mệnh gãy mất nàng muội muội đầu ngón tay một màn kia đã trong đầu tái hiện. Tuyệt không thể chiến bại, tuyệt không thể để hắn trở thành thái nhất đệ tử. Biết không, thứ hai Tông Lão Tô Vân chỉ dặn dò.
Ra ra, ta minh bạch. Nàng đạt được đến từ tất cả trưởng bối hừng hực ánh mắt. Khi nàng cúi đầu thời điểm, nhìn thoáng qua Vũ Văn Thần Đô, hắn mắt nhìn phía trước, nhìn lấy trên chiến trường Lý Thiên Mệnh xuất thần. Thần Đô, ta đi xuống. Ừm, không nói chút gì. Không dùng, phát huy thực lực của ngươi, giết hắn là được, các trưởng bối sẽ khắc phục hậu quả. Ngươi muốn làm đến không khó, Vũ Văn Thần Đô nói. Nghe nói như thế, Tô Vô Ưu rốt cục triển lộ ra nét mặt tươi cười tới. Nàng có bàng bạc lòng tin. Nói đến, ta còn là lần đầu tiên, khiến người ta như thế xem thường. Nàng đều cười. Phải biết, nàng một đường quật khởi, có thể trở thành thái nhất đệ tử, thiên tài ngang dọc, cũng không phải dựa vào đi cửa sau. Vô Ưu minh trọng chỉnh cùng thành lập, đều dựa vào chính nàng nâng lên. Quy nhất cảnh tầng thứ 9, bắt đầu thăm dò thiên ý cảnh giới tuyệt thế thiên tư, chỉ ít nữ đệ tử bên trong, không người có thể so sánh. Ba đời đến nay, nàng là duy nhất thái nhất nữ đệ tử. Có Vũ Văn Thần Đô câu nói kia, nàng thân thể mềm mại bên trong bàng bạc lực lượng điên cuồng bao phủ. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường phía trên. Mọi người trừng to mắt, nhìn lấy thân này xuyên quần dài trắng Đông Hoàng tông đệ nhất mỹ nhân, từ trên trời giáng xuống rơi trên chiến trường. Một khắc này, như là thần nữ buông xuống, tuyệt mỹ vô song. Cái kia màu trắng váy bay múa, tóc đen tóc dài cuồn cuộn mà động, như là thác nước, thon dài cao gầy dáng người mềm mại lại có lực, mỹ cốt trời sinh lại nội liếm, nhất là chiến đấu thời khắc, lộ ra cực sự lãnh diễm. Ngươi vội vã muốn chết, không giống nhau một tháng, ta thỏa mãn ngươi. Tô Vô Ưu thanh âm lộ ra rất rét lạnh. Lúc nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một thanh tuyết trường kiếm màu trắng, như là một khối thon dài bảo thạch, trong suốt sáng long lanh, nhưng tuyệt không thể coi nhẹ kiếm kia nhận phong mang. Đây là cấp 7 thú binh, Tố Tiên Kiếm. Tố Tiên Kiếm, nhìn như mỹ lệ, kỳ thực giết người ở vô hình, Tô Vô Ưu chính là dựa vào kiếm này, một đường chém giết chiến đấu, trở thành thái nhất đệ tử. Tại nàng váy dài bay múa thời khắc, sau lưng hồ nước bên trong, xuất hiện một đầu màu tuyết trắng cự xà. Cái này cự xà so với bách nhãn đằng xà phải lớn hơn gấp 3, đồng dạng một cặp cánh khổng lồ, bất quá màu sắc là màu trắng, xem ra đẹp mắt rất nhiều. Đây là đằng xà cộng sinh thú. Thân thể của nó tuyết trắng như ngọc, lưu quang giật thải, nhưng kỳ thật cũng tương đương khủng bố, đó là bởi vì trên thân thể, đồng dạng có lít nha lít nhít ánh mắt, ít nhất là bách nhãn đằng xà gấp 10 lần. Gấp 10 lần ánh mắt, dày đặc toàn thân, khắp nơi đều là, dù là thân thể như bạch ngọc, vậy cũng gọi người tê cả da đầu. Này cộng sinh thú vì tam giai thánh thú, phẩm giai cùng huyết ma thao thiết tương đương, hết thảy có 38 cái điểm sao, tới gần cấp 4 thánh thú. Kỳ danh là, thiên nhãn đằng xà. Màu trắng thiên nhãn đằng xà tại Tô Gia là một cái dị loại, bởi vì Tô Gia đằng xà, đại đa số đều là hỏa diễm kịch độc thuộc tính. Mà cái này màu trắng có thiên nhãn đằng xà, chính là nước đá kịch độc thuộc tính. Bây giờ Tô Vô Ưu, tay cầm Tố Tiên Kiếm, sau lưng có thiên nhãn đằng xà nương theo, một người một xà, ánh mắt băng lãnh như xương. Nhìn ra được, nàng là cái người cao ngạo, như là một tòa băng sơn, chỉ vì động tâm người hòa tan. Gặp phải người khác, thì chỉ có vạn phần lạnh lùng. Hai người dỗi, toàn trường đệ tử đã ngạt thở, liền xem như các trưởng bối, đều vô cùng chăm chú nhìn bọn họ, có kinh tâm động phách cảm giác. Từ lúc khắc tĩnh mịch, đến hai người động thủ thời khắc, toàn trường sôi trào. Người cộng sinh thú đâu? Tô Vô Ưu cầm kiếm vào tới trước, áo trắng tung bay, như là tiên tử. Cái kia thiên nhãn đằng xà tốc độ kỳ quái, trực tiếp vỗ cánh chạy như bay lên, buông xuống tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Bọn họ còn đang nghỉ ngơi, đối phó ngươi, không dùng được bọn họ. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Quá cuồng vọng. Đây là 80% người ý nghĩ. Đối phó Tô Vô Ưu, liền cộng sinh thú đều không cần. Dù sao đều là quy nhất cảnh, quy nhất khí tràng điệp ra, tác dụng tuyệt đối tương đương to lớn. Không ra cộng sinh thú, tương đương với tự tổn 800. Cái này không giống như là khiêu chiến, ngược lại là một trận trò đùa, giống như là đang lãng phí khiêu chiến của mình cơ hội. Dù là lại sùng bái, giờ khắc này đều sẽ lấy ánh mắt khó hiểu nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, trong lòng vô cùng kỳ quái, hắn như thế kiêu ngạo cuồng vọng, hiện thực sẽ cho hắn kết cục gì? Nói thật, vừa rồi kháng trụ Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ chu sát, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu quả thật có chút tiểu mệt mỏi. Nhưng, nhiều lời vô ích. Ta đánh giá cao ngươi, phía dưới trước khi đến, ta còn lược có một chút khẩn trương, bây giờ nhìn, người bất quá là cái gặp vận may thôn phu.
Tô Vô Ưu trên mặt, tràn đầy cao cao tại thượng biểu lộ, trong mắt âm hàn tránh xa người ngàn dặm. Nàng trong chớp mắt này, tay cầm trường kiếm đánh tới. Cùng lúc đó, nàng cái kia bị khiêu khích cộng sinh thú, từ trên trời giáng xuống. Hắn trên thân cái kia phía trên ngàn con mắt, đột nhiên bạo phát ra màu trắng quang mang, bao phủ toàn trường, cơ hồ tại giây phút đầu tiên, liền để Lý Thiên Mệnh chung quanh chỉ có màu trắng. Quả thực, tựa như là về tới Thái Nhất Tháp. Đây là thiên nhãn đằng xà linh nguyên thần thông, lấy cái kia phía trên ngàn con mắt thi triển đi ra, tên là Thủy Nguyệt Động Thiên. Trước mắt màu trắng dần dần biến hóa, Lý Thiên Mệnh dường như đi tới một chỗ trong huyệt động, dưới chân là thâm thúy hàn đàm, băng lãnh thấu xương, đi lên nhìn, hang động trên đỉnh đầu có một vầng trăng. Vầng trăng kia vô cùng âm hàn, cái này âm hàn chi nguyệt, đang tản phát vô tận hàn khí, như là xúc tu một dạng, bao phủ Lý Thiên Mệnh thân thể. Huyễn cảnh. Đây là một loại mê hồn hệ cộng sinh thú thần thông, xem ra thiên nhãn đằng xà ngoại trừ kịch độc, còn có thể mê hồn. Bây giờ dưới chân hàn đàm cùng trên trời hàn nguyệt đều tại xâm nhập mà đến, để hắn tay chân băng hàn, cái này vô số xúc tu quấn quanh ở hắn trên thân, để hắn động đậy khó khăn. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, chân chính sát chiêu, đến từ Tô Vô Ưu phi tiên kiếm pháp cùng thiên nhãn đằng xà còn lại thần thông. Lý Thiên Mệnh, tiễn ngươi lên đường. Đột nhiên ở giữa, hàn nguyệt lóe lên, váy dài tản ra như một đóa hoa, nhẹ nhàng rớt xuống, mà cái này bỏ phí bên trong, dùng vô số kiếm mang bao phủ xuống. Trong nháy mắt, nguy cơ sinh tử. Không thể không nói, Tô Vô Ưu thủ đoạn rất kinh người, so với Vũ Văn Chấn tinh thô bạo tiến công còn cao cấp hơn rất nhiều. Không chỉ là thủy nguyệt mùa đông huyễn tượng, còn có vô số luồng khí lạnh ở bên người bao phủ, hội tụ thành một vùng biển, quả thực trời đông giá rét. Mà lại, đại dương này còn có kịch độc, bây giờ chính có vô số độc dịch, hướng về thân thể lan tràn. Vì chém giết Lý Thiên Mệnh, Tô Vô Ưu xác thực đã thi triển tất cả vốn liếng. Trong lúc nhất thời, mỗi một loại công kích đều là uy hiếp chí mạng, lại tại lúc này chồng chất ở cùng nhau. Đây không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất thời khắc. Lý Thiên Mệnh xem ra hoàn toàn trúng chiêu, ngốc trệ, cái xác không hồn, lâm vào huyễn cảnh, không thể tự thoát ra được. Có thể, thật là sao? Làm Lý Thiên Mệnh dùng tay trái con mắt thứ ba nhìn lấy cái thế giới này thời điểm, trước mắt thế giới, hoàn toàn khác biệt. Căn bản cũng không có Thủy Nguyệt Động Thiên. Chỉ có Tô Vô Ưu từ phía trước đánh tới, mà cái kia thiên nhãn đằng xà trên bầu trời, thiên nhãn lấp lóe, còn đang phun vô số độc chảy, đó là thần thông, âm minh chi hải. Bất quá đều là một số chướng nhãn pháp, khoa chân múa tay. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cười. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, xác thực còn chưa có đi ra giúp đỡ. Nhưng là Lý Thiên Mệnh bạo phát. Hắn đem Hắc Minh Long kiếm trực tiếp cắm trên mặt đất, trong tay tà ma đột nhiên xuất hiện. Tại đối thủ vây công mà đến thời khắc, hắn tà ma theo độc xà một dạng liền xông ra ngoài. Siêu! Câu hồn! Một đầu xiềng xích theo trời mà lên, trực tiếp khóa chặt thiên nhãn đằng xà vị trí. Cái kia thiên nhãn đằng xà, còn tưởng rằng mê hoặc hắn, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này sinh tử tiên pháp liền trực tiếp đến trước mắt. Nó đột nhiên trốn một chút tránh, Thủy Nguyệt Động Thiên tự mình tiêu tán. Nhưng là tiếp theo roi trực tiếp đánh tới trước mắt. Tác mệnh! Cái kia tà ma sinh tử tiên pháp, quá nhanh quá ác, mà thiên nhãn đằng xà còn tại trưởng khống Thủy Nguyệt Động Thiên, lần nữa lấy 1000 con mắt mê hoặc, tại dẫn dắt Lý Thiên Mệnh một lần nữa lâm vào huyễn cảnh. So loại thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, tại lấy thiên chi dực cùng không gian tường tránh thoát khỏi Tô Vô Ưu phi tiên kiếm pháp về sau, bàn tay trái mê linh chi đồng, ngược lại đối thiên nhãn đằng xà thi triển. Ông, một con mắt, đối kháng 1000 con mắt. Nhưng là cái kia nháy mắt, thiên nhãn đằng xà hét thảm một tiếng, 1000 con mắt trực tiếp nhắm lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tác mệnh mặc dù không có trúng vào chỗ yếu, nhưng lại đâm trúng cánh của nó. Siêu! Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn quất ra tà ma, lần nữa một roi. Siêu độ chúng sinh! Cái này là sinh tử tiên pháp tinh túy chỗ, là nghịch thiên nhất một roi. Cái kia tà ma trên không trung xẹt qua huyết sắc quỹ tích. Trong nháy mắt quất vào thiên nhãn đằng đầu rắn phía trên. 3. Trong một chớp mắt, thiên nhãn đằng xà phá vỡ thịt bong, sâu đủ thấy xương, tà ma tất cả gai nhọn đều cơ hồ đâm đi lên. Cái này một roi chẳng những rút chúng thiên nhãn đằng xà, còn tại nó trên đầu quấn quanh vài vòng. Lăn tới. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo một phát, cái kia lớn như vậy thiên nhãn đằng xà bị hắn kéo đến trực tiếp nện xuống đến, ngăn tại Tô Vô Ưu trước mắt. T.
Thiên nhãn đằng xà phát ra chói tai tiếng kêu ré âm, thân thể hung mãnh lăn lộn, nhấc lên đầy trời bọt nước. Nhưng mấu chốt là, tà ma quấn ở trên người, nó càng dãy giụa, thì càng để cái kia gai nhọn vào huyết nhục, thì càng thống khổ. Mà lại Lý Thiên Mệnh đem kéo tới chặn kiếm, dẫn đến Tô Vô Ưu một kiếm bổ vào chính mình cộng sinh thú phía trên, lần nữa xé mở một đạo cự đại vết máu. Bạch Nguyên. Tô Vô Ưu tâm tình kịch biến, sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng thê lương nộ hống. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cộng sinh thú bị Lý Thiên Mệnh dùng tà ma quấn quanh, kéo trong tay, cảm giác giống nắm một con chó. Mấu chốt là, thiên nhãn đằng xà so với hắn lớn. Không có khả năng, Thủy Nguyệt Động Thiên tại sao lại vô hiệu, hắn vì cái gì có thể trực tiếp tìm tới Bạch Nguyên vị trí. Không có khả năng. Tô Vô Ưu vừa rồi còn cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, hiện tại tình cảnh này, lại trực tiếp bảo nàng khó có thể tiếp nhận. Nàng càng không thể tiếp nhận chính là, thiếu niên tóc trắng kia đơn tay mang theo tà ma, trực tiếp đem cái kia cự thú ném lên, xem như binh khí, hướng về nàng đánh lên đến. Ầm ầm. Tô Vô Ưu tránh thoát khỏi đi, nhưng là thiên nhãn đằng xà nện ở trên tảng đá, nhất thời cơ hồ tan ra thành từng mảnh, da chóc thịt bong. Ngươi không phải rất kiêu ngạo, đối với mình rất có lòng tin, muốn đưa ta lên đường sao? Đừng sợ, Tô Vô Ưu. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, hướng thẳng đến Tô Vô Ưu phóng đi, trong tay hắn tà ma kéo lấy cái kia thiên nhãn đằng xà, tại tràn đầy đá vụn trên đường một bên va chạm một bên tiến lên. Ba ba ba. Nguyên một đám nham thạch bị đụng nát, hóa thành đá vụn, đâm vào thiên nhãn đằng xà huyết nhục bên trong. Ầm ầm. Cái kia thiên nhãn đằng xà, bị Lý Thiên Mệnh xem như lưu tinh chủy giống như, lần nữa đập xuống đất, Tô Vô Ưu nhìn đến ánh mắt đỏ bừng, chỉ có thể né tránh. Trong nháy mắt, thiên nhãn đằng xà liền dẫy giụa khí lực đều không có, đã hấp hối. Tô Vô Ưu không dám ngẩng đầu, nàng sợ nhìn đến những cái kia đối với mình thất vọng ánh mắt, sợ nhìn đến những cái kia đối Lý Thiên Mệnh lần nữa rung động tột đỉnh ánh mắt. Trong nội tâm nàng kiêu ngạo, bị đánh đến ruột gan đứt từng khúc. Người có gan buông ra nó, cùng ta quang minh chính đại nhất chiến. Tô Vô Ưu chỉ có thể kiên trì hô. Có thể. Nàng không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh phóng khoáng như vậy đáp ứng. Sau đó, hắn thu hồi tà ma, quất ra Hắc Minh Long Kiếm, chỉ hướng Tô Vô Ưu. Các ngươi thật sự là quá đổ bỏ đi, hôm nay đánh nhiều chàng như vậy, ngoại trừ đánh chính ta trận kia, một cái làm cho ta sử dụng một kiếm này người đều không có. Ánh mắt của hắn bên trong, mới thật sự là lạnh lùng. Làm cái kia Hắc Minh Long Kiếm chỉ hướng mình, đương thiên mắt đằng xà còn tại trên mặt đất lăn lộn gào rít, hấp hối thời điểm, Tô Vô Ưu chỉ có tê cả da đầu. Còn kiêu ngạo sao? Nàng không dám. Giết. Nàng chỉ có thể không để ý hình tượng, nổi giận gầm lên một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nàng biết nếu là chiến bại, sau khi trở về đến cỡ nào khó đối mặt những trưởng bối kia, sẽ có nhiều mất mặt. Càng khó có thể tưởng tượng là, để Vũ Văn Thần Đô thất vọng, luôn làm một cái phế vật, nàng làm sao có ý tứ đi đối mặt hắn a? Cho nên, nàng không có đường lui, chỉ có liều mạng một lần, chỉ có dùng hết thảy. Tay nàng cầm Tố Tiên Kiếm, lấy siêu phàm quy nhất chiến quyết phi tiên kiếm pháp trùng sát mà đi. Liên tục ba kiếm. Dẫn tiên, truy tiên, thứ tiên. Ba kiếm liên tiếp mà ra, một kiếm so một kiếm cường thế, sau cùng một kiếm, cầm giữ có ám sát tiên thần chi ý, có thể nói, y theo dáng dấp. Ba dưới thân kiếm, ngàn vạn kiếm mang, dọc theo đường đá vụn càng thêm vỡ nát, ngập trời kiếm ý thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Mà một khắc này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lãnh đạm, như là thần linh. Hai tay của hắn cầm kiếm, tiến lên trước một bước, trong khi chân phải trùng điệp dẫm tại trên mặt đất thời khắc, ngàn vạn ý chí thêm thần, thiên thu vạn đại tổ tiên chi huyết sôi trào lên. Nghịch thần kiếm ý, chảm lạc tinh thần. Một kiếm này, bạo phát 100 mét quang hoa, hết thảy thế như trẻ tre, phóng lên tận trời. Đó là chảm lạc tinh thần ý chí. Phá! Ở tại nghịch thiên ý chí phía dưới, tất cả khoa chân múa tay toàn bộ bật nát. Cái gọi là phi tiên kiếm pháp tại nghịch thần kiếm ý trước mặt, bị bẻ gãy nghiền nát, hóa thành bột mịn. Một kiếm kia thần quang, bạo loạn rơi xuống, một kiếm chặt chém. Làm! Mọi người vạn vạn nghĩ không ra, đồng dạng là cấp 7 thú binh Tố Tiên Kiếm, giờ phút này bị Lý Thiên Mệnh một kiếm chặt đứt. Kiếm gãy một nứt toác, bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt đâm vào Tô Vô Ưu trên bụng. Phốc phốc! Tô Vô Ưu sắc mặt trắng bệch, bay ngược mấy chục mét. Hung hăng nện ở đầm lầy phía trên. Một khắc này, máu me đầm đìa, toàn thân bùn nhão, tóc tản mát,
như là điên bà. Nhưng khó coi nhất, vẫn là sắc mặt thống khổ cùng tan tác. Làm Tố Tiên kiếm đoạn một khắc này, trong nội tâm nàng kiêu ngạo cùng băng lãnh, toàn bộ rơi vào bột phấn, còn lại, chỉ có hoảng sợ. Hoảng sợ mất mặt, hoảng sợ đối mặt trưởng bối, hoảng sợ mọi người đối Lý Thiên Mệnh gieo hò, hoảng sợ đi gặp Vũ Văn Thần Đô. Nàng nhìn thấy, Tô Chấn Tông lão xuất hiện, cản lại Lý Thiên Mệnh. Cái này mang ý nghĩa, chiến đấu kết thúc. Nàng liền đứng lên đều khó khăn, giờ phút này toàn thân kịch liệt đau nhức, đau đớn nhất chính là vào bụng dưới kiếm gãy, nàng cũng không dám rút ra, sợ đổ máu càng nhiều. Ta thua. Đây đã là một cái không thể cải biến sự thật. Không phải thua, là bị nghiền ép. Lý Thiên Mệnh cũng không có lại tới, dù sao hắn bị Tô Chấn ngăn cản, nhưng là hắn câu nói này, lại làm cho Tô Vô Ưu phun ra một ngụm máu, sắc mặt lại trợn nhìn ba phần. Lý Thiên Mệnh, nàng cắn răng, muốn mạnh miệng vài câu, có thể phát hiện ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Tại hắn ánh mắt ấy phía dưới, nàng phát hiện mình, căn bản làm không được lại nói hung ác. Chiến bại xấu hổ, hóa thành ngập trời hồng thủy, đã đem nàng bao phủ. Đây không phải kịch đấu sau chiến đấu, bởi vì Lý Thiên Mệnh lông tóc không thương, từ đầu tới đuôi, hắn đều không ra mấy chiêu, mà lại, hắn là đơn thương độc mã. Lấy sinh tử tiên pháp, giải quyết thiên nhãn đằng xà. Lấy nghịch thần kiếm ý, một kiếm đánh tan chính mình. Nàng đều hỏng mất, bị bại thảm như vậy, còn tính là gì thái nhất đệ tử, còn tự mình thổi phồng nghịch thiên chi tài, ba đời đến nay cái thứ nhất thái nhất nữ đệ tử. Nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Bởi vì nàng biết, bây giờ 100.000 người ánh mắt, đều tại đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, đều tại khinh bỉ nhìn lấy nàng. Nàng đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất nữ thiên tài, cho tới bây giờ đều chỉ có phong cảnh. Được người xưng hô vì băng sơn mỹ nhân, tâm bên trong khẳng định mừng thầm lại không biểu hiện ra đến, gì từng nghĩ tới, sẽ có chật vật như thế một ngày. Một ngày này, liền chuyển thân rời đi chiến trường, đều là một trận giày vò. Một khắc này, tâm đều bị hung hăng chà đạp. Lần này, Lý Thiên Mệnh để người xem chết lặng. Lại một lần đột phá sức tưởng tượng. Chiến đấu trước đó, bọn họ nói. Thiếu tông chủ như thế đáng sợ nhân vật, chúng ta thì không theo lẽ thường suy đoán, ta thì đánh bạc hắn có thể đánh bại Tô Vô Ưu đi, dù sao, là chính hắn chủ động đưa ra khiêu chiến. Kết quả đi ra. Đánh bại đúng là đánh bại. Nhưng, nghiền ép cùng kịch đấu, không là một loại khái niệm a. Chính vì vậy. Rất nhiều người có cùng Diệp Thiếu Khanh giống nhau cảm giác. Quái vật. Đây cũng là bọn họ đối Lý Thiên Mệnh đánh giá. Thái nhất đệ tử, Lý Thiên Mệnh. Không biết người nào hô lên một tiếng. Cuồng nhiệt là một loại độc dược. Loại độc dược này, trong nháy mắt lan tràn toàn trường, liền rất nhiều đông hoàng vệ trưởng bối đều thâm thụ cảm nhiễm, cùng theo một lúc hô quát lên. Trong một chớp mắt, lửa rừng cháy mạnh, chỉ ít có 80.000 người chỉnh tề quát lên. Trong lúc nhất thời, thái nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh bảy chữ này, rung động nguyên một tòa đông hoàng dãy núi. Đông hoàng dãy núi bên trong, vô số cộng sinh thú ngẩng đầu lên, nhìn về phía truyền đến cái này sôi trào thanh âm thánh sơn phương hướng. Đây là đông hoàng tông đến nay, đều không có náo nhiệt như vậy qua một ngày. Giờ khắc này, thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh nhân khí, trực tiếp chọc tan bầu trời, siêu việt Vũ Văn Thần Đô, đạt đã tới chưa đệ tử có thể đến tới độ cao. Đây là các đệ tử đối nghịch thiên yêu nghiệt quật khởi mạnh mẽ cuồng nhiệt. Đây là một cái võ đạo xưng hùng thế giới, nhân vật nghịch thiên nhất, thường thường đều có thể dẫn động nhiệt huyết, khiến người ta khâm phục. Kỳ thật không ai nói Tô Vô Ưu nhỏ yếu. Nhưng, Tô Vô Ưu vẫn là thống khổ, khó chịu, thật giống như, Lý Thiên Mệnh hiện tại là dẫm lên mặt của nàng, đem nàng đã dẫm vào bùn nhão bên trong, sau đó tiếp nhận vạn chúng gieo hò. Nàng không biết, phụ thân nàng, gia gia cùng Vũ Văn Thế gia người, hiện tại sắc mặt đến cỡ nào tái nhợt. Lý Thiên Mệnh theo thái nhất tháp đi ra, bọn họ thì khó chịu. Hiện tại, chẳng phải là càng thêm khó coi. Vũ Văn Thần Đô, sẽ triệt để đối với mình thất vọng đi. Cái này, mới là nhất làm cho nàng run rẩy sự tình a. Chí ít nàng nhìn thấy, thúc gia gia Tô Chấn sắc mặt, đã tương đương khó coi, hầu như tử sắc. Hắn tiến lên đây viện từ bản thân. Trợ giúp chính mình nhổ kiếm gãy, sau đó liệu thương cầm máu. Thật xin lỗi, Tô Vô Ưu nước mắt ào 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 rơi xuống. Chiến bại không đáng sợ, đáng sợ là thảm bại, liền tôn nghiêm đều không có. Trở về cùng cha ngươi, cùng gia gia ngươi nói. Nói với ta không dùng, Tô Chấn nói. Hắn quá mạnh, Tô Vô Ưu run rẩy nói.
Điểm này, Tô Trấn không có phản bác. Điều này nói rõ, liền hắn đều cho rằng, Lý Thiên Mệnh tốc độ phát triển, là một loại kinh tâm động phách. Tô Trấn mang theo nàng, đi ra Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, hướng về Phụng Thiên Sơn đại điện phương hướng mà đi. Tô Vô Ưu chợt nhớ tới Vũ Văn Thánh Thành cùng Lý Khinh Ngữ. Trong nội tâm nàng rốt cục dễ chịu. Quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Ai cũng có thống khổ thời điểm, tuyệt đối không nên cao hứng quá sớm. Nàng nói như vậy. Nàng nói thanh âm không lớn, Lý Thiên Mệnh cũng không có nghe thấy. Dù sao, hiện tại toàn trường sôi trào, vô số cuồng nhiệt ánh mắt ở trên người hắn, những cái kia tiếng gầm bao phủ, quả thực đinh tai nhức óc. Ca ca, ngươi thành danh người, Khương Phi Linh cảm khái nói. Trở thành thái nhất đệ tử, mới tính chính thức tại Đông Hoàng cảnh đứng vững vàng. Về sau, không lại bấp bênh. Cho nên, Khương Phi Linh đều có chút lệ nóng doanh tròng. Bọn họ cũng không có thuận lợi như vậy, là dựa vào từng bước một sợ đến nơi đây, từng bước một tại bên bờ sinh tử hành tẩu, tại đi đến một ngày này. Thái nhất đệ tử, có thể so với thánh thiên tử. Tính toán ra, thì 3 tháng đi, rời đi Diễm Đô mới 3 tháng. Thực lực bây giờ, trở về Diễm Đô cũng không tính là thiên tài, tính toán là cường giả cấp bậc, mau đuổi theo vệ tử côn bọn họ. Sau này đường tạm biệt một chút, Linh Nhi, ngươi không thể bỏ qua công lao. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ta thì đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đi theo ca ca trên thân lăn lộn, các người 3 cái mới lợi hại. Khương Phi Linh nói. Miệng nhỏ thật ngọt, một hồi đến không ai địa phương, thật tốt khen thưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta mới không cần, mà lại, sau này thời gian, ngươi sư tôn, đoán chừng sẽ như hình với bóng bảo hộ ngươi. Khương Phi Linh nói. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá, hắn muốn đánh nhiễu ta đùa giỡn Linh Nhi, nằm mơ. Lý Thiên Mệnh biết, thành thái nhất đệ tử, ý nghĩa liền khác biệt. Những người kia, càng phải đem xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Diệp Thiếu Khanh nhất định phải bảo hộ đúng chỗ. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, trở thành thái nhất đệ tử về sau, còn có ý kiến càng chuyện có ý nghĩa. Hắn đối Khương Phi Linh nói. Ta hiện tại tính toán miễn cưỡng tại Đông Hoàng Tông đứng vững vàng, Linh Nhi, người có thể quang minh chính đại xuất hiện, không lại dùng trốn tránh. Cho tới nay Khương Phi Linh đều cất giấu, tuy nhiên sinh hoạt không nhận quá lớn ảnh hưởng, nhưng loại cảm giác này đối với nàng mà nói, tổng không phải như vậy công bình. Cho nên, đây là Lý Thiên Mệnh phấn chiến mục tiêu một trong. Con đường sau đó chưa hẳn tạm biệt. Nhưng, chỉ ít làm cho cái này Đông Hoàng Tông, nhận biết nàng Khương Phi Linh. Được. Nàng thanh âm yếu một chút, nhưng hẳn là cảm động đi. Linh Nhi, người khác trúng kế, gia hỏa này muốn cho giải trừ phụ linh, còn không phải trăm phương ngàn kế muốn chiếm tiện nghi. Ta muốn là ngươi, thì giấu ở trên người hắn, để hắn quỷ kế không cách nào đạt được. Chính cảm động thời điểm, tiểu hoàng gà bỗng nhiên tới một câu. Huỳnh Hỏa, cẩn thận ta để ngươi làm công công, Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Thẹn quá thành giận, rất hiển nhiên, người ý nghĩ bị phơi bày. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ha ha, Khương Phi Linh nở nụ cười, thanh âm như thế ngọt ngào linh động a. Ta chỉ là muốn, để bọn hắn nhìn xem Linh Nhi, lại đến phán định, ai mới là Đông Hoàng Tông đệ nhất mỹ nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Lời nói này, để Khương Phi Linh nghe được tâm hoa nộ phóng, nhưng lại còn phải gìn giữ rụt rè. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn biết, bọn họ đều là chính mình sinh mệnh bên trong, người trọng yếu nhất. Về sau vì thủ bảo vệ bọn họ, chính mình nhất định muốn khắc khổ hơn, càng cẩn thận, càng thông minh. Mới có thể cùng hôm nay dạng này, bọn họ yên ổn không lo, sau đó cùng một chỗ, hưởng thụ cái này Đông Hoàng Tông vô số đệ tử khâm phục ánh mắt. Thậm chí, còn có đến từ Tông Lão khâm phục ánh mắt. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục thời khắc, đệ nhất Tông Lão Hoàng Phủ Phong Vân đi ra đại điện, cùng thứ tư Tông Lão Thượng Quan Tĩnh Thủ cùng một chỗ, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. An tĩnh. Hoàng Phủ Phong Vân mỉm cười nói ra một câu, cuối cùng để xô trào Đông Hoàng đệ nhất chiến trường an tĩnh lại. Trước đó, thì như là xô trào lên. Chư vị, không dùng ta nhiều lời, hôm nay Lý Thiên Mệnh biểu hiện, rõ như ban ngày. Hắn thông quan tầng 3 thái nhất tháp, đánh bại thái nhất đệ tử Tô Vô Ưu, dựa theo quy tắc, có thể thay vào đó. Cho nên, ta đại biểu Tông Lão Hội, đại biểu Đông Hoàng Tông, ở đây chính thức tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Thanh Long Kiếm Phong đệ tử Lý Thiên Mệnh vì thái nhất đệ tử.
Câu nói này từ danh vọng cao nhất đệ nhất tông lão nói ra, cũng là quyền uy. Chúc mừng ngươi, Lý Thiên Mệnh. Đa tạ đệ nhất tông lão, đa tạ tông lão hội. Lý Thiên Mệnh phá lệ vừa vặn, cúi người chào, vui vẻ nhận thái nhất đệ tử danh tiếng. Không tệ, về sau của ngươi phát triển cùng an toàn, thuộc về tông lão hội phụ trách. Hoàng Phủ Phong vân tay vuốt hàm râu, cười híp mắt nói. Câu nói này, ý vị sâu xa, ý vị thâm trường. Nghe cái này bản thân liền là tông lão hội đối bồi dưỡng thái nhất đệ tử trách nhiệm, nhưng trên thực tế tại trường hợp này nói ra, cũng có chút là một loại tuyên cáo ý tứ. Dù sao hiện tại, đã có một thế lực, sinh trưởng tại tông lão hội, nhưng tựa hồ thoát ly tại tông lão hội bên ngoài. Hoàng Phủ Phong Vân tuy nhiên không có nói thẳng, hắn muốn che chở Lý Thiên Mệnh, nhưng câu nói này, cũng coi là một loại biểu thị công khai. Ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh là Lý Vô Địch chi tử, mà Lý Vô Địch cùng Vũ Văn Thế Gia ân oán như huyết hải thâm cừu. Vũ Văn Thế Gia bây giờ như mặt trời giữa trưa, quả quyết sẽ không để cho con của cừu nhân, ngay dưới mắt dạng này trưởng thành tiếp. Về sau có thể sẽ càng vi diệu hơn, có lẽ thiếu tông chủ trưởng thành chi lộ, khóm bụi gai bụi. Ngay từ đầu, bọn họ là lười nhác quan tâm thiếu tông chủ, khi đó thiếu tông chủ liền sư tôn đều không có, lại sống tiếp được. Tham dự thái nhất tháp tranh phong, bọn họ ngược lại là nghĩ giết, nhưng vẫn là để tiểu bối động thủ. Đáng tiếc, bỏ qua cơ hội. Hiện tại, thiếu tông chủ thành thái nhất đệ tử, dẫn tới tông lão hội vì đó phụ trách, tuy nhiên Vũ Văn Thế Gia khẳng định sát tâm mạnh hơn, nhưng lại không cơ hội tốt nhất. Nhìn như vậy đến, cảnh vực chi chiến trước, thiếu tông chủ không thành vấn đề. Nhưng giả dụ Vũ Văn Thái Cực cầm tới Đông Hoàng Kiếm. Cái kia không thể chê, còn lại tông lão bao quát đệ nhất tông lão, chỉ sợ đều phải lập tức từ bỏ Lý Thiên Mệnh, hướng Vũ Văn Thái Cực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mưu đồ mạng sống. Bọn họ dù sao đối tông môn có rất lớn cống hiến, Vũ Văn Thái Cực cũng sẽ không giết lung tung. Nhưng Diệp gia nhất định phải chết. Tình thế vi diệu a, thì nhìn cảnh vực chi chiến. Thái nhất tháp tranh phong còn không có chính thức kết thúc, Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ còn không có theo thái nhất tháp tầng thứ 3 đi ra. Cho nên, mọi người nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cùng đệ nhất tông lão, mặc kệ là trưởng bối vẫn là đệ tử, đều đang sôi nổi nghị luận. Nói đến, hiện tại Vũ Văn Thế Gia, Tô Gia còn có bọn họ vây cánh, những người này sắc mặt, sẽ hắc tới trình độ nào? Tô Vô Ưu trở về, làm sao gặp người a, ha ha. Nghe nói nàng bình thường rất kiêu ngạo, còn đem Phong Linh Minh đổi thành Vô Ưu Minh, toàn tông môn tuổi nhỏ nữ đệ tử, đều muốn lấy nàng vi tôn. Lại không nghĩ rằng, bị bại cũng quá thảm rồi. Nhớ tới điểm này, trong lòng mọi người rất dễ chịu, lại là một trận cười vang. Mặc dù nói thái nhất tháp tranh phong còn không có kết thúc, nhưng là lo lắng lại công bố, rất nhiều người liền chuẩn bị rời đi. Thậm chí, giống như có tông lão đều đang chuẩn bị rời đi. Lý Thiên Mệnh trở lại Diệp Thiếu Khanh bên này. Diệp Thanh, Diệp Thiếu Khanh cùng Diệp Vũ Hề ba người, ngây người tại chỗ, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Đây là bị ta anh Tuấn chiết phục sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nhưng không ngờ, Diệp Thiếu Khanh đi tới, trùng điệp đến ôm một hồi hắn. Đồ đệ, về sau mệnh của ngươi, chính là vì sư mệnh. Hắn trịnh trọng nói ra. Khác nghiêm túc như vậy à, nghe, giống như đối dung mạo của ta có ý đồ gì. Lý Thiên Mệnh nói. Phốc phốc. Diệp Vũ Hề đầu tiên cười. Ngươi cái này xú tiểu quỷ nhi, sao cùng Lý Vô Địch lúc tuổi còn trẻ giống như vậy đâu, khó trách các ngươi có cha con duyên phận. Diệp Vũ Hề lắc đầu nói. Có thể là anh Tuấn người luôn có chỗ tương tự, xấu đến người mỗi vẻ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Chớ nói nhảm, phụ tử các ngươi nhan trị, kém ta một tòa Thanh Long Kiếm phong độ cao. Diệp Thiếu Khanh nói. Nhìn lấy bọn hắn nói chuyện, Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu. Loại lời này, hắn là chen miệng vào không lọt. Nhưng là, hắn cũng coi là nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ba tháng này trưởng thành. Giờ khắc này, hắn vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, không nói gì, nhưng là ánh mắt kia lại nói cho Lý Thiên Mệnh. Về sau, bọn họ sẽ bảo vệ cái này Lý Thị Thánh tộc năm kiếp luân hồi chi thể thiên tài trưởng thành chi lộ. Thẳng đến bọn họ, trọng trưởng Đông Hoàng Tông. Khinh ngữ còn chưa có trở lại. Lý Thiên Mệnh nhìn một vòng, vẫn không có phát hiện nàng. Nói thật, hắn có chút đau đầu, bởi vì lấy hắn đối Lý Khinh Ngữ hiểu rõ, nàng rất không có khả năng bỏ lỡ chính mình một trận chiến này. Đúng vậy a, dựa theo đạo lý, lấy bà tốc độ, đi tới đi lui cũng đầy đủ. Diệp Vũ Hề cau mày nói. Dạng này, ta ra đi tìm một chút,
hai người các ngươi về sau thì nhìn kỹ thiên mệnh. Diệp Thanh phân phó Diệp Thiếu Khanh hai người. Không cần thối lại. Diệp Thiếu Khanh nhìn ngoài cửa sổ bỗng nhiên nói ra. Vừa mới nói xong, hắn thì biến mất tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, rõ ràng là liền xông ra ngoài. Chuyện gì phát sinh? Lý Thiên Mệnh tâm lý giật mình. Diệp Thiếu Khanh nói, không cần thối lại, là có ý gì? Hắn vội vàng nhìn ra phía ngoài. Lúc này thời điểm, đang có một hàng Đông Hoàng vệ, theo phía nam cửa lớn bước vào Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, xuất hiện tại đang muốn rời sân hơn 10 vạn người trước mắt. Những thứ này Đông Hoàng vệ, có chừng mười mấy người, trong đó một số người kéo lấy xe ngựa, trên xe ngựa vẫn có không ít thứ, nhưng toàn bộ dùng vải trắng che lấp. Không ít vải trắng phía trên, đều có sơn vết máu màu đen, hiển nhiên vết máu này đã có một đoạn thời gian. Phía trước nhất trên xe ngựa, có ba khối vải trắng, giống như che kín ba người. Lại hoặc là nói, có thể là ba bộ thi thể. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, có hai cái lớn tuổi Đông Hoàng vệ, cùng một chỗ mang lấy một thiếu nữ, bước vào Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Thiếu nữ kia tóc rối tung, nhưng nhìn ra là màu xanh nhạt, hắn trên thân quấn quanh lấy dây thừng, cơ hồ rất khó động đậy. Nàng tuy nhiên cúi đầu, nhưng mặc kệ là Lý Thiên Mệnh vẫn là Khương Phi Linh, hoặc là nói Diệp Vũ Hề bọn họ, liếc một chút đều có thể nhìn ra. Đó là Lý Khinh Ngữ. Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh không biết, nàng vì sao lại lấy phương thức như vậy, xuất hiện tại cái này địa phương. Rời đi thời điểm, nàng liền nói đi trợ giúp một người bạn một điểm nhỏ bận bịu, hai ngày liền trở lại, còn không có hỏi rõ ràng, nàng nhanh như chớp liền chạy. Nhưng là, nàng là bị cầm tù mang về. Những dây thừng kia, tại trên người của nàng, đâu ra không ít vết máu. Đây là Lý Thiên Mệnh chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ địa phương. Khinh Ngữ làm sao vậy, ca ca, nhanh mau cứu hắn. Khương Phi Linh tâm lý càng cuống cuồng. Giữa các nàng tình cảm của bằng hữu cũng không so Lý Thiên Mệnh tình huynh muội phải kém, nhìn đến Lý Khinh Ngữ bộ dáng này, trong nội tâm nàng một chút thì hoảng loạn rồi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lao ra đại điện. Tốc độ của hắn chậm một chút, Diệp Thiếu Khanh lúc này thời điểm đã đến hai vị kia Đông Hoàng vệ trước mắt. Các ngươi làm cái gì? Đây là ta đệ tử thân truyền. Diệp Thiếu Khanh rơi trên mặt đất, trực tiếp muốn đi bắt người. Cái này biến cố, để đang muốn rời sân tất cả mọi người, đều lập tức dừng bước, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn phía dưới. Diệp Tông Lão xin dừng bước, đây là hung thủ giết người. Hai vị kia Đông Hoàng vệ trực tiếp lôi kéo Lý Khinh Ngữ lui về sau, đem Lý Khinh Ngữ hộ tại sau lưng, không cho Diệp Thiếu Khanh tới gần. Hung thủ giết người. Có ý tứ gì? Mọi người đồng loạt đứng lên, dướn cổ lên hướng bên trong nhìn. Ngươi đánh giám, Diệp Thiếu Khanh lần nữa tiến lên. Diệp Thiếu Khanh, lui ra. Đúng vào lúc này, Phụng Thiên Sơn trong đại điện, trực tiếp lao ra một đám người. Mọi người xem xét, này một đám lấy vũ văn quá cực kỳ bài, hết thảy 7-8 cái tông lão từ bên trong đi ra. Cái kia rất lâu đều không hề lộ diện Vũ Văn Thần Đô cũng đi ra, hắn đi theo các trưởng thượng, thậm chí lấy tốc độ nhanh hơn, trực tiếp vọt xuống tới. Có chuyện gì, trước thả người lại nói. Diệp Thiếu Khanh dậm chân đi lên. Hộ vệ. Cái kia 10 cái Đông Hoàng vệ toàn bộ đè vào Diệp Thiếu Khanh phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Những thứ này Đông Hoàng vệ tuy nhiên không phải thánh cảnh, nhưng đều là thiên ý cảnh giới đỉnh phong, Lý Khinh Ngữ trên tay bọn họ, muốn thời gian ngắn cướp đoạt rất khó. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh cùng Diệp Vũ Hề mang theo Lý Thiên Mệnh, đã đạt tới Diệp Thiếu Khanh bên người. Diệp Tông Lão không nên kích động, vạn sự có thể từ từ nói. Đệ nhất Tông Lão Hoàng Phủ Phong Vân các loại người cũng đã đi ra, đứng tại cửa đại điện. Rất nhiều Tông Lão lúc này thời điểm đều lộ diện. Bởi vì những cái kia trên xe ngựa nhuốm máu vải trắng, xem ra rất đáng sợ, đủ để cho mọi người liên tưởng rất nhiều. Lúc này thời điểm, Vũ Văn Thái Cực bọn họ đã rơi trên mặt đất. Bọn họ một đám tông lão thần uy cuồn cuộn, so Diệp Thiếu Khanh bên này cường thế nhiều. Vũ Văn ra người, hai cái tông lão tăng thêm Vũ Văn Khai Thái, Vũ Văn Thần Đô ánh mắt, đều rơi vào lập tức xe vải trắng phía trên. Nhìn ra được, sắc mặt của bọn hắn tương đương vặn vẹo. Cái này, là cái gì? Vũ Văn Phụng Thiên cắn môi, chừng lấy những cái kia Đông Hoàng vệ. Phụng Thiên tông lão, những thứ này rõ ràng là quy thuận gia tộc bọn họ Đông Hoàng vệ. Lúc này bọn họ trực tiếp quỳ trên mặt đất, một cái sắc mặt trắng bệch. Tông lão, chúng ta một đoàn người chút thời gian trước, theo Khôn Minh Thành, trở về tông môn báo cáo công tác, trên đường gặp phải có người tranh đấu, liền tiến lên tìm hiểu tình huống.
vạn vạn không nghĩ đến chính là, chờ chúng ta đến, chiến đấu đã kết thúc, chúng ta đã vô lực hồi thiên. Đông Hoàng vệ bên trong một cái lão giả quỳ thê thảm nói, hắn hẳn là người đi đường này thủ lĩnh. Vô lực hồi thiên là có ý gì? Vũ Văn Phụng Thiên bên cạnh Vũ Văn Thần Đô đi ra phía trước, trầm giọng gào thét, ánh mắt của hắn đã đỏ lên. Hắn từng bước một, đi hướng cái kia phía trước nhất xe ngựa, phía trên rõ ràng là ba bộ người thi thể. Tông lão thứ tội. Đông Hoàng vệ môn cùng nhau quỳ trên mặt đất dập đầu, duy chỉ có thiếu nữ kia còn đứng lấy. Nàng nhỏ khẽ nâng lên đầu, ảm đạm ánh mắt nhìn đến Lý Thiên Mệnh bọn họ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Rất rõ ràng, chỉ có Vũ Văn Thế gia đám người bọn họ, mới biết được trên xe ngựa chính là người nào. Những người khác tại trong mây mù, căn bản không biết, cái gọi là vô lực hồi thiên là có ý gì. Lý Khinh Ngữ là hung thủ giết người, nàng giết người nào? Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vũ Văn Phụng Thiên cước bộ run rẩy, hướng về xe ngựa di động. Làm hắn đứng ở vị trí này thời điểm, sắc mặt của hắn đã run rẩy, trên mặt thịt cùng ngón tay đều đang run rẩy, một đôi mắt tràn đầy tơ máu. Mọi người rõ ràng nhìn lấy, cái kia tay run rẩy, để lộ điều thứ nhất vải trắng. Vải trắng phía dưới thi thể, là một thiếu nữ, nàng đã cứng ngắc, ở ngực chúng một thương, nhất kích mất mạng. Đáng thương là, không ai nhận biết nàng. Lý Khinh Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia đôi môi khô khốc, kém chút lần nữa cắn nát. Vũ Văn Phụng Thiên để lộ đầu thứ hai vải trắng. Đó là một người mặc màu vàng nhạt trường bào thiếu niên, thi thể kia, tràn đầy vết đao, quả thực vô cùng thê thảm. Huyễn Thần, một cái run rẩy trung niên nhân, theo ngồi vào phía trên chạy xuống, tròn mắt tận nứt, làm hắn tiến lên đây nhìn đến Lý Huyễn Thần thảm trạng thời điểm, cả người té ngồi trên mặt đất. Lý Khinh Ngữ, người giết nhi tử ta. Người này, chính là Lý Huyền Nhất. Nhưng kỳ thật không ai muốn phản ứng đến hắn. Bởi vì Vũ Văn Phụng Thiên tay, nắm đầu thứ ba vải trắng. Tay của hắn run rẩy dữ dội. Vén ra một góc thời điểm, lộ ra ngoài chân, trên đó giày thuộc về người nào, Vũ Văn Phụng Thiên rất rõ ràng. Hô! Vải trắng trơn rơi trên mặt đất. Đó là một bộ so Lý Huyễn Thần còn thê thảm hơn thi thể, khuôn mặt biển dạng. Vũ Văn Phụng Thiên kéo đến nặng nề một chút, dẫn đến một cái đầu, từ trên xe ngựa lăn xuống đến, rơi trên mặt đất, song mắt thấy thương thiên. Giống như chết không nhắm mắt. Mọi người xem xét, đây không phải là Vũ Văn Thánh Thành à? Phốc, Vũ Văn Phụng Thiên sợ phun ra một ngụm máu, lùi lại ba bước, ngồi dưới đất. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Đây quả thật là một chút thanh âm đều không có, tất cả mọi người đang nhìn Vũ Văn Thánh Thành cái kia chết không nhắm mắt trong mắt, tràn đầy vô hạn hoảng sợ. Thánh Thành, Thánh Thành, Vũ Văn Phụng Thiên vội vàng đứng lên, đem đầu cho an trở về. Nhưng là, làm sao có thể? Thánh Thành. Bỗng nhiên một tiếng đè nén, rít gào trầm trầm truyền đến. Mọi người nhìn đến, một cái thiếu niên mặc áo đen, quỳ trên mặt đất, ánh mắt đỏ như máu, lệ rơi đầy mặt. Hắn giờ phút này, tựa như là dã thú, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân đều là gân xanh. Nhận biết Vũ Văn Thần Đô người đều rõ ràng, hắn là cái đặc thù người. Phàm là sinh tại dạng này gia tộc, làm trưởng tử. Hắn đều khó có khả năng đi quản đệ đệ mình, thậm chí hình thành cạnh tranh. Chỉ có hắn, đem đệ đệ nhìn đến trọng yếu như vậy, so với ai khác đều trân quý cái này huynh đệ chi tình. Mà bây giờ, cái kia đi theo phía sau cái mông, giống như mãi mãi cũng chưa trưởng thành thiếu niên, đã đầu người tách rời. Thánh Thành! Hắn kêu nữa một tiếng, sau đó dây dụa lấy đứng lên, làm hắn đứng lên thời khắc, trong cặp mắt, đã nhỏ ra máu tươi. Một trận cuồng phong vào tới. Hắn tóc đen bay lên, giọt máu kia ánh mắt, khóa chặt Lý Khinh Ngữ. Cái kia một trận cuồng phong bao phủ, cũng xốc lên tất cả vải trắng. Đằng sau những cái kia xe ngựa, trang là cộng sinh thú thi thể, thập lục dược kim xí côn bằng cùng bát tí thao thiết, đều ở tại phía trên, nhưng đều không thế nào hoàn chỉnh. Đây hết thảy đều đang nói rõ, Lý Khinh Ngữ giết Lý Huyễn Thần cùng Vũ Văn Thánh Thành. Mọi người nhìn Vũ Văn Phụng Thiên điên cuồng cùng Vũ Văn Thần Đô phẫn nộ. Liền biết chuyện này đại tới trình độ nào. Hoặc là nói, trước đây giữa song phương, khả năng vẫn là dỗi, vi diệu quan hệ, đều đang đợi cảnh vực chi chiến. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, đem lẫn nhau ở giữa lửa giận cùng sinh tử chém giết, trực tiếp dẫn bạo. Mọi người nhìn không được nhìn về phía Vũ Văn Thái Cực. Lúc này thời điểm, cũng chỉ có hắn xem ra, vẫn lạnh lùng như vậy, cái kia một đôi đen trắng đôi mắt, như là đứng im,
một mực rơi vào thiếu niên kia trên thi thể, không nhúc nhích. Thế nhưng là mọi người cũng không thấy, Vũ Văn Thái Cực bên người mấy vị tông lão, đều không đứng vững, hướng bên người lui lại mấy bước. Lúc này thời điểm, đứng tại Vũ Văn Thái Cực bên người, sẽ là một loại khiến người ta run sợ áp lực. Đem nàng cho ta, để cả nhà của nàng, cho Thánh Thành chôn cùng. Vũ Văn Phụng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết công tâm, lại phun ra một ngụm máu, kém chút ngất đi. Vũ Văn Thần Đô từ nhỏ đã bị phụ thân ma luyện, chỉ có cái này tiểu tôn tử, là hắn nuôi lớn, tất cả xấu tính, hắn chí ít đã quen 70%. Bây giờ lại là một bộ băng lãnh thi thể không đầu. Nhưng, trách ai được? Không dùng hắn nói, cái kia ánh mắt đều đang chảy máu Vũ Văn Thần Đô, đã tại đi hướng Lý Khinh Ngữ. Chờ một chút, đứng lại, chuyện bây giờ chân tướng người nào cũng không biết, các ngươi không có quyền động tư hình. Đệ tử ở giữa sinh tử giết hại từ hình phạt trưởng lão điện xử lý, đem Lý Khinh Ngữ giao phó hình phạt trưởng lão điện, điều tra chân tướng. Diệp Thiếu Khanh lần nữa đi ra phía trước. Nhưng là, ngoại trừ Vũ Văn Thái Cực cùng Vũ Văn Phụng Thiên, còn lại 6 cái tông lão tăng thêm Vũ Văn Khai Thái, toàn bộ ngăn ở Diệp Thiếu Khanh trước mặt. Bọn họ từng cái hai mắt như lửa, không cần lên tiếng liền biết, nếu như Diệp Thiếu Khanh tiến lên trước một bước, bọn họ sẽ ra tay. Khinh Ngữ, nói chân tướng. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, sự tình sẽ tiến triển đến loại trình độ này. Nói thật, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có chú ý đến, Vũ Văn Thánh Thành cùng Lý Khinh Ngữ ở giữa sẽ có mâu thuẫn gì. Cho tới nay, đều là hắn cùng Vũ Văn Thánh Thành có mâu thuẫn. Hiện tại rất phiền phức, Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp qua loại này khó khăn. Vốn là lên làm thái nhất đệ tử, có thể gối cao không lo, có thể cái này biến cố, trực tiếp dẫn đến cục diện nổ tung. Nói một cách khác, Lý Khinh Ngữ xem ra chết chắc. Ca, nàng còn có chút mờ mịt, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thiếu Khanh bọn họ, còn đang vì mình nỗ lực a. Nàng biết, tin tưởng bọn họ, mới có duy nhất sống sót cơ hội. Một khắc này, nàng cắn răng một cái, bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Ca, là Tô Vô Ưu các nàng, dùng tiểu phù phụ mẫu đến uy hiếp nàng, để cho nàng gạt ta rời đi tông môn. Vũ Văn Thánh Thành cùng Lý Huyễn Thần. Cầm trong tay không lo quả, bọn họ chẳng những phải dùng tới đối phó ta, còn giết tiểu phù. Ta ban đầu vốn không muốn cùng bọn hắn là địch, thế nhưng là bọn họ đều là xúc sinh, muốn để ta biến thành ngu ngốc, khi bọn hắn nô lệ, để cho ta vĩnh viễn về không được. Ta, chỉ là muốn vì tiểu phù báo thù, chỉ là muốn để cho nàng nhắm mắt. Nói xong lời cuối cùng, trong hốc mắt có một giọt nước mắt, nhưng lại không có chảy xuống. Ai có thể tưởng tượng, nàng một cái tiểu cô nương. Vậy mà kiên cường nhiều như vậy. Làm nghe xong đây hết thảy thời điểm, lần nữa toàn trường tĩnh mịch. Nói thật, có mấy lời có phải là thật hay không tướng, chỉ cần có chút IQ, một chút cũng có thể nghe được. Lý Khinh Ngữ bọn họ là yếu thế mới, chỉ có bị khi nhục mệnh, nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng này, ai sẽ bốc lên lớn như vậy hiểm, đi đắc tội hiện tại Vũ Văn thế gia. Lại là dạng này. Lý Khinh Ngữ nói tuyệt đối là thật, ta biết tính tình của nàng. Nàng cho tới bây giờ đều không thế nào đắc tội với người. Ngược lại là Vũ Văn Thánh Thành, hung hăng càn quấy, ỷ vào gia tộc thế lực, khắp nơi khi nhục người khác, loại chuyện này, hắn làm không ít ra. Đây cũng quá mất mặt, hắn cùng Lý Huyễn Thần cùng một chỗ, vậy mà không có giải quyết Lý Khinh Ngữ, còn bị cô gái yếu đuối phản sát, mất mặt a. Nhân tâm vốn là tại Lý Thiên Mệnh bên này. Bây giờ chân tướng bại lộ, một chút toàn trường sôi trào. Đông Hoàng Tông đệ tử tinh thần chính nghĩa, so Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng còn muốn dồi dào. Một người nói không có cái gọi là. Nhưng bây giờ, chỉ ít có 7 vạn người đang nói. Nói thật, những năm này Vũ Văn thế gia người, lấn ép qua không ít người, rất nhiều trong lòng người đều ghi hận trong lòng. Hôm nay rốt cục bạo phát. Mất mặt, chết chưa hết tội. Tô Vô Ưu đâu, lăn ra đến, cái gì thái nhất đệ tử, bắt người phụ mẫu uy hiếp. Đây là cái gì ti tiện xúc sinh hành động? Ta thật sự là cười, hai cái quy nhất cảnh tầng thứ 6, còn dùng loại thủ đoạn này đối phó Lý Khinh Ngữ, còn bị phản sát, thật sự là ta Đông Hoàng Tông xấu hổ. Đường đường đại đàn ông, làm loại này trộm đạo dâm loạn sự tình, thật bỉ ổi. Đừng cho là chúng ta không biết cái này Vũ Văn Thánh Thành muốn làm cái gì, không lo quả là cái gì mọi người rõ ràng, nếu để cho hắn thành công, người nói Lý Khinh Ngữ về sau bị hắn nhốt lại, muốn nhiều a bi thảm. Đáng chết, chết chưa hết tội, thật sự là Đông Hoàng Tông sỉ nhục.
loại này người cũng xứng làm Đông Hoàng Tông đệ tử, để cho ta xấu hổ. Nói thật, đây cũng không phải là khí huyết phương cương đệ tử trẻ tuổi đang nói. Rất nhiều Đông Hoàng vệ, Hoàng sư đều đứng lên, chỉ Vũ Văn gia tộc người, chửi ầm lên. Mà Lý Thiên Mệnh, thật không biết, nàng vậy mà đã trải qua chuyện như vậy. Nói thật, theo hắn gặp phải Vũ Văn Thánh Thành bắt đầu, hắn chưa từng phát hiện, Vũ Văn Thánh Thành đối Lý Khinh Ngữ có tâm tư gì. Hắn thật sự là một lần đều không biểu hiện ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không phải thần, nếu như hắn có thể nghe được Vũ Văn Thánh Thành cùng Lý Huyễn Thần nói riêng một chút những lời kia, hắn sớm đã có phòng bị. Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Thánh Thành đều là tại Lý Thiên Mệnh trên thân tự rước lấy nhục, cùng Lý Khinh Ngữ đều không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí Lý Huyễn Thần đối Lý Kim Sán hôn ước an bài, hắn cũng không biết. Mặc dù nói, hắn muốn cảnh giác đây hết thảy xác thực rất khó, vô cùng khó khăn, thế nhưng là để cho nàng như thế trải qua nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình khó từ tội lỗi. May mắn, nàng đầy đủ không chịu thua kém, để làm nhiều việc ác bị ổi tiểu nhân, trả giá nặng nề. Chẳng những chết rồi, còn muốn biến thành trò cười. Nhưng là Lý Thiên Mệnh biết, Vũ Văn Thế Gia tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nàng hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mà Lý Thiên Mệnh, không muốn để cho nàng chết. Đông Hoàng Vệ, đem Lý Khinh Ngữ giao cho hình phạt trưởng Lão Điện, chỉ có hình phạt trưởng Lão Điện điều tra chân tướng, như Lý Khinh Ngữ nói tới như thế, nàng căn bản vô tội. Diệp Thanh Tông Lão lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Phong Vân. Hắn hy vọng, Hoàng Phủ Phong Vân cũng vì Lý Khinh Ngữ nói chuyện. Nhưng, Hoàng Phủ Phong Vân tuy nhiên rất muốn nói, nhưng hắn nhịn được. Hắn vẫn là sợ Vũ Văn Thái Cực cầm tới Đông Hoàng Kiếm A. Hắn biết, Vũ Văn Thế Gia hiện tại muốn chém giết Lý Khinh Ngữ quyết tâm, trọng tới trình độ nào. Cục diện bây giờ, lại cùng vừa mới Lý Thiên Mệnh trở thành thái nhất đệ tử khác biệt. Lúc này thời điểm ngăn cản, đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều chưa hẳn có thể sống A. Chỉ là Diệp Thanh một người, dù là tăng thêm toàn trường đệ tử đều tại để Đông Hoàng Vệ thả người, những cái kia Đông Hoàng Vệ. Tuy nhiên hai mặt nhìn nhau, nhưng, bọn họ vẫn là không dám. Bởi vì, Vũ Văn Thế Gia người, liền tại bọn hắn trước mắt. Tình thế tại thời khắc này, đã nguy hiểm cho tới cực điểm. Lúc này, bỗng nhiên sắc trời âm trầm, ô vân tại thiên phía trên hội tụ, trong mây mù, ẩn ẩn có huyết sắc lăn lộn. Không ai chú ý cái thiên tượng này. Mọi người chỗ đã thấy là, cái kia ánh mắt tích huyết Vũ Văn Thần Đô, không nhìn lấy 100.000 người nhục mạ. Đi tới Lý Khinh Ngữ trước mắt. Sau đó, hắn bóp lấy Lý Khinh Ngữ cổ, đem nàng cả người, trực tiếp nhấc lên. Hai chân, treo giữa không trung. Chỉ cần vặn một cái, liền có thể để Lý Khinh Ngữ, trong nháy mắt mất mạng. Vũ Văn Thần Đô, dừng tay. Trong lúc nhất thời, mấy vạn người mênh mông thanh âm hội tụ vào một chỗ. Rất nhiều người trực tiếp theo ngồi vào phía trên nhảy xuống, bọn họ nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, ánh mắt hừng hực. Đây cơ hồ là tại chỗ đại đa số người ý chí, bây giờ hội tụ vào một chỗ, trấn áp tại Vũ Văn Thần Đô trên thân. Có thể nói, Vũ Văn Thế Gia trải qua thời gian dài kinh doanh uy nghiêm, mặt mũi cùng quyền uy, giờ phút này để Vũ Văn Thánh Thành, ném đến sạch sẽ. Nguyên bản Vũ Văn Thế Gia nhất gia độc đại, đa số người thần phục cường giả, không quan tâm Đông Hoàng Tông quyền thế thay đổi. Nhưng, hiện tại hoàn toàn khác biệt, thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh nghịch thiên quật khởi. Cho Lý Thị Thánh Tộc mang đến toàn hy vọng mới, mà cùng lúc đó, Vũ Văn Thánh Thành lại làm ra khiến người ta khinh bỉ sự tình, thậm chí còn bị phản sát. Đây là nhân tâm sở hướng. Hôm nay Vũ Văn Thần Đô muốn thật là thật vượt qua hình phạt trưởng Lão Điện, giết Lý Khinh Ngữ, tuyệt đối sẽ để Vũ Văn Thế Gia, triệt để mất đi Đông Hoàng Tông dân tâm. Một cái tông môn, không chỉ là từ cao tầng tạo thành, còn có vài chục vạn đệ tử, Đông Hoàng Vệ, Hoàng Sư, thậm chí Điện Khanh, trưởng Lão. Nếu là toàn tông môn vượt qua ngũ thành người không phục, độc bá tông lão hội đều vô dụng, thậm chí cầm tới Đông Hoàng Kiếm, đều có thể rất khó làm. Đây hết thảy không thể nghi ngờ cùng Vũ Văn Thái Cực khát vọng, hoàn toàn đi ngược lại. Hết thảy giao cho hình phạt trưởng Lão Điện điều tra rõ ràng. Đem Tô Vô Ưu cầm ra tới. Người nào cũng không có tư cách giết Lý Khinh Ngữ, người Vũ Văn Thần Đô dám giết, sau đó người chính là trong mắt ta cứt chó. Ý thế hiếp người, mất mặt xấu hổ. Giờ này khắc này, căn bản không cần Diệp Thiếu Khanh cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ nói cái gì. Tại Lý Thiên Mệnh đến nhân khí thời khắc đỉnh cao, Vũ Văn Thánh Thành làm ra loại chuyện này, sẽ chỉ làm Đông Hoàng Tông có đảm lược thế hệ nhiệt huyết thiếu niên, đều đứng tại hắn bên này.
nhưng, Diệp Thiếu Khanh vẫn là rất gấp. Vũ Văn Thần Đô là một cái không thể dùng lẽ thường phán đoán người, ánh mắt của hắn đều đang chảy máu, làm hắn bóp lấy Lý Khinh Ngữ cổ, đem nàng nhấc lên thời khắc, người nào có thể bảo chứng hắn sẽ không giết người. Hắn nhìn trên trời liếc một chút, mây đen quay cuồng, chứng minh hắn đã đến. Không được, hắn còn không thành công, lúc này thời điểm muốn là cậy mạnh, bại lộ, nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn cùng Diệp Thanh liếc nhau một cái. Hai người gật đầu một cái, không nói hai lời, hướng về Tô Vân chỉ bọn người áp đi. Diệp Phú Hề vội vàng quay người, hẳn là đi mời cầu Hoàng Phủ Phong Vân hỗ trợ, chỉ có toàn bộ tông lão hội lúc này thời điểm đều ra mặt, mới có thể bảo vệ Lý Khinh Ngữ. Phú Hề trưởng lão, Lý Thiên Mệnh gọi lại nàng. Cái gì? Nói cho đệ nhất tông lão, Khinh Ngữ gần nhất đã thức tỉnh năm kiếp luân hồi chi thể. Trên cánh tay của nàng có năm tháng sáng, Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Vũ Hề khó có thể tin nhìn lấy hắn. Ngay tại Thái Hoàng cửu trọng môn giác tỉnh, lúc đó ngươi còn tại. Lý Thiên Mệnh nói. Minh bạch, Diệp Vũ Hề mắt sáng rực lên rất nhiều. Diệp Thanh cùng Diệp Thiếu Khanh đều nghe được một câu nói kia, nói thật, Diệp Thiếu Khanh trước đây thì hơi có chút hoài nghi Lý Khinh Ngữ thiên phú tầng thứ. Dù sao Lý Khinh Ngữ gần nhất tốc độ tiến bộ, hoàn toàn không giống như là ba kiếp luân hồi chi thể. Cái này Lý vô địch. Có vấn đề này còn không nói cho ta biết trước. Diệp Thiếu Khanh chỉ có thể tâm lý mắng phía trên một câu. Hắn là thật tâm vì Lý Khinh Ngữ cao hứng. Nhưng hôm nay cục diện, vẫn là như thế khó khăn. Không phải nói đệ nhất tông lão mang tông lão hội ra mặt thì hữu dụng, hiện tại Vũ Văn Thần Đô nắm trong tay Lý Khinh Ngữ sinh tử, hắn coi như cưỡng ép giết chết, ai có thể bắt hắn như thế nào. Thanh Long Diệp ra, cút. Tô Vân chỉ các loại tông lão chân áp lên đến. Chặn bọn hắn đường đi. Song phương khí chàng dồi dào, vậy đến tự thánh chi cảnh giới khủng bố uy áp đụng nhau, để người bên cạnh, cơ hồ không thở nổi. Tại thời điểm như vậy, lại có một cái thiếu niên tóc trắng, xuất hiện ở Diệp Thiếu Khanh bên người, cùng bọn hắn cùng một chỗ, hướng về Vũ Văn Thần Đô phương hướng tới gần. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn rõ ràng, nhìn lấy Lý Khinh Ngữ bị bóp lấy cổ, hai chân trên không trung loạn lắc. Giờ khắc này, cặp mắt của hắn đã huyết hồng. Trong lồng ngực lửa giận, hội tụ thành vì dung nham, điên cuồng bạo phát, để hắn toàn thân nóng hổi. Hắn đã sớm nói, đã có huynh muội duyên phận, cái kia thì là nhà mình người. Hắn nói qua phải bảo vệ người nhà, sao có thể cho phép nhìn lấy muội muội mình, khiến người ta dạng này trưởng khống sinh tử. Mặc kệ trước mặt đứng đấy người nào, mặc kệ Vũ Văn Thần Đô có thực lực như thế nào, Lý Thiên Mệnh giờ khắc này, đều ánh mắt như lửa. Không chỉ là hắn, còn có Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, bọn họ đều đặc biệt ưa thích Lý Khinh Ngữ. Nhà người sinh tử một đường, như thế nào dễ dàng tha thứ? Vũ Văn Thần Đô, buông nàng ra. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến cái này trong truyền thuyết Vũ Văn Thần Đô. Hắn nhìn ra được, thiếu niên mặc áo đen này ý chí lực cường đến đáng sợ, có lẽ hắn cùng mình là một loại người. Nhưng, làm hắn uy hiếp Lý Khinh Ngữ sinh tử thời khắc, thì nhất định cùng Lý Thiên Mệnh. Đi đến không phải ngươi chết chính là ta sống mặt đối lập. Lý Thiên Mệnh lời nói rất bình tĩnh, nhưng là ẩn chứa trong đó sát cơ, chỉ là áp lực tại lồng ngực, một khi bạo phát đi ra, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, Vũ Văn Thánh Thành chết chưa hết tội, nếu như ngươi còn có cốt khí, ngươi cũng đừng đối một cái cô gái yếu đuối xuất thủ, để cho ta xem nhẹ ngươi. Ngươi buông nàng ra, ngươi có cái gì ân oán cùng cửu oán, ngươi hướng về phía ta đến. Buông nàng ra. Một khắc này, cặp mắt của hắn đồng dạng đỏ thẫm, trong cuồng phong, tóc trắng phần phật bay múa, hắn một con mắt thiêu đốt lấy luyện ngục hỏa, một con mắt phía trên lôi đình nổ tung. Trên vai của hắn, leo ra hai con thú nhỏ, một cái tiểu hoàng gà thiêu đốt lấy xích ngọn lửa màu đỏ, một con mèo nhỏ đồng tử dựng lên, lạnh lùng mà hung tàn nhìn lấy Vũ Văn Thần Đô. Tuy nhiên thực lực của hắn, không sánh bằng những thứ này thánh chi cảnh giới. Nhưng là hắn giờ phút này bày ra khủng bố ý chí như thế hừng hực. Ca. Lý Khinh Ngữ giãy giụa lấy nhìn hắn một cái, nước mắt không cầm được chảy xuống. Sắc mặt của nàng đã trắng bệch. Đừng khóc, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Nàng hít sâu một hơi, nàng bị nhấc lên, nhưng là nàng ở trên cao nhìn xuống, lấy ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Vũ Văn Thần Đô. Anh của ta nói rất đúng, người động thủ với ta tính là gì, ta bị trói gô, người đường đường Vũ Văn Thần Đô. Cũng chỉ sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chỉ có các ngươi Vũ Văn gia thứ hèn nhát, mới làm loại này khiến người ta đáng xấu hổ sự tình.
Ngươi hôm nay có thể giết chết ta, nhưng ngay cả ta đều xem thường ngươi, ngươi có gan cùng ta đánh một trận đàng hoàng, khác dựa vào trưởng bối ở chỗ này rượu võ dương oai. Vũ Văn Thần Đô, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta hỏi ngươi có dám hay không? Thì ngươi dạng này, không xứng giết chết ta. Nàng thật thuế biến. Dù là lúc này thời điểm bị bóp lấy cổ, sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn giãy giụa lấy, dùng hết lực lượng, gầm thét đem những lời này nói ra. Nàng muốn khiêu chiến Vũ Văn Thần Đô. Đây là một cái 16 tuổi cô gái yếu đuối, có thể tại dạng này trường hợp nói ra được sao? Những người khác, mặt sắp tử vong, sợ là cũng sớm đã bị dọa đến run run đi. Nhưng nàng chẳng những nói, mà lại ánh mắt đỏ thẫm. Vũ Văn Thần Đô, ngươi cùng đệ đệ ngươi Vũ Văn Thánh Thành giống nhau là phế vật. Cả nhà các ngươi đều là thứ hèn nhát, ngươi có gan đánh với ta một trận, ngươi dạng này giết ta, ta không phục. Tóc nàng rất loạn, trên mặt còn có rất nhiều vết máu, nàng bình thường là cái văn nhược người, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, làm người khác bóp lấy cổ nàng thời điểm, nàng dám nhiệt huyết như vậy lăn lộn, nhìn chòng chọc vào Vũ Văn Thần Đô, trong mắt không có nửa phần hoảng sợ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính là thứ hèn nhát. Ý thế hiếp người chính là phế vật. Lý Khinh Ngữ nói không sai, thì ngươi Vũ Văn Thần Đô loại hành vi này, thật cho ta Đông Hoàng Tông mất mặt. Ngươi còn làm cái gì thái nhất đệ tử, còn muốn đi tranh đoạt Đông Hoàng kiếm. Thì ngươi điểm ấy đức hạnh, đi thánh thiên phủ thì là muốn chết. Loại này nhu nhược thế hệ, không xứng nắm giữ Đông Hoàng kiếm. Vũ Văn Thần Đô, thả người. Ngươi đều là cảm tính động vật. Làm Lý Khinh Ngữ lấy nhỏ bé thân thể, vì sống sót, phát ra đối vận mệnh chống lại. Khi nàng một cái nữ hài ánh mắt, lại có thể cùng Vũ Văn Thần Đô đối kháng, phát ra lớn nhất hừng hực chất vấn, sau đó tại hắn tay bên trong giãy giụa, cái kia anh dũng mà bất khuất bộ dáng, cảm động bao nhiêu người. Hôm nay, đủ để cho toàn bộ Đông Hoàng Tông, nhận thức lại nàng Lý Khinh Ngữ. Tiểu phù chưa từng đắc tội các ngươi, cũng bởi vì nàng nhận biết ta, các ngươi liền muốn giết cha mẹ của nàng, còn muốn giết chết nàng. Ta thề, ta nhất định phải làm cho cả nhà các ngươi trả giá đắt, ta thề, nhất định phải làm cho tiểu phù ở dưới cửu tuyền nhắm mắt. Vũ Văn Thần Đô, ta muốn giết ngươi. Ngươi, thả ta ra, cho ta mở trói. Lý Khinh Ngữ nói đến từng chữ, đều như là như hỏa diễm, thiêu đốt tại Vũ Văn Thần Đô trên ánh mắt. Nàng bệnh tâm thần một lần. Nhưng nàng biết, lần này, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ vì nàng kiêu ngạo. Nàng không hổ là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, tại cái này Đông Hoàng đệ nhất chiến trường phía trên, nàng tất cả ý chí, không chịu thua, bất tử bất khuất, đều được xưng tụng xứng đáng liệt tổ liệt tông. Từng có lúc, Lý Thị Thánh tộc tổ tiên, sáng lập Đông Hoàng Tông, mang theo tông lão hội các đại gia tộc, xưng bá Đông Hoàng cảnh, thụ ức vạn người kính ngưỡng. Bọn họ Lý Thị Thánh tộc, chính là dựa vào loại này cận kề cái chết bất khuất ý chí, huy hoàng vạn năm. Làm Lý Khinh Ngữ đang giãy giụa lúc nói chuyện, cắn nát bờ môi, máu tươi chảy xuống thời điểm, nàng vẫn hai mắt như lửa, cùng Vũ Văn Thần Đô đối kháng thời điểm, mọi người lần nữa thấy được Lý Thị Thánh tộc ý chí. Đó là tại kiếp nạn bên trong bò dậy nhất tộc, mỗi cái tộc nhân, đều là bất khuất anh linh. Thả người. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, vạn chúng gào thét. Cái gì gọi là nội tình? Làm toàn trường vì Lý Khinh Ngữ nộ hống. Mà Vũ Văn Thế Gia bởi vì làm một cái Vũ Văn Thánh Thành, thanh danh rơi xuống đáy cốc thời điểm, gia tộc nội tình cùng tiên liệt anh linh khác biệt, triệt để khác nhau ra. Không có người biết, một cái nho nhỏ Lý Khinh Ngữ, đối Vũ Văn Thái cực tâm, tạo thành như thế nào đả kích. Thậm chí để Vũ Văn Thần Đô bóp lấy cánh tay của nàng đều đang run rẩy. Nếu như hắn bóp lấy chính là Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ sợ rất kiên định, nhưng, đây là Lý Khinh Ngữ a. Chỉ bằng nàng. Cũng dám dạng này lấy miệt thị nhìn một chút chính mình, còn muốn sinh tử khiêu chiến. Cái kia ý chí cầu sinh, để Vũ Văn Thần Đô động dung. Thần Đô, đừng nghe nàng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giết, sự tình khác, chúng ta tới bãi bình. Vũ Văn Phụng Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, mỗi một lần nhìn Vũ Văn Thánh Thành thi thể, tim của hắn liền bị xé rách một lần. Đây chính là chính mình từ nhỏ mang đến lớn cháu trai A. Theo Bi Bô Tập nói, đến đầy đất chạy. Theo ngao ngao khóc lớn, đến cười đùa tí từng. Chính mình vẫn chờ hắn về sau lấy vợ sinh con, bây giờ lại là một bộ thi thể lạnh lẽo. Dù là người nào ngăn cản, lúc này thời điểm, hắn đều muốn Lý Khinh Ngữ mệnh. Ngươi có thể ngậm miệng sao? Đúng vào lúc này, Vũ Văn Phụng Thiên vạn vạn không nghĩ đến, câu nói này lại là theo chính mình nhi tử trong miệng nói ra.
Vũ Văn Thái Cực vô cùng lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói. Cha, Thánh Thành chết, ngươi có một nửa trách nhiệm. Vũ Văn Phụng Thiên sắc mặt trắng nhợt, ngăn không được lui về sau một bước, tay cầm nhịn không được bưng kín ở ngực, có một loại khí huyết công tâm kịch liệt đau nhức. Càng khó chịu hơn chính là, hắn biết Vũ Văn Thái Cực nói không sai. Nếu không sủng ái, đường đường Vũ Văn gia tộc, sao sẽ xuất hiện dạng này một cái tự rước lấy nhục người. Một khắc này, Vũ Văn Phụng Thiên khó có thể hô hấp. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Vũ Văn Thái Cực trên thân. Mọi người đều biết, chính thức có thể quyết định Lý Khinh Ngữ sinh tử người là hắn. Lúc này thời điểm, Hoàng Phủ Phong Vân đã nghe Diệp Vũ Hề nói Lý Khinh Ngữ năm kiếp luân hồi chi thể tin tức, hắn tuy nhiên bán tín bán nghi, nhưng dù sao lý do an toàn, vẫn là nói. Chuyện này còn có điều tra chỗ trống, trước đem Lý Khinh Ngữ giam lại, từ Tông Lão Hội định đoạt, mọi người ý như thế nào? Tông Lão Hội còn lại Tông Lão đều tại. Nhưng, tại loại chuyện này trước mặt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, vậy mà không người mở miệng trước. Dù sao, bọn họ sau lưng đều có gia tộc, loại này chỗ đứng, rất có thể dẫn đến gia tộc vạn kiếp bất phục. Dù sao, bọn họ đều sợ Đông Hoàng Kiếm. Vốn là tất cả mọi người còn có thể rằng co một chút, che chở Lý Thiên Mệnh các loại cảnh vực chi chiến kết quả, nhưng hôm nay Vũ Văn Thánh Thành vừa chết, cục diện xung đột bạo phát, liền Hoàng Phủ Phong Vân đều sợ. Muốn hiện tại là cảnh vực chi chiến về sau, bọn họ đoán chừng liền sẽ không do dự. Dạng này Tông Lão Hội, quả thực khiến người ta xem thường. Thậm chí ngay cả cái kia Vũ Văn Thái Cực, đều căn bản không có nghe Hoàng Phủ Phong Vân nói cái gì. Hắn đứng tại Lý Khinh Ngữ trước mặt, cái kia màu trắng đen lạnh lùng đôi mắt, nhìn Lý Khinh Ngữ liếc một chút. Có lẽ nàng giờ phút này hừng hực dáng vẻ, để hắn nhớ tới người nào đó đi. Hắn xoay người. Một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, vạn chúng chú mục phía dưới, hắn mở miệng nói. Lý Thiên Mệnh, ta nhìn ngươi nói đường hoàng, tựa như chính mình thật vĩ đại, rất có gan, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Khinh Ngữ giết ta nhi, nàng hôm nay phải chết. Vũ Văn Thái Cực đạo. Mạnh như vậy thế thái độ, để tại chỗ rất nhiều người nhíu mày, xem ra Vũ Văn Thái Cực, đã không muốn danh vọng. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh nói, ta nhìn ngươi người huynh trưởng này là một người không tệ, ta cho ngươi một cái thay nàng chết cơ hội, ngươi có dám tới hay không? Vũ Văn Thái Cực câu nói này nói ra miệng, toàn trường đều biết hắn lòng lang dạ thú. Bỉ ổi. Mọi người nhìn không được chửi ầm lên. Đây mới thực là bỉ ổi. Hiện tại biết Lý Khinh Ngữ là năm kiếp luân hồi chi thể người, liền có thêm một cái Hoàng Phủ Phong Vân. Liền Vũ Văn Thái Cực bọn họ cũng không biết. Đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, một cái ba kiếp luân hồi chi thể giá trị cùng Lý Thiên Mệnh so sánh, khẳng định không ở cùng một cấp bậc. Hiện tại chính thức để Vũ Văn gia tộc nhức đầu là thái nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh. Bọn họ hiện tại khuyết thiếu giết chết Lý Thiên Mệnh cơ hội. Nhưng, nếu như Lý Thiên Mệnh nhất định muốn Lý Khinh Ngữ sống tiếp lời nói, bọn họ ngược lại là có thể sử dụng tuổi của hắn nhẹ nhiệt huyết, lấy mạng đổi mạng. Dù sao đều có tiếng xấu. Trước nhân cơ hội này. Giết chết Lý Thiên Mệnh, lại liều một lần Đông Hoàng Kiếm, trở về còn không phải trấn áp. Tông Lão Hội còn nhiều, rất nhiều cỏ đầu tường, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không có, Đông Hoàng Kiếm tới tay, còn quan tâm cái gì danh tiếng. Danh tiếng tuy nhiên xấu, nhưng cái này tại chỗ tất cả mọi người, đến lúc đó, còn không phải đến phủ phục tại Vũ Văn Thế Gia dưới chân. Đến lúc đó, chớ nói một cái Lý Khinh Ngữ, đồ diệt toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc cùng Thanh Long Diệp Gia, Vũ Văn Thái Cực cũng không sao cả. Phản mà tại chỗ giết chết Lý Khinh Ngữ, lại không có cái hiệu quả này. Có thể nói, Vũ Văn Thái Cực hoàn toàn nắm đúng Lý Thiên Mệnh là như thế nào người, trực tiếp đâm trúng tử huyệt. Lý Thiên Mệnh, người thật giống như rất có gan, rất quan tâm người muội muội, cho nên ta hỏi ngươi, lấy mạng đổi mạng, thay người muội muội đi chết, ngươi có dám hay không? Vũ Văn Thái Cực cái kia thanh âm lạnh lùng, tại toàn bộ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường quanh quẩn. Khác đáp ứng hắn. Khác trúng kế. Thiếu tông chủ, người còn có tiền đồ của mình, người gánh vác trấn hưng Lý Thị Thánh Tộc sứ mệnh. Không ít người cuống cuồng lấy để điểm Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, nhục mạ Vũ Văn Thái Cực, dù sao mắng nhiều người, mọi người cùng nhau mắng. Chiến trường này lần nữa đốt lên. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi về sau, đưa em gái ngươi xuống địa ngục. Vũ Văn Thái Cực cười nhạt một tiếng. Ra mặt cũng không cần sao. Diệp Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Từ bỏ, Vũ Văn Thái Cực nói.
nói đến, năm đó hắn bán huynh đệ, còn bức tử huynh đệ thê tử, nhưng muốn qua cái gì ra mặt. Sau đó, tại vạn chúng ánh mắt khinh bỉ bên trong, hắn bắt đầu đếm ngược. Hắn mới là khó dây dưa nhất người, bởi vì Vũ Văn Thần đâu còn có mặt mũi, nhưng hắn lại là cái gì đều không để ý người. Thậm chí Vũ Văn Thánh Thành đầu lăn trên mặt đất, cũng không gặp hắn chớp mắt a. Vũ Văn Thái Cực, Đông Hoàng Tông sỉ nhục. Giờ khắc này, quần hùng khẩn trương nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, lên cơn giận dữ. Không dùng đếm. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đứng lên. Cái này thiếu niên tuổi đôi mươi, nghênh hướng Vũ Văn Thái Cực cái kia ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cam nguyện lấy mạng đổi mạng, Vũ Văn Thái Cực hỏi. Làm sao đổi? Làm sao đổi đều được, chỉ muốn ngươi chết, Vũ Văn Thái Cực đạo. Vậy ta lựa chọn thay thế ta muội, cùng Vũ Văn Thần Đô một quyết sinh tử chiến. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh thật cao ngẩng đầu, nói ra một câu để toàn trường hít thở không thông lời nói. Một quyết sinh tử chiến. Cái kia chính là, chỉ có một người có thể sống sót. Một quyết sinh tử chiến. Đây cũng không phải là phải quỳ lấy chết, mà chính là muốn đứng đấy chết. Ta biết các ngươi hiện tại nằm mộng cũng nhớ giết chết ta, lấy tuyệt hậu hoạn. Như thế, ta thì cho các ngươi một cái cơ hội giết chết ta. Vũ Văn Thần Đô, thả em gái ta, ngươi là có theo đuổi người, cũng đừng làm vạn chúng phỉ nhổ kẻ hèn nhát. Ta theo không nghĩ tới muốn vào lúc này đối phó ngươi, khả năng này là ta lớn nhất quyết định ngu xuẩn, nhưng, ta không sợ ngươi. Ngươi như còn có tôn nghiêm. Ngay tại cái này Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, cùng ta phân ra sinh tử. Chỉ có người thắng, mới có tư cách đi tranh đoạt Đông Hoàng kiếm, bại giả liền đem hài cốt chôn ở chỗ này. Không phải Lý Thiên Mệnh cả gan làm loạn. Mà chính là, hắn đã không có thể cứu Lý Khinh Ngữ tánh mạng biện pháp. Nàng bị bóp lấy cổ, tùy thời đều có thể chết, Lý Thiên Mệnh căn bản không có lựa chọn gì cơ hội. Nhất là Vũ Văn Thái Cực ra mặt, người sáng suốt đều biết, hắn lão hồ ly này. Trực tiếp ăn chắc Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh duy nhất có thể làm, cũng là đem lấy mạng, đổi thành một quyết sinh tử chiến. Có lẽ, cái này còn có như vậy một chút, huynh muội cùng một chỗ cầu sinh cơ hội đi. Ca, Lý Khinh Ngữ đối mặt Vũ Văn Thần Đô thời điểm, một mực xuống dốc nước mắt, thế nhưng là giờ khắc này, nước mắt ào 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 rơi xuống, như là vỡ đê hồng thủy. Rơi lệ thời điểm làm sao cũng sẽ không đẹp mắt, thế nhưng là, nàng là cái dũng cảm nữ hài. Bất cứ lúc nào đều là xinh đẹp. Nàng lần này làm được rất xinh đẹp, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy nàng gặp rắc rối. Khinh Ngữ, ngươi làm hết thảy để cho ta tự hào, nên khiến cái này lang tâm cẩu phế người bị gấp trăm ngàn lần đại giới. Hôm nay, ta muốn cho ngươi biết, không chỉ là ta, chúng ta bốn người, đều rất yêu ngươi. Bốn người bọn họ, trừ hắn ra, còn có Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Sinh tử không có gì. Thế nhân đều chạy không khỏi vừa chết, chúng ta không cầu nặng như Thái Sơn, chỉ cầu có thể cảm động chính mình, có thể không thẹn với lương tâm. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Vũ Văn Thần Đô. Ngươi cho cái trả lời chắc chắn, ánh mắt của hắn nóng rực. Vạn chúng chú mục phía dưới, Vũ Văn Thần Đô mở miệng. Có thể, Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi, một quyết sinh tử chiến, bất tử không kết thúc. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Tông Lão Hội, nói tiếp. Mời Tông Lão Hội đem Đông Hoàng đệ nhất chiến trường Thiên Văn kết giới triệt để đóng lại, không người chết trước đó, người nào cũng không thể tiến đến. Mời 33 vị Tông Lão làm chứng, mời tại chỗ 100.000 người, cho chúng ta giám sát. Đây là Vũ Văn Thần Đô lần thứ nhất không hỏi hắn phụ thân, thì làm ra hai vị quyết định. Hắn sau khi nói xong, nhìn Vũ Văn Thái Cực liếc một chút. Vũ Văn Thái Cực ngắm nhìn hắn. Cha, nếu ta không thể giết chết hắn, cũng là chết ở bên trong. Cùng lấy cái chết tạ tội không sai biệt lắm, ta không có thua thiệt ngươi, không có thua thiệt gia tộc a. Vũ Văn Thần Đô hỏi. Vũ Văn Thái Cực hít thở một hơi thật sâu. Hắn vỗ vỗ Vũ Văn Thần Đô bả vai, nhìn thoáng qua Lý Khinh Ngữ, nói. Thả nàng. Không chờ ta nhóm tiến vào Thiên Văn kết giới lại thả. Không dùng, đem lời hứa coi quá nặng người, sớm muộn đều sẽ tiến đi chịu chết. Vũ Văn Thần Đô minh bạch, hắn nói là Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên kia, thấy thế nào, đều sẽ thực sự trên chiến trường, sẽ không lâm trận bỏ chạy người. Trận này một quyết sinh tử chiến, chính thức thành lập. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đảm lượng cùng đấu trí, lần nữa khuất phục toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn lấy hắn. Lần này không phải vì thiên tài của hắn cùng thực lực,
mà là bởi vì hắn khí phách, trách nhiệm của hắn tâm. Đó là chân chính hình thành một cái khiến người ta kính úy nhân cách nhu yếu phẩm. Đảm nhiệm ai cũng biết, hắn đây là thiêu thân lao vào lửa đi chịu chết, chính hắn đều biết. Thế nhưng là, vì một khắc này trói lọi, vì đi thành tựu chính mình cái này nhân cách, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đáng giá. Thiêu thân lao vào lửa, thiêu chết lại như thế nào? Chúng sinh khó thoát khỏi cái chết, các ngươi có ta bị chết rực rỡ sao? Thoát đi trách nhiệm, tham sống sợ chết, cả một đời có thể an tâm sao? Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, nơi này chính là Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, hắn chỉ cần không ra đi là được rồi. Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh ngơ ngác nhìn thiếu niên này. Sư tôn, không cần nhiều lời, buổi tối làm điểm ăn ngon, mời ta ăn bữa ngon. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhất định, nhất định phải đi ra nơi này. Diệp Thiếu Khanh đã quên, có bao nhiêu năm không có rơi lệ qua, có thể giờ khắc này, hắn cảm giác hốc mắt có chút ẩm ướt. Hắn nhìn lấy cái này ánh mắt nóng rực thiếu niên, hắn biết mình không có khả năng mang đi nàng, duy nhất có thể làm, chỉ có tôn trọng. Tiếp đó, Vũ Văn gia tộc cùng bọn hắn vây cánh, mang đi Vũ Văn Thánh thành thi thể. Vũ Văn Thái Cực xoay người rời đi, một khắc đều không có dừng lại. Chỉ có Vũ Văn Thần Đô lưu tại nguyên chỗ, hắn đem Lý Khinh Ngữ để xuống, một khắc này, Lý Khinh Ngữ mới phát hiện mình một thân mồ hôi lạnh, có chạy thoát cảm giác. Ca ngươi không tệ, Vũ Văn Thần Đô nói. Ngươi cũng không tệ, còn tính là cá nhân, nhưng, ngươi hôm nay nhất định sẽ bại. Lý Khinh Ngữ nói một câu, thoát ly khống chế của hắn, xoay người nhìn lại, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều đang đợi nàng. Đừng khóc, đi lên chờ ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười một câu, đánh gãy tâm tình của nàng. Khinh Ngữ, đi thôi. Diệp Thiếu Khanh vẫy tay. Ca, sống sót, nếu không đời ta sẽ không còn có vui vẻ. Nàng cắn răng nói. Xem ra ta vì đùa muội muội cười một tiếng, muốn thi triển ra tất cả vốn liếng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta chờ ngươi về nhà. Nàng nói xong câu này, vẫn là không có khống chế lại nước mắt, chỉ có thể liền vội vàng chuyển người đi, cũng không dám nữa quay đầu nhìn hắn. Thẳng đến bọn họ đều rời khỏi nơi này, chỉ có hắn cùng Vũ Văn Thần Đô, còn đứng ở cái này Đông Hoàng đệ nhất chiến trường bên trong. Về nhà. Phiêu diêu thời điểm, nếu có một ngôi nhà, thật là tốt biết bao. Đi tới nơi này Đông Hoàng Tông, bản hội không nơi nương tựa, nhưng là tùy duyên phong, cho mình một ngôi nhà. Còn sống về nhà. Nếu như vậy, đủ để cho Lý Thiên Mệnh nhen nhóm. Cái này có lẽ là trên thế giới, có khả năng nhất khiến người ta bộc phát ra vô cùng sinh mệnh lực một câu nói. Ai nguyện ý, lấy hài cốt về quê, gặp mặt phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, thân nhân bằng hữu. Thế nhưng là Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, trước mắt Vũ Văn Thần Đô, cái kia là muốn đi Thánh Thiên Phủ tranh đoạt Đông Hoàng kiếm người. Hắn khổ tu nhiều năm, đồng dạng tại gặp trắc trở bên trong leo lên, hắn theo 3 tuổi đến bây giờ, mỗi thời mỗi khắc đều tại tu hành. Ánh mắt của hắn cùng ý chí, cùng Tô Vô Ưu các loại thái nhất đệ tử, có căn bản nhất khác nhau. Dạng này một trận quyết đấu sinh tử, chỉ có một người có thể sống sót. Người kia, sao có thể sẽ là mình? Hắn đi tới nơi này, chỉ muốn để Lý Khinh Ngữ thoát cách tử vong. Làm là huynh trưởng, hắn không đường có thể đi. Thế nhưng là, trong lòng của hắn có một nấc thang khả điểm. Cái giờ này, để hắn rất khó chịu. Cho nên, hắn có chút run rẩy hỏi. Linh Nhi, muốn không, ngươi đi ra ngoài trước, ta sợ ta hại chết ngươi. Hắn là tiến đến lấy mạng đổi mạng, không cùng Khương Phi Linh thương lượng qua, nếu như mình chết ở chỗ này, nàng rất không có khả năng sống sót. Này bằng với đem tính mạng của nàng cũng liên lụy vào. Thế nhưng là, chính mình đã đáp ứng Chu Tước Vương, nhất định muốn bảo vệ tốt nàng đó a. Ca ca, ta tức giận. Lý Thiên Mệnh nói ra khỏi miệng thời điểm, lại không nghĩ rằng nghe được nàng dạng này đáp lại. Theo ngữ khí nghe, nàng giận thật à, nàng cho tới bây giờ không có ở Lý Thiên Mệnh trước mặt sinh khí qua. Ta chỉ là sợ liên lụy ngươi, Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Cái gì gọi là liên lụy, nhớ đến nói qua đồng sinh cộng tử sao? Ca ca, làm tốt ước định, không muốn lấy ra xem như chê cười, chỉ ít ta lúc đầu nói ra miệng, liền là một loại quyết định. Nếu như nói, sinh thì cùng một chỗ sinh, tử lại muốn ta tham sống sợ chết, ngươi nói cái này tính là gì đồng sinh cộng tử? Ta và ngươi đi tới nơi này, không phải muốn cùng ngươi hưởng phúc, ta là thật khát vọng có thể cùng với ngươi, có thể trợ giúp cho ngươi. Ca ca, Linh Nhi tuy nhiên rất yếu, nhưng ta không phải là bột mềm, ta sẽ xứng đáng ta nói qua mỗi một câu,
hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta. Ngữ khí của nàng rất nghiêm túc. Cho tới bây giờ đều là đáng yêu, dí dỏm một người. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh đều có chút quên, nàng có bao nhiêu lần, đều là như vậy hừng hực nhìn lấy chính mình. Lớn nhất gần một chút thời gian đã trải qua rất nhiều. Đây là ta cuộc sống dĩ vãng không thể tưởng tượng. Ta nhiều khi đều đang nghĩ, cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, là ta cho rằng tốt đẹp nhất có ý nghĩa nhất thời khắc. Cái này khiến ta cảm thấy, kỳ thật ta cũng rất có tác dụng nha. Ta rất trân quý đây hết thảy, rất yêu ngươi nhóm, ta cam nguyện đem tính mạng của mình cùng ngươi buộc chung một chỗ, mà không phải là vì để ngươi bảo hộ ta. Ca ca, ta cảm thấy mình trầm luân, nếu như mất đi ngươi, ta không biết tính mạng của ta bên trong còn thừa lại cái gì. Ngươi không dùng quá thương tiếc ta, ta cũng là có thể chiến đấu. Tin tưởng ta. Mà lại, Khinh Ngữ là bằng hữu ta nguyện ý vì nàng đi khiêu chiến sinh tử. Một ngày này, nàng nói mỗi câu lời nói, đều như thế thật chí. Lý Thiên Mệnh tâm lý động dung. Hắn cho tới bây giờ đều biết, nàng là một cái nhất định muốn nỗ lực gấp trăm lần đi chân quý tốt cô nương. Hôm nay nàng nói hết thảy, để Lý Thiên Mệnh biết sai lầm của mình rồi. Kỳ thật ngươi cũng không có bỏ qua, người đây chỉ là nam nhân bình thường tư duy, mà ta muốn nói là, về sau mặc kệ cái gì, chỉ cần ta tại, không muốn bỏ xuống ta. Giọng nói của nàng buông lỏng rất nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ Lý Thiên Mệnh ý tứ. Ta hiểu được, không còn có lần sau. Lý Thiên Mệnh làm cam đoan. Kỳ thật, bản thân cái này cũng là một kiện ấm lòng sự tình, Lý Thiên Mệnh không muốn để cho nàng và mình cùng một chỗ chịu chết, mà nàng lại nguyện ý theo cùng chính mình, tử chiến đến cùng. Huynh đệ, các ngươi đâu? Lý Thiên Mệnh rất tôn trọng bọn họ, cái này là chính hắn làm ra quyết tâm, lại quan hệ đến bốn người sinh tử. Hắn muốn sau cùng xác nhận một lần. Về sau tuyệt đối sẽ không lại để lên. Huỳnh Hỏa đứng tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, bĩu môi, nói. Tham sống sợ chết đương nhiên được a, nhưng là ta Huỳnh Hỏa đại gia không muốn làm thứ hèn nhát. Lão tử đời này, thì không muốn làm không có năng lực thủ hộ người nhà người. Không phải liền là một cái mạng. Có cái gì tốt lo lắng, chết thì chết, lão tử sợ qua người nào. Mà lại, người nào chết còn chưa nhất định đâu, lão tử là thái cổ hỗn độn cự thú, ta cũng không tin hắn có thể giết chết ta. Nó nói đến hăng hái, nhưng, đây là ý chí của nó. Miêu miêu đâu, Lý Thiên Mệnh hỏi. Thanh này đánh xong nếu có thể ngủ 10 ngày, bản mèo đã cảm thấy không lỗ. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cười. Hắn là người quyết định, việc quan hệ mọi người tánh mạng. Hắn nhất định phải làm đến hậu cố vô ưu. Một lần đơn giản giao lưu, nhưng lại làm cho bọn họ đủ để bện thành một sợi dây thừng. Sau đó, bọn họ bốn người lực lượng cùng ý chí, hoàn toàn hội tụ vào một chỗ. Dạng này, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất đến. Rất may mắn đời này có thể gặp được đến các ngươi, trải qua hôm nay sinh tử, về sau ta Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không để cho các ngươi thất vọng. Ta cũng vậy, Khương Phi Linh nói. Lão tử theo. Meo. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường kiên cố nhất thiên văn kết giới đóng lại. 33 vị tông lão, toàn bộ xuất hiện, tọa trấn tại thiên văn bên ngoài kết giới, phòng ngừa có người phá hư thiên văn kết giới, phá hư chiến đấu công bình tính. Lý Khinh Ngữ chuyện này, bọn họ không có cách nào giải quyết, Phú Văn Thái Cực đưa ra biện pháp giải quyết, liền Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ, đều lựa chọn phó thác cho trời. Bọn họ cũng bất quá chỉ có thể tâm lý đau lòng bóp cổ tay, dù sao Lý Thiên Mệnh bực này thiêu thân lao vào lửa quyết định thực đang lãng phí. Nếu là hắn còn có thể có thời gian tăng lên chính mình, không đến mức đi vào cái này sinh tử tuyệt lộ a. Chỉ có thể nói, trời cao đố kỵ anh tài. Cục thế phát triển thành dạng này, các trưởng thượng bất lực, chỉ có thể cảm khái. Ai cũng sợ chết, có thể lý giải. Chỉ là bọn hắn sẽ không lý giải, tại lúc này Vũ Văn Thần Đô trước mặt. Lý Thiên Mệnh từ đâu tới đấu trí? Hắn cùng hắn hai đầu cộng sinh thú cùng một chỗ, tại vạn chúng chú mục bên trong, đón lấy Vũ Văn Thần Đô. Lý Thiên Mệnh vốn là có nghịch thiên mệnh cách cùng đấu trí, lại trải qua từ cùng Khương Phi Linh bọn họ một lần câu thông, bây giờ kể vai chiến đấu, chỉ cầu cả đời. Suy nghĩ thông suốt, tự nhiên đấu trí nghịch thiên. Sự hiện hữu của bọn hắn, tim đập của bọn hắn, nhiệt huyết của bọn họ sôi trào, đều bị Lý Thiên Mệnh minh bạch, sinh tử lộ phía trên. Hắn không là một người tại chiến đấu. Hắn còn có huynh đệ, còn có chí ái chi nhân. Đều là cam nguyện đồng sinh cộng tử thế hệ, một cái thứ hèn nhát đều không có.
có đám người này nhi cùng mình cùng một chỗ, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ý chí của hắn, tại lúc này triệt để thăng hoa. Đồng sinh cộng tử, người cả đời này, còn có so cái này càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, càng khiến người ta không sợ sinh tử sự tình sao. Vì xứng đáng bọn họ, ta đều phải nhận lãnh trách nhiệm này, đi chiến đấu đến cùng. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm giác được, hắn toàn thân huyết đều là sôi trào. Giống như là các vị tổ tiên, đều đang nhìn mình, đều đang cùng mình cộng minh, đó là bọn họ nhất tộc anh linh. Chỉ là đối thủ của hắn Vũ Văn Thần Đô, đứng tại chỗ, giống như lạnh lùng tử thần. Dù là đối mặt Lâm Tiêu Đình, Lý Thiên Mệnh đều là nghiền ép đánh tan, có thể cái này Vũ Văn Thần Đô, hắn là siêu tuyệt cảnh giới người. Đối mặt Lý Thiên Mệnh cái này nghịch thiên ý chí, cặp mắt của hắn bên trong lạnh lùng, như cùng chết linh. Làm hắn nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, theo tu di giới chỉ bên trong, quất ra một thanh màu xám đen chiến đao thời khắc, khí thế của hắn đã kinh thiên. Một người, một đao, thu hoạch sinh mệnh. Hắc ám quy nhất khí tràng, theo hắn trên thân bao phủ ra, đem nửa cái Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, bao phủ tại trong hắc ám. Hắc ám, như là đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, vô số ma quỷ chi vật, tại cái này hắc ám thế giới bỏ sát. Tại hắc ám khí tràng bên trong, một đầu tràn đầy bụi gai kinh thiên cự thú, từ đó bỏ lên đi ra, trong khi ngửa đầu thét dài, nổi giận gầm lên một tiếng thời điểm, cái kia thiên văn kết giới, đều tại cuồng bạo run rẩy. Cái này cự thú, trong mắt hết thảy có 45 cái điểm sao, đó là trong hàng đệ tử hiếm thấy cấp 4 thánh thú cộng sinh thú. Kỳ danh là, Thánh Ma Thao Thiết. Làm cái này Thánh Ma Thao Thiết bò ra ngoài hắc ám thời khắc, Lý Thiên Mệnh thấy được cái gì gọi là tử vong chi thú. Cái này Thánh Ma Thao Thiết thân thể vô cùng to lớn, toàn thân đều là đỏ như máu gai nhọn phía dưới, lại có cẩn trọng vảy màu đen. Nó có một trương huyết bồn đại khẩu, mở ra về sau, trong miệng rộng là lít nhít bén nhọn hàm răng, tính ra hàng trăm, mỗi một cây đều giống như điện kiếm chi nha, mà cái kia thô to cái đuôi, phủ đầy bụi gai, tựa như là một cái lưu tinh chùy. Còn có cái kia thô to cánh tay cùng thú chảo, tráng kiện bắp đùi, chống đỡ lấy nó đủ để người lập chiến đấu, đại biểu cho tử vong dòng khí màu xám, ở tại trên thân như trường xà một dạng lưu truyền. Dạng này cự thú, xem ra mới thật sự là máy móc chiến đấu, nó toàn thân trên dưới, xem ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Chỉ là cái kia cẩn trọng áo giáp cùng da thịt, xem ra đều khó mà đánh vỡ. Như thế cấp 4 thánh thú, tuy nhiên vẫn chỉ là ấu thể, nhưng cũng đầy đủ gọi người tê cả da đầu. Dạng này cự thú, đem cái kia to lớn đầu dò xét tại Vũ Văn Thần Đô bên cạnh, Vũ Văn Thần Đô duỗi ra một cái tay, gõ gõ Thánh Ma Thao Thiết cái cằm. Giữa bọn hắn, cũng là huynh đệ sinh tử, trải qua vô số chiến đấu. Mà giờ khắc này, bọn họ cái kia lạnh lùng cùng âm lạnh ánh mắt, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Thần Đô giơ lên trong tay chiến đao, Lý Thiên Mệnh tại cái này chiến đao phía trên, thấy được màu đen thiên văn. Điều này nói rõ, cái này chiến đao là gần với thánh thú binh bát giai thú binh. Kỳ danh là, Tử Linh Ma Đao. Một cỗ dữ tợn khí tức, vần quanh tại cái này Tử Linh Ma Đao phía trên, tựa như là oan hồn ác quỷ, phát ra thê lương gào khóc thảm thiết. Tử Linh Ma Đao, Thánh Ma Thao Thiết, thiên ý cảnh giới, đây đều là Vũ Văn Thần Đô vượt qua tầm thường thái nhất đệ tử chỗ cường đại. 10 cái Tô Vô Ưu, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn để màu xám vong linh vần quanh, càng như thu hoạch sinh mệnh tử vong chi thần, giờ khắc này, làm cái kia Thánh Ma Thao Thiết lấy thân thể to lớn trùng phong mà đến thời khắc, hắn hai tay nắm Tử Linh Ma Đao, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp giết tới. Lý Thiên Mệnh, có lẽ cho ngươi hai cái tháng, có cùng ta quyết đấu tư cách. Nhưng bây giờ, đáng tiếc. Bây giờ nói loại lời này, quá sớm. Lý Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn nói. Không tính sớm, Vũ Văn Thần Đô thanh âm lạnh lùng như vong linh. Vì cái gì không tính sớm? Bởi vì, hắn có 10.000 cái cầm xuống Lý Thiên Mệnh khả năng, nhưng là Lý Thiên Mệnh một cái phản sát khả năng đều không có. Ta vừa tu luyện thành một môn chân chính thiên ý chiến quyết. Liền lấy ngươi khai đao, cho thánh thành chôn cùng. Ngươi ngàn vạn phải kiên trì lên, ta nghĩ, đem trọn vẹn thiên ý chiến quyết, thi triển hoàn tất. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo đầy trời hắc ám, lấy Tử Linh Ma Đao bạo sát mà đến. Ầm ầm, cái kia Thánh Ma Thao Thiết còn không có tới gần, hắn trên thân cái kia vô số gai nhọn mũi nhọn, vậy mà phun ra vô số màu xám trường xà. Những cái kia màu xám trường xà, số lượng chừng 100.000, bọn họ nhanh chóng bao phủ.
bao trùm lấy toàn bộ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường thiên văn kết giới bên trong. Trong lúc nhất thời, màu xám cùng hắc ám, nắm trong tay hết thảy. Những cái kia màu xám trường xà thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám, phát ra từng đợt rít lên, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ cuốn tới. Đây ít nhất là đến từ thánh thú chiến hồn linh nguyên thần thông, tên là Vong Linh Địa Ngục. Vong Linh Địa Ngục phía dưới, chính là thánh ma thao thiết thế giới, cái này cấp 4 thánh thú có kinh khủng bạo phát lực cùng cận chiến năng lực, làm nó trùng kích đến trước mắt thời điểm, cảm giác thanh thế to lớn. Mà tại nó trên đỉnh đầu, Vũ Văn Thần Đô song tay cầm đao, chân chính thiên ý hàm ý, ở tại lưỡi đao thượng lưu chuyển. Chân chính thiên ý chiến quyết, khẳng định so Lý Thiên Mệnh phiên bản đơn giản hóa vốn mạnh hơn rất nhiều. Giết! Một trận đại hỗn chiến, tại vạn chúng sôi trào lại tâm tình khẩn trương bên trong bạo phát. Miêu miêu lá gan đủ lớn, cái này thánh ma thao thiết rõ ràng lớn nó biến thân rất nhiều, nhưng nó vẫn là phủ đầu một bước, thi triển hỗn độn điện cầu, phun ra cuồng bạo lôi đình thiểm điện. Huỳnh hỏa xen lẫn trong cái này tia chớp bên trong, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ phóng tới cái kia Vũ Văn Thần Đô. Đây là khảo nghiệm thực lực chân chính thời khắc. Đối mặt công kích như vậy, thánh ma thao thiết trên đỉnh đầu Vũ Văn Thần Đô lãnh đạm cười một tiếng. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Có chút, quá dễ dàng. Nhân cơ hội này, luyện thật giỏi một lần, đến thánh thiên phủ, khai chiến trước đó, liền không có loại này đối thủ. Hắn mắt bên trong hắc ám chi khí lượn lờ. Hai tay cầm kiếm, phủ đầu một đao chặt chém. Âm Linh Địa Ngục đao. Rất nhiều người nhìn hắn xuất thủ tư thế, liền biết là cái gì thiên ý chiến quyết. Đây là một loại tương đương khó có thể luyện thành thiên ý chiến quyết, cần rất cao lĩnh ngộ lực, nhưng lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi một tháng, Vũ Văn Thần Đô vậy mà thành công. Đao thứ nhất, nhân gian. Dưới một đao, phía trước như có vô tận hồng trần, nhân gian bên trong, sinh linh hối hả. Mà một đao kia, đại biểu tử vong ý chí, một đao cắt đứt, nghiền nát thế giới, giết hại thương sinh. Một đao kia, trực tiếp đụng phải Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa Nghịch Thần kiếm ý. Một người một gà, thi triển đều là kiếm nghịch sơn hà, đủ để hình thành song kiếm hợp bích. Ông! Nhưng không ngờ, cái kia chém tới một đao, uy lực vậy mà khủng bố cùng cực. Làm! Lý Thiên Mệnh một chiêu kiếm nghịch sơn hà, tiến công trung lộ, mà Huỳnh Hỏa kiếm chiêu thì tiến công đầu của nó đỉnh nhược điểm. Vốn cho là coi như cái này Vũ Văn Thần Đô, cũng không có cách nào lấy một địch hai, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện mình còn là xem thường hắn. Một đao kia uy lực, giống như là một cái quỷ hồn thế giới, bỗng nhiên chấn áp mà đến, quả thực bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ Khương Phi Linh không gian tường không nói, còn trực tiếp chấn động Lý Thiên Mệnh quy nhất khí tràng, càng là lấy bàng bạc tử vong chi lực, đem Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà bổ đến bay rất ra ngoài. Giữa hai bên thắng bại mạnh yếu. Cơ hồ ngay đầu tiên thì thể hiện ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, quả thực bị nghiền ép. Đối phương mang tới cảm giác, so với lúc trước quyết đấu Lý Huyễn Thần thời điểm muốn khó khăn mấy lần. Càng đáng sợ chính là hắn sát lục ý chí. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cộng sinh thú thi triển linh nguyên thần thông, âm minh chi chảo. Thánh ma thao thiết trên móng vuốt, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám, phối hợp trước đây vong linh địa ngục, tại gần trong chiến đấu, nó tuyệt đối vô địch. Lại thêm cái kia toàn thân bén nhọn gai nhọn, một chút sơ suất liền sẽ bị đâm rất đúng xuyên, miêu miêu tạm thời không có biện pháp nào. Thậm chí, chỉ có thể bị đối phương đuổi đến chạy trốn, hoàn toàn đánh không lại. Một khắc này, dường như nhìn đến tử vong ngay tại trước mắt mình. Lý Thiên Mệnh bò lên. Ca ca, chúng ta giống như đánh không lại, ngươi sợ sao? Khương Phi Linh trong thanh âm, có một tia ẩn nhẫn thiêu đốt. Tình huống như vậy. Cũng không vượt qua Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đoán trước, tránh thức thiên ý cảnh giới cao thủ, bọn họ chiến quyết cùng thú nguyên, thậm chí còn lại chỗ có phương hướng, đều lên một cái khác tầng thứ. Vũ Văn Thần Đô chính là dựa vào loại bản lãnh này, nghiền ép chỉ có quy nhất cảnh tầng thứ 5 hắn. Sợ, nếu là không chết không thôi, sợ có ý nghĩa gì? Chí ít, hắn không thể giết chết chính mình. Hiện tại Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu miễn cưỡng mới có thể đứng vững cái kia thánh ma thao thiết tiến công. Cục thế hoàn toàn nghiêng về một phía, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng, chính mình chết chắc đi. Người luôn có thời khắc như vậy. Cái này vô tận thế giới, cường giả như mây, sao có thể nhiều lần đều là so người khác cường. Không bằng đối thủ, cần thừa nhận, nhưng, đó cũng không phải nhận thua lý do. Huống hồ, ta không có nhận thua chỗ trống. Cái này là quyết đấu sinh tử. Bọn họ đều rõ ràng tình cảnh của mình. Không sinh thì chết. Ta cũng không muốn nhận thua.
Nàng nói câu nói này thời điểm, nghe rất bình tĩnh, nhưng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có một loại, về tới Trầm Uyên chiến trường cùng Mộc Tình Tình trận chiến kia cảm giác. Đó là phụ linh bạo phát hung hoành nhất một lần. Đó là Khương Phi Linh quan tâm Khương Thanh Loan sinh tử một lần kia. Mà lần này, nàng quan tâm là Lý Thiên Mệnh sinh tử, còn có nàng sinh tử của mình. Ta nghĩ, để cho chúng ta cùng một chỗ sống sót. Linh Nhi còn không muốn chết, càng không muốn để ngươi chết. Một khắc này, xôi trào. Một lần thất bại, không có đánh ngược lại bọn họ. Làm Lý Thiên Mệnh lúc bò dậy, toàn thân bạo phát ra vạn trượng quang mang. Cái kia là đến từ phụ linh quang mang. Lực lượng của hắn cũng không có gia tăng, nhưng lại càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt. Đó là bởi vì trong đó, lăn lộn Khương Phi Linh chiến đấu. Chiến! Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa, cảm giác được nàng ngay tại bên cạnh mình, cùng mình đứng sóng vai cảm giác. Nàng nghịch thiên chi lực, thúc giục Lý Thiên Mệnh thân thể, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Nhi huống hồ như thế đấu trí mãnh liệt, ta lại làm sao có thể kém. Lý Thiên Mệnh không biết thời khắc này phụ linh, đến cùng tiêu thăng đến bao nhiêu tầng. Nhưng là, hắn toàn thân chi lực, sắp nổ tung. Vũ Văn Thần Đô. Một khắc này, chỉ ít có phụ linh 20 tầng. Lý Thiên Mệnh phóng lên tận trời, làm Miêu Miêu cùng Thánh Ma Thao Thiết lần nữa giết cùng một chỗ. Giết đến máu me đầm đìa một khắc này, hắn một kiếm trùng sát mà đến. Trong tay Hắc Minh Long kiếm, như cùng một cái hắc long, điên cuồng nộ hống, tuôn ra vô tận tiếng gầm. Nghịch thần kiếm ý, chảm lạc tinh thần. Một kiếm kia bạo phát ngàn mét huyễn quang, cắt đứt vô tận cát đá đất đai. Một kiếm này, đã đột phá quy nhất cảnh phạm trù. Giờ khắc này, toàn trường nhìn trợn mắt hốc mồm. Một cái quy nhất cảnh tầng thứ 5, giết ra vượt qua quy nhất cảnh một kiếm. Vũ Văn Thần Đô vừa mới chặn Huỳnh Hỏa phần Thiên Vũ Linh, mà cái kia Thánh Ma Thao Thiết cơ hồ một miệng đem Huỳnh Hỏa nuốt mất. Chính là bởi vì Lý Thiên Mệnh đánh tới một kiếm này, mới khiến cho Huỳnh Hỏa trốn được nhất mệnh. Có chút ý tứ. Đối mặt cái này nghịch thiên một kiếm, Vũ Văn Thần Đô cũng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, hắn tổng Thánh Ma Thao Thiết trên lưng nhảy dựng lên. Âm Linh Địa Ngục Đao, Phù Đồ. Đây là đạo thứ hai thiên ý chiến quyết, một đao kia giết ra 7 tầng bảo tháp huyễn quang. Đó là như là thượng thương một dạng trấn áp ý chí, cùng phụ linh 20 tầng Lý Thiên Mệnh trùng sát cùng một chỗ. Phốc phốc phốc, thiên ý lực lượng, tại hai người trẻ tuổi ở giữa bạo phát. Làm, một khắc này, mọi người vẫn là nhìn đến Lý Thiên Mệnh bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Đến mức Vũ Văn Thần Đô, hắn tuy nhiên lui về sau rất nhiều, cánh tay đều đang run rẩy, nhưng ít ra, hắn không có cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, phun ra một ngụm máu tươi. Không thú vị, giết bọn họ. Vũ Văn Thần Đô phân phó một tiếng Thánh Ma Thao Thiết, ánh mắt của nó càng càng lạnh lùng, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, hắn đem về chúa tể trận chiến đấu này. Nếu như ta liền ngươi Lý Thiên Mệnh đều giết không chết, để ngươi trong tay ta lật bàn, ta cái này hơn 10 năm khổ tu, thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta theo 3 tuổi bắt đầu, cắn răng kiên trì cho tới hôm nay, thì không phải là vì giết ngươi Lý Thiên Mệnh, mà là ta đi Thánh Thiên Phủ. Thực hiện ta đời này lớn nhất ý nghĩa. Ngươi từ bỏ đi, chết tại ta trên tay, dù là ngươi là năm kiếp luân hồi chi thể, ngươi đều không mất mặt. Hắn bước lui Lý Thiên Mệnh, sách đao sát hướng Miêu Miêu. Một đao chạm dưới, cái kia chính bộc phát ra hỗn độn thiên kiếp đánh vào Thánh Ma Thao Thiết Miêu Miêu, trên lưng bị nó chặt một đao, trong nháy mắt máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương. Cút, tiểu hoàng gà giết tới, một bộ thiên địa nhân tam sát kiếm, thẳng đến tiêu tan. Mới làm cho Vũ Văn Thần Đô từ bỏ truy sát Miêu Miêu. Ngươi sẽ còn chiến quyết, thật có ý tứ, vậy thì ngươi chết trước. Vũ Văn Thần Đô để Thánh Ma Thao Thiết tiếp tục đuổi giết Miêu Miêu, mà hắn thì như là màu đen huyễn ảnh, thẳng hướng Huỳnh Hỏa. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo huyết ánh sáng màu đỏ, Vũ Văn Thần Đô quay đầu một đao chạm. Phốc phốc, hắn không nghĩ tới, hào quang màu đỏ ngòm này tốc độ như thế mãnh liệt, hắn tại vội vàng ở giữa. Chỉ có thể né tránh, nhưng vẫn là để cái kia gai nhọn đâm trên cánh tay. Hô! Đó là tà ma. Vũ Văn Thần Đô trực tiếp rút ra tà ma gai nhọn, hai mắt đã huyết hồng, ngẩng đầu thời điểm, trên người hắn bạo phát ra kinh khủng khí tràng, cả người âm u gấp 10 lần. Mà ở đối diện hắn, trên thân tràn đầy vết máu Lý Thiên Mệnh, lau trừ đi vết máu ở khóe miệng, đã đứng lên. Nói thật, Vũ Văn Thần Đô rất khó quên, hắn thời khắc này ánh mắt. Trừ mình ra, hắn theo chưa có xem hung hãn như vậy ánh mắt.
Đừng động ta huynh đệ, dạng này sẽ ép được ta, mệnh đều không muốn, cũng muốn giết chết ngươi. Hắn nhấc lên Hắc Minh Long kiếm, trường kiếm tại trên mặt đất vạch ra một đầu tơ máu. Cái này liền là của ngươi di ngôn sao? Phú Văn Thần Đô nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh trong đó một cái cộng sinh thú đã bị thương, phần lưng một đao kém chút chặt đứt hắn xương sống, cứ như vậy, thánh ma thao thiết lấy một địch hai không có vấn đề. Thành, vậy ta trước tiễn ngươi lên đường, đi tốt, Lý Thiên Mệnh. Tại cái này tĩnh mịch Đông Hoàng đệ nhất chiến trường bên trong, chân hắn thực sự khắp nơi, một cái bước xa, trong nháy mắt vọt tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Làm! Một đao kia, nhanh đến mức khủng bố, đây mới là hắn nhanh nhất một đao. Mà một đao kia, chém vào Lý Thiên Mệnh trên cánh tay. Không hề nghi ngờ, cánh tay của hắn muốn trực tiếp gãy mất. Nhưng, mọi người khó có thể tin phát hiện, cái kia tiếp nhận một đao này cánh tay trái, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là cái kia Vũ Văn Thần Đô bát giai thú binh, vậy mà vỡ ra một lỗ hổng. Ngay cả như vậy, cái kia bàng bạc lực đạo vẫn là chấn động đến Lý Thiên Mệnh khí huyết nghịch hướng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này khiến hắn xem ra càng thêm dữ tợn. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt Hắc Minh Long kiếm, cái kia như hung thú giống như hừng hực ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Vũ Văn Thần Đô. Đầu này tay không tệ, ta chuẩn bị lấy ra chân tàng. Vũ Văn Thần Đô nói. Hắn nhấc đao lên, lần nữa đánh tới. Mà một bên khác, Thánh Ma Thao Thiết lấy một địch hai, đã giết long trời lỡ đất, cái kia Linh Nguyên Thần Thông, Bạch Cốt Sơn, trực tiếp quán xuyên nửa tòa Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, cắm vào Lý Thiên Mệnh dưới chân. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, lấy nhỏ bé thân thể, dục huyết phấn chiến. Bọn họ thật sự là thực chất bên trong đều là nghịch thiên chủ, dù là thực lực sai biệt to lớn, nhưng Thánh Ma Thao Thiết muốn giết chết bọn họ, thật đúng là không dễ dàng. Nhất là Huỳnh Hỏa, đó là dám xông vào Thánh Ma Thao Thiết miệng bên trong chém giết ngoan nhân. Ngươi muốn giết chết ta, ta đều muốn kéo ngươi đệm lưng, lão tử không sợ chết, thì ngươi cái này người quái dị, ngươi cũng xứng làm tổn thương ta. Nó tiểu, có lúc cũng là một loại chỗ tốt. Cái này khiến tiểu mèo đen đều về tới ban đầu trạng thái, giải trừ đế ma hỗn độn, vọt thẳng tại cái này Thánh Ma Thao Thiết gai nhọn trong khe hẹp. Cái kia Thánh Ma Thao Thiết thú chảo vỗ, ngược lại dẫn đến trên người gai nhọn đâm xuyên qua chính mình thú chảo, đau đến nó ngửa mặt lên trời gào thét. Mà gào thét thời điểm, tiểu mèo đen như lôi đình xuất hiện, một cái hỗn độn điện cầu nện vào miệng của nó, nổ Thánh Ma Thao Thiết đầu lưỡi đều nổ tung. Đó là nhược điểm của nó. Quả nhiên, liền bọn họ đều vì sinh tồn, đều có thể bất tử bất khuất giết tới loại trình độ này, lại huống chi là Lý Thiên Mệnh. Hắn liên tục chặn Vũ Văn Thần Đô ba đao, mỗi một đao đều bổ vào hắc ám trên cánh tay, để hắn bay rớt ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Lần này, bị ngược cực kỳ thảm. Nhưng là, thống khoái a. Hắn lần nữa bỏ lên, kiếm trong tay, vẫn thật chặt nắm trong tay. Chỉ cần không chết. Còn có cơ hội. Còn muốn kiên trì sao? Không nhìn ra được sao? Ta tại đùa bỡn ngươi, bằng không, ngươi chết sớm. Vũ Văn Thần Đô nhịn cười không được. Kỳ thật hắn một mực không phải là người như thế. Nhưng lúc này đây, trong lòng của hắn bóp méo. Ngươi Lý Thị Thánh Tộc, danh xưng có ý chí chiến đấu bất khuất, có thể nghịch chuyển sinh tử, Lý Thiên Mệnh, biểu diễn cho ta xem một chút. Trên thế giới này, chỉ có thực lực nghiền ép, căn bản sẽ không có nghịch chuyển sinh tử. Cho nên, người bây giờ vùng vẫy giấy chết, đã chứng minh cái gọi là Lý Thị Thánh Tộc, cũng là một chuyện cười. Nếu không phải chê cười, có thể xuống dốc đến tận đây, mặc cho ai đều có thể dẫm lên một chân. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, cho tới bây giờ cũng chỉ là, nói chuyện viển vông. Hắn có quyền nói như vậy, bởi vì hắn hiện tại là phe thắng lợi, mà hết thảy này, Lý Thiên Mệnh đều nghe được rõ ràng. Tiếp theo đao, cắt đứt tại lồng ngực của hắn, xé mở một đạo vết máu. Cơ hồ có thể nhìn đến xương sườn. Chỉ là ở đây đợi dưới thương thế, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng lên, xích hai mắt màu đỏ, lấy miệt thị tư thái, cứ như vậy băng lãnh nhìn lấy Vũ Văn Thần Đô. Nhưng là, tay của hắn đang động. Dùng tay, kiếm động. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Không người có thể tưởng tượng, hắn vì sao còn có như thế ý chí, liền ở ngực huyết ào 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 tại rơi xuống, hắn đều không hề nhíu một lần mi đầu. Lại không người nhìn đến, cộng sinh không gian thái nhất tháp, đang có ôn nhuận bạch quang, tại miệng vết thương lập lòe, cái này quang mang, có thể xúc tiến vết thương khép lại, ngăn trở máu tươi sói mòn. Ca ca, có thể hay không để cho ta làm càn một lần? Câu nói này, đến từ Khương Phi Linh.
cái kia cắt đứt ở ngực một đao, đồng dạng cắt đứt lòng của nàng. Nàng rất thương tiếc Lý Thiên Mệnh, không nhìn nổi hắn bị thương tổn như vậy, cái kia so chặt ở trên người nàng còn khó chịu hơn. Sẽ không có người nhìn đến, nàng cái kia linh thể phía trên hai mắt, bây giờ có như thế nào quang mang. Đó là một loại ngọn lửa màu vàng. Trên người nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngọn lửa màu vàng. Nàng muốn làm sao làm càn. Linh Nhi, không có việc gì, ta còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần bước ra một bước này, có lẽ, chúng ta có thể sống sót. Lý Thiên Mệnh thanh âm vô cùng trầm trọng. Không sai, hắn đúng là làm sao cùng ngăn cản. Không ai có thể ngăn lại hắn thời khắc này điên cuồng. Ta biết, ta cũng không muốn chết, ca ca, để cho ta vì ngươi bước cuối cùng này, thêm một thanh kình được chứ? Nàng âm thanh run rẩy hỏi. Có thể thanh âm run rẩy, đều có lớn nhất hừng hực quyết tâm. Phụ linh 20 tầng, còn chưa đủ à? Lý Thiên Mệnh biết, nếu không phải có nàng hỏa nhiệt cùng sôi trào, hiện tại mình đã chết rồi. Không đủ, ta còn có thể làm được bước kế tiếp, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế nhưng là, ta sợ rằng sẽ ngủ say một đoạn thời gian, nhưng dù sao cũng so cùng chết muốn tốt. Có ý tứ gì? Ta loại thứ 5 năng lực đã thức tỉnh, gọi là nhiên linh. Nhiên linh cùng phụ linh tương tự, nhưng là tác dụng tại địch trên thân thể người, có thể rất lớn trình độ thiêu đốt hắn thú nguyên, để hắn thực lực cấp tốc hạ xuống. Khương Phi Linh cắn răng nói. Không hề nghi ngờ, nghe đây quả thật là một loại đáng sợ năng lực. Có tác dụng phụ? Có, nhiên linh kết thúc, ta sẽ hóa thành linh thể ngủ say một đoạn thời gian, vừa tốt có vật dẫn, vậy liền thiên linh chi luyến. Khương Phi Linh thanh âm dần dần kiên định. Một đoạn thời gian là bao lâu? Sau khi tỉnh lại phải chăng có ảnh hưởng? Lớn nhất gần một tháng đi, cũng có thể nhiều lâu một chút điểm, nhưng có thể khẳng định, loại năng lực này sẽ không hại ta, sau khi tỉnh lại tuyệt đối yên ổn không lo, ta có thể cam đoan. Khương Phi Linh biết hắn lo lắng cái gì, cho nên đem hết thảy nói rõ ràng. Ta đã biết, Lý Thiên Mệnh cùng nàng ở giữa giao lưu, có thể so với cùng cộng sinh thú tâm linh giao lưu, nhanh như thiểm điện. Ca ca, có một đoạn thời gian muốn rời khỏi ngươi, nhưng không quan hệ, chí ít chúng ta đều sẽ sống sót. Sẽ không còn có lưỡng toàn kỳ mỹ lựa chọn, ngươi càng không phải là nhăn nhăn nhó nhó người, đúng không? Khương Phi Linh nói. Nàng biết Lý Thiên Mệnh trong lòng có cỡ nào không bỏ được. Nhưng, hôm nay thật không có lựa chọn nào khác. Sinh tử, cái kia cho phép hắn vào lúc này, còn cân nhắc nhiều như vậy. Ca ca, nhiên linh về sau, ta tạm thời sẽ mất đi thần trí, hy vọng ta tỉnh lại ngày nào đó, có thể nhìn đến mạnh hơn ngươi. Nàng cứng cỏi cùng kiên định, ở thời điểm này, không cho Lý Thiên Mệnh cự tuyệt. Lần này sinh tử đánh cược một lần, nơi nào có nhiều như vậy đường lui. Có như vậy một đầu, cũng đã là một đường sinh cơ. Ủy khuất ngươi, lần tiếp theo không có ta đồng ý, không cho phép sử dụng. Lý Thiên Mệnh nói. Biết, tuyệt đối mỗi một lần, đều phải đi qua ngươi cho phép. Nàng cười. Liền xem như linh thể, giờ phút này hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nàng, xem ra sẽ chỉ càng thêm tuyệt sắc. Trên đời này, làm sao có như thế kinh diễm nữ tử. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tại thiêu thân lao vào lửa, nàng làm sao hắn không phải. Nhưng là... Nàng càng thêm trói lọi, kiên cố hơn quyết, cái này khiến nàng rất hạnh phúc, bởi vì có một ngày như vậy, nàng cũng tương tự có thể vì tất cả mọi người đi phụng hiến. Trước kia nàng bốn loại năng lực, đều không đủ dữ tợn. Hôm nay, khi nàng duy nhất còn lại ngón tay cái phong ấn để lộ thời điểm, ngọn lửa màu vàng óng kia, là nàng viên thứ nhất răng nanh. Nhiên linh, làm cái kia Vũ Văn Thần Đô lần nữa một đao đánh tới, chuẩn bị giải Lý Thiên Mệnh thời khắc, bỗng nhiên ở giữa. Lý Thiên Mệnh trên thân bỗng nhiên xông ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, đột nhiên thiêu đốt tại Vũ Văn Thần Đô trên thân. Đây là cái gì? Vũ Văn Thần Đô giật mình, hắn vận chuyển toàn thân thú nguyên, chuẩn bị bước lui ngọn lửa màu vàng óng này. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến, làm cái kia thú nguyên đụng chạm lấy ngọn lửa màu vàng thời điểm, tựa như là dầu nhiên liệu đụng phải hỏa trùng, trong nháy mắt bốc cháy lên. Càng đáng sợ chính là, ngọn lửa màu vàng óng kia theo thú nguyên. Trong nháy mắt tràn vào thân thể, trong nháy mắt xông vào hắn 45 cái linh nguyên. Trong một chớp mắt, hắn 45 cái linh nguyên, đốt cháy kỳ trùng thiên hỏa diễm, xuyên qua toàn thân. Tại đốt cháy thời khắc, hắn thú nguyên lấy tốc độ khủng khiếp, ngay tại tiêu tán. Đây là hắn cả một đời, đều không nghe thấy qua, cũng chưa nghe nói qua sự tình. Thế nhưng là,
cứ như vậy phát sinh. Nhiên linh, là thú nguyên ác mộng. Nhiên linh bạo phát, so với gia trì tại Lý Thiên Mệnh trên người phụ linh, đều cường hãn hơn rất nhiều. Vũ Văn Thần Đô, thế giới rất lớn, cái gì cũng có khả năng. Ngươi cho rằng trưởng khống sinh tử của chúng ta, nhưng, chúng ta sẽ để cho ngươi thấy, khinh thị chúng ta, sẽ chỉ làm ngươi trả giá đắt. Đây là ngọn lửa màu vàng óng kia đối lời hắn nói, là một cái dũng cảm, lần thứ nhất lộ ra răng nanh nữ hải thanh âm. Kế tiếp, ngọn lửa màu vàng nuốt sống hắn tất cả thú nguyên, điên cuồng thiêu đốt. Đây là Vũ Văn Thần Đô lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ. Làm hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn đến Lý Thiên Mệnh ánh mắt thời khắc, tim của hắn chấn động một cái. Ta thề sẽ không để cho người thương tổn nàng, nhưng là hôm nay, ngươi lại không để cho nàng đến không mạo hiểm, vì làm cho ta sống sót.